Đúng rồi, em mới vừa gọi đó, là em mới xác nhận lại đó. Giờ anh gọi lại cho chị liền đây, giờ anh giao cho chị. Dạ. Chị nói sao mau quá anh, em bên em mới gọi qua kia, chị nói sao có mau vậy đó. Dạ, thì bảo vậy, anh bà vậy đó, anh rồi. Ừ, rồi anh hát lại giùm em ha. Dạ, cảm ơn anh. Đây đưa cái máy ra chia sẻ đi. Alo, mùi ơi. Hello chị Huyền Ngọc. Giọng thanh quá ha, giọng thánh thoát luôn. Cái thôi làm sao đi? Hello, bộ đang mặc là đùi hả? Nếu mình thích đùi về cắt lên chị. Đang mặc quần dài. Ngày hôm qua không có về mấy cái lô đùi cũng đẹp đẹp không mà không thấy chị yêu. Không thấy chị yêu nè. Rồi mấy cục vàng ơi, mỗi người cho em xin nút chia sẻ nha. Chia sẻ mọi người ơi, sẻ mua giá rẻ. Thích khỏe. Vậy hả chị? Hello chị Hương Liên. Chúc mấy chị yêu, tại biết sao mấy chị nghe. Nhà cửa nó nhiều công việc quá mọi người ơi, làm không kịp. Đó, thêm lính em nó nghỉ hai đứa. Giờ còn lính già, lính trẻ mà chị. Còn con ngựa với con xe tăng. Rồi còn ngựa với con xe tăng đó chị. Rồi này chị, là còn muốn mua đồ đúng không đây? Cái phụ bất giới gì đi tỉnh Trâm Hương. Em gian đầu like cho mọi người nghe, bữa nay là phải gọi là bán là siêu tặng luôn mấy chị gái nha. Hàng Tết mọi người nghe, kho nó quá xả mọi người nghe, em cũng ôm về. Trời ơi ha mấy chị nha. Đi hả, chết mẹ rồi. Thi mày gỗ gỗ con tính lại đó thi, đẳng ra đằng chỗ mà nhà của mẹ đó thi, cái chân con ngựa chị thấy còn mấy cây tung mịn xuống 5 mét đó thi, 70 kg đó thi. Hôm qua người ta thấy mà tao tính ôm lại mà cái lâu quên có quên cái mịn thứ năm ha. Dạ có nghe, chị mua bữa mua phát gì chị, dạ em chờ cho Lê Hồng em giấu em nè. Có đùi mẫu mới thì chị ơi, có đùi mẫu mới nè. Đây nè mấy chị gái nha, đẹp lắm chị, nãy em tính mặc bộ này mà em không có mặc. Đồ này là chị nghe chắc lụa manh gò cao cấp luôn, hàng siêu xịn luôn nha chị ruột nha, đẹp lắm. Em bao mấy chị bạn đẹp luôn, bạn không đẹp hơn hoàn tiền mọi người nha, lụa manh gò tụ mấy chị nghe, cái form nó đẹp dữ lắm nha chị yêu nha. Đó. Lụa manh gò siêu cấp nghe, cánh dơ nhẹ thôi mọi người nghe, chứ không có cánh dơ thề lè thề lừ. Hello chị Phương Dương yêu dấu nè. Đây là chị yêu nha. Bộ này mấy chị ha, size của nó là từ 45 đổ lên nha. 63 đó lại là mấy chị bạn bao đẹp. Còn chị nào mà 65 kg mình cao cao lụm. Nhờ bà Thi còn không là mệt. Bởi vậy đó, để quên mảng này nè. Có chị bên em có lai áo luôn. Rồi đầu lai vừa bán vừa tặng cho mấy chị cái lô này nha mọi người nghe. Nhớ em là giá tặng mấy chị gái nha. Đó mấy chị danh hữu vô sớm để mình mua được giá tặng, giá yêu thương mọi người nghe. Chỉ cần mọi người yêu thương, ví dụ như mình chia sẻ không được mọi người nghe, mấy chị bấm thích trang cho em cũng được. Bấm thích trang là sao mọi người nghe, mấy chị nè, bên đây nè mấy chị, nó có nút gì nè. Đó mấy chị ngay chỗ cái tay nè. Đó mấy chị nó thích là gì nè mọi người ha. Đó thích làm gì mọi người nghe, thích để cho cái trang em được nổi lên mọi người nghe, trên những cái khi mình đăng lướt Facebook á là cái trang em tự động nó nổi lên mọi người nghe, nó được thích càng nhiều thì cái trang của mình nó sẽ được nổi nhiều mọi người nha. Đó chứ không phải là mình chia sẻ không nó sẽ nổi nhiều đâu mấy chị nghe, thích nó cũng nổi nhiều nữa mấy chị. Rồi bộ này mọi người mấy chị lụa manh gồ cánh dơ đùi sửa sẵn like luôn nha, chị Quỳnh Thắng là sửa sẵn like rồi. Chị yêu nào lấy chốt em mọi người nghe mấy chị, đầu like vừa bán vừa tặng mọi người nghe. Bộ này 105.000 là bình thường nghe mọi người nghe, giá bình thường 105.000. Bữa nay em Hương bán cho mọi người giá hết hồn luôn, thật sự không bao giờ có luôn, 69.000. Ok, hai hộp body một cách trắng thì chị Nguyễn Nguyễn. Hello chị Võ Quỳnh. Rồi chị yêu nào lấy chốt mọi người nghe, mã số 1 giùm em, nghe số ký mọi người nha. 45 đổ lên, 63 nó lại vừa mấy chị nghe, mấy chị đem về là bạn y xì người mẫu bạn
hàng được kiểm tra hàng mọi người nghe, không đúng chất lượng sản phẩm mọi người trả lời cho em. Đây là lụa manh gồ cao cấp tặng đầu lai giá 69.000. rồi ai lấy bộ này cho em mã số 1, mã 1 69.000 mọi người nghe. Ai nói vậy, lụa manh gồ đẹp dữ lắm luôn, trời ơi em cầm bộ này em còn chịu không nổi mọi người ha. Mấy chị coi cái túi nè, đãi ra không. Rồi chị Thắm yêu dâu của em sao quần nãy giờ bị đâu vậy ơi. Ừ rồi chị yêu nào chốt comment liền em mọi người nghe, mã số 1. Hello chị Hương Loan đó, mã 1 mọi người nghe đó. Hello mọi người, chúc mấy chị một buổi trưa vui vẻ mọi người nghe. Mấy chị nói mình chia sẻ không được thì bấm thích trang giùm cho em Hương cũng được mọi người nghe. Mấy chị mỗi người thích mấy chị này giúp cho trang của em nổi lên một lần đó, vậy đó nha. Rồi mã 1 giùm em mọi người nha đó, 45 đủ lên mọi người nghe, 62 63. Lại mấy chị mặn bao đẹp, chị nào 65 kg mình cao 1m6 hoặc là cái dai gọn gọn người là mấy chị lụm vô vừa ha. Rồi kêu lấy một comment một giùm em, giá lụa manh gồ đẹp mấy chị, phải gọi là bao đỉnh đẹp mọi người ha. Ừ đẹp lắm, cái này là tưởng nó theo nó không báo vậy hả chị. Ừ chị bấm thích trang theo dõi trang lợi, bấm thích trang theo dõi trang lợi là nó ấy rồi. Bộ đang mặc là 60 kg lại đó chị nha, bộ đang mặc là 60 đó lại đây, mặn hơi rộng nè, em sẽ dặn lên chi ăn cái lô này cho mọi người luôn. Rồi chị lấy bộ này cho mã 2 mọi người nha đó. Hello chị Phúc Minh nè, rồi lấy 2 comment 2. 47 kg, nói chung là cái này là chị thích bạn gọng gọng là cho bạn được nghe chị Nguyễn ơi, còn mình không thích bạn gọng là không được nghe chị nha, không thích gọng là bạn không được, tại vì cái này là dặn nó cánh dơ gọng gọng gì nữa mấy chị nha, cánh dơ nhẹ nha chứ không phải là cánh dơ bự đây mấy chị nha, cánh dơ nhẹ nhẹ hơi nè, dễ thương cực kỳ luôn đó. Rồi giá 69.000. Ừ giá chị, rồi ok mã 2 cho chị Nguyễn Thị Thu Hương. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nha. Alo. Dạ. Ủa kỳ vậy? Ủa vậy hả? Rồi chết rồi, để khoan để em điện chị cái nữa nghe, anh thông cảm em nha. Dạ dạ. Hương ơi, tôi coi bà đây không được rồi. Ok cho Thanh Tiền. Đồ mặc là quần dài. Ok mã 2 chị Thu Phương. Anh lấy 2 cầm anh 2 rồi nha, mã số 2 giùm em nè. Mã 2, mã 2, đang mặc là quần dài mấy chị, đang mặc quần dài nha. Đang mặc quần dài. Rồi mấy chị yêu nghe mã 3 giùm em. Mã 3 mấy chị gái nghe, nó lụa manh gồ 2 túi mọi người nha, 69.000. Mọi người không mua đâu có hết trơn giá này mọi người nha. Đó. Rồi 45 đủ lên mọi người nghe, 63 lại mấy chị bạn đẹp em, mấy chị nghe mã số 3. Chị nào lấy 3 cầm anh 3. Bộ giờ này chị mất học online à? Ơ mất lấy cái gì? Ơi, rồi shipper điện lại cho bả chặn số shipper luôn, bả tự nhiên điện lại xong cái nè. Ta kêu gửi vô điện thôi, gửi gì anh Tây? Cấp máy chặn shipper luôn. Giờ shipper lấy số khác điện, chặn số tiếp theo. Giờ làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao ai biết làm sao? Rồi bây giờ em lên bộ đăng mặt mọi người nha. Rồi em hết biết gì rồi mấy chị ơi, cài cái nào khoan khoan sao điện chị bà cố để like từ từ này đi, rồi xong rồi mình tính cái kia. Rồi mã 2 cho chị Phạm Kim Thi, mã 2 đây này, mã 2 2 chị Phạm Kim Thi, mã 2 3 chị Huệ Lê, mã 3 69.000 mấy chị ơi, tranh thủ mua, nó thiệt luôn, không ở đâu có bán giá 69.000 hết trơn. Cái nào 2 đâu? Hai đó là 2 đó cơ. 1 đó, 2 đó. Mango đi nào, ăn lên mango đùi nè, trời ơi cái bộ đẹp cái gơi luôn, trời cái bộ mã 1 này mới đẹp một cái giả mang luôn mà em bán không được mới cừ thiệt chứ. Thật sự mọi người nghe, em cảm thấy là quá đẹp luôn. Trời ơi, chắc lụm bộ này để dành Tết bạn buổi chiều chiều quá à. Thấy không? Lụa mango siêu đẹp luôn mọi người nghe, nó bộ này em bán mọi người có 69.000. Bộ đang mặc nhiêu hả? Bộ đang mặc theo leo luôn nè. 69.000 nó cân, bán ghê không đi. Yeah. Ừ. Rồi mình bán giá tiền thôi. Ừ. Này là mã 3 hả? Vậy hả? Rồi đạt được không chị Kim My Võ Thị ơi, được không? Đạt không được thì nó trả lại em. Còn mình đạt được thì nói gì bên em bù tiền đạt cho. Này mã 3 nè. Ừ. Rồi mọi người nghe mã 4 giùm em. Mã số 4 mọi người nghe, chất lụa manh gồ đẹp quá trời luôn.
69.000 bộ lụa manh gồ cánh dơ, 105.000 xe quá 69.000. Trời ơi. Rồi chế cho em xem cánh dơ đùi đây nè, cánh dơ đùi xe lụa manh gồ luôn mà xe có 69.000. Mẹ đưa con cái mã 1 ra con, cái này mã 1 nè. Ôi ôi nó dễ, nó đẹp một cái dữ dằn luôn nha chị Phương Nguyễn nha. Không đẹp em hơn hoàn tiền cho mấy chị, em bao mấy chị bằng 105.000 xe mấy chị 69.000 này rồi. Rồi con người ta sale mà ngồi nghe mấy chị giải là nè. Đẹp dữ lắm mọi người nha. Ừ. Ok, 4 chị Huệ Lê 4 nè. Mọi người không có mua ở đâu được cái giá 69.000 hết trơn, em nói thật sự luôn các chị nghe. Đó, cái này là em bán đầu like thôi nha. Rồi nè, này mã 1 nè, chị nghe mã 1 của em nè. 45 đổ lên nha, 62 là vừa mã số 1 mọi người nghe, 69.000. Ừ. Rồi 2 với 3 chị nóc nhà 2 với 3 nè. Đó bà. Cái này 1 nè. Một chị Kim Thị bộ mã 1 nè. Một lỗ này nè. Ghi 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 lên luôn Thi. Đưa là mày không? Ghi mã luôn Thi. Ừ. Mã đi con. Rồi ai lấy 1 cấp 1 nhận hàng không đẹp trả lại em. Ừ. Mã 4. Mã 4 của mẹ. Mã này nè. Thưa bà. Đánh coi là nó bốn còn. Đâu Thi mã 4 màu vàng nha. À, mở 4 con bộ đó chị ơi, mở 4 con bộ nha. Vừa ok chị Bích Ly nha, Dương Son mấy con. Mở 4 con bộ mọi người nghe, chị Huệ Lê phải cho số nha. Bên em có số, có địa chỉ chị Huệ Lê luôn rồi. Có địa chỉ chị Huệ Lê hết rồi. Rồi 1, 2 chị Như Thanh 1, 2. Còn nữa không? Đăng lên. Đăng lên. Rồi mã 1 mọi người nghe, 69.000. Nhãn hàng không đẹp trả lại cho mấy chị. Thù ô mấy chị nghe đây nè, lụa manh gồ cao cấp mọi người nghe, không nhăn không dứt không nổ lông, em bao với chị luôn. Ừ. Để chị bạn vừa cho mua giùm em cảm ơn chị yêu nè. Rồi còn bộ mở 1, em còn bộ mở 1. Rồi mở 1 Hoa Kim cho số hội đi Kim ơi, mở 1 cho chị Hoa Kim. Bữa nay em sale mọi người đồ là không bao giờ qua giá 100.000. 67kg không vừa nghe chị ơi, 65kg thì còn được nghe, 67kg em thở cái mông không vừa thôi nghe, chứ áo thì bao la. Bộ mặt có 60kg chị Ngọc Loan, đợi em xíu bán dễ gời luôn. Em bán để gời luôn, nói chung là bữa nay em chỉ ăn cho mọi người nha. Có dập liên nha, chị Lan một bít em xíu nè. Rồi mã 5. Mã số 5 nha mọi người nha. Lụa manh gồ cao cấp 105 em hơn xem mọi người cho 69.000. Trời ơi, chị đâu nha. Rồi lấy 5 chút 5 giùm em mấy chị nghe 5. Đẹp lắm mấy chị, mã 5. Một chị Tiền Nguyễn 1 luôn nè. Rồi chị lấy 5 giùm em 5 mọi người nha. Ai mấy chị đẹp lắm. 5 đi chị Bích Ly 5 nè. Rồi năm hết nha mọi người nghe, năm có bộ dạ đồ chị Kim Ngọc còn rồi, cho coi hộp phần màu hồng, phần màu đồng là gì chị. Rồi mã 6 mọi người nha, 6 giùm em lụa manh gồ cao cấp mọi người nghe, cái này em phải dùng từ cao cấp luôn, mấy chị nhận không đẹp là hoàng lại liền, đừng có khỏi mất công mấy chị nghe. Ừ. Chị Nguyễn Thúy Hằng, em bán mấy loại giảm mỡ bụng vậy Hương, bây giờ chị muốn giảm nhanh hay là giảm thường thường? Hôm qua đặt 30 đi đơn để biết mua thêm còn. Tiến Nhiên còn đơn phải không? À. Chị Tiến Nhiên có một bộ một mà giữ đơn cho chị. Rồi. Chị Diệu Huyền ơi, em hết mã 3 Diệu Huyền nha. Ơi giờ mã 3 chị Diệu Huyền rồi, còn Diệu Huyền mã 3 rồi hết mã 5. Rồi chị Hoa Kim mà Hoa Kim mã 1. Mã 3 đâu rồi? Ba hết rồi. Chị Hoa Kim lấy mã 1 cái gì không ta? Ừ. Rồi, ok nè. 6 nè, 6 cho Kim My Võ Thị. 6 chị Thủy Nguyễn 6 nè. 5 hết mọi người ơi. Không ngủ đợi, đợi xíu chị, đợi xíu. Rồi ai lấy 6 chút 6 mọi người nghe. 69.000 bạn bộ đồ mà giật mình. Thiệt sự luôn á chị nghe, mua ở đâu cũng không có hết trơn giá này. Ừ. Ok, Thủy Nguyễn chốt rồi, 6 rồi. Hãy qua số 6 nha chị. 6 chị Nha Linh 6. Tổng cộng 4 bộ, mới 3 bộ à. Ủa ai đâu trời. Kim My Võ Thị Thủy Nguyễn có 3 bộ rồi bà nội. Hoa Kim lấy gì? Hoa Kim lấy số 1. Chị Diệu Huyền 6 nè. Chị Huyền Nguyễn 6 nè. Hai cặp tay là hết đó. Đồ chị bữa trước còn không? Nhăn trần, không biết còn không đó chị Huyền. Rồi mua mới chị ơi, mua mới. Lấy cam đỡ. Rồi chị lấy 6 chút 6 mọi người nghe, 69.000. Lụa manh gồ đùi cao cấp. Cầu ô mấy chị nghe nó đẹp. Nó đẹp mà em không thể tưởng tượng ra nó đẹp như thế nào mọi người nghe, mấy chị coi có túi quần nè. Cầu ô đã chưa? Hàng của chị Thủy Nguyễn hình như em nhớ không lầm là đi rồi. Rồi em còn bộ mã 6 nghe, lấy 6 chút 6 giùm em. Trời ơi tưởng đâu nay nghỉ ấy rồi. Đâu có trai phắn là à ok. 6 chị Hoa Kim 6 luôn nè. Hết 6. Ồ ồ mấy chị ơi 7 nè. Mã số 7 mọi người nghe, lụa manh gồ đẹp cực kỳ luôn. Bán 69.000.
Ok, chị Trần Thị Bích Ly. Rồi cục vàng lấy chốt mượn nha 7 giùm em. Hết 6 nha. Dạ em cảm ơn chị Tiến Viên. Bán đồ có sao nói vậy mọi người nha. Đó, để khách người ta mua người ta hài lòng. Rồi, chị Trần Tuyết Mai, ok. 7. Chị Huệ Lê 7, ok. 7. 7 thì chị cũng chị Thu Phương 7. Đồ này hả chị, 63 lại vừa cho Phan Huy bạn vừa. Chị có lửng mà 68kg xong hết 65. 68kg mới 65 không mà em nhớ coi chị nghe. Tại vì đồ giờ quá nhiều rồi không không nhớ nổi nè chị ruột ơi. Rồi ai lấy cái 7 comment 7 mọi người nha. 7. Rồi, có quần dài luôn chị nha. Đợi em xíu em theo quần lửng, quần đùi trước nha. Rồi 7 mới chị ơi. Có nghe bên em cho kiểm tra hàng thoải mái. Ủa chị Nguyễn Quân em nhớ có mua rồi mà chị Quân. Bên em lại cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người nha. Đây mã 7 nè, trai. Rồi chị nào lấy 7 chút 7 mọi người nghe, số 7 giùm em. Đồ của chị Ngọc Kim đi rồi nghe cục vàng đây. Chị Kim đi rồi nha. Rồi chị nào lấy 7 chút 7 mấy chị, mã số 7 giùm em á. 69.000. Dũng cho bán đồ kìa. Đẹp quá. Rồi ok, chị Lê Vân Tính 4 chiếc dầu kim son. Dạ có. Trời ơi mấy chị ơi, cái bộ mã 8 đẹp nè. Trời ơi. Đẹp dữ dằn luôn mấy chị ơi, 69.000. Nó sale sửa, nó sale mà em còn giật mình mà ngồi nghe. Em còn nói với em nè. Ơi, đem về đẹp mới lấy nghe. Không lấy rồi tôi trả, không xấu rồi tôi trả lợi đó nghe. Tại vì mấy chị biết sao không, bình thường em lấy cái này là mấy chị nghe. Gần 90.000. Gần 90.000, em bán 105.000. Nó thật sự mà ngồi luôn. 7 chị Võ Hồng 7 nè. Rồi 8 cho chị Tiết Mai 8. Em lấy hàng mà em còn sợ mà người biết không, em nói trời ơi chị nhớ em nghe, đẹp ha, em lấy còn xấu trả lại nghe chứ rẻ quá vậy, rẻ cũng sợ nữa vậy thiệt. Ừ mua đồ hay ít hả chị, à hay ít hả, vậy có rồi. Ai lấy 8 số 8 ngồi nghe, mã số 8 giùm em, mã 8. Ồ bồ đẹp quá ha. Ồ 8 8 Kim My Võ Thị 8. Cô Tôn Mệnh đợi em xíu nghe, cô Tôn Mệnh em bán gì vậy còn giá hết hồn nữa, cô Tôn Mệnh còn giá hết hồn nữa nghe mọi người nghe, mấy chị đợi giùm em. Ừ 8 tiền Nguyễn 8. Rồi kêu lấy chốt 8 mọi người ơi, nhanh tay đi mấy chị nha, lụa manh gồ. Trời ơi, 69.000 cho mấy chị bạn thử luôn. Ừ, mọi người tới hàng kiểm tra, giờ quen cũng kiểm tra cho em. Ừ, chị em mình mua con bé đâu nay nghe có những chị trời ơi, Hương ơi, chị tin tưởng cưng chứ đâu có kiểm tra hàng đâu. Kiểm tra, đẹp lấy. Dạ, cái này mấy con ơi. 8 chị Nguyễn Nga 8. Sáu mươi ba kg lại là các em trừ hao rồi mọi người, khỏi trừ hao nữa nghe không. Còn nếu mà chị nào mà câu cao 65 cái bạn vừa nha mấy chị nha. Ừ. 8 chị Phương Nguyên 8. Rồi. 8 là chị Ngọc Thanh 8. Rồi chị lấy 8 chiếc 8 mọi người nghe. Trời ơi mấy chị nè. Đẹp lắm mấy chị nha, lên tiếp tục đó nè. Em nói mấy chị rồi em bán rồi mấy chị trời ơi. Mấy bà còn nhanh nhanh nha, cái này ít nè. 8 chị Huệ Lê 8. Ồ ồ mấy bà ơi, trời ơi mấy chị cho em xin lại bộ này đi, cái đẹp dữ thằng cái tờ. Rồi mã 9 giùm em. Ok, một hộp 3 chi cam. Ờ chị comment gì em tưởng lấy 3 hộp không mọi người. Rồi 9 mọi người nghe mấy chị. Trời ơi con này 9. Sao mà đẹp dữ thằng nha. Chị muốn giảm nhanh thì ngậm kẹo đi chị. Ngậm kẹo đi, bữa nay em mới về nguyên thùng giờ kẹo kẹo dứa luôn. Tại mấy chị biết sao không, lấy số lượng nhiều nó giảm cho em đưa là được 3.000. Đó. Rồi. 8 tới ai rồi. Chị Bích Ly 3 hộp 3 kia cam. 8 nữa không chị? Ok, chị Phương Nguyên. Ok, khách nhà. Rồi, đây mấy chị nè. Đó, mấy chị nhận cực kỳ luôn. 92 bộ, ok rồi. Bà trước mai 92 bộ hết 9 luôn. 92 bộ hết 9 luôn. Bỏ mặt bao nhiêu em? Chị chút xíu đi, chút xíu. Lấy chị 2 bộ khác màu. Ok, chị yêu nè, 2 bộ 2 màu. Để lấy màu tối chị nha. Đây hai bộ hai màu này cho chị Phan Huy. Rồi mời cho em hỏi đơn của em đi chưa, chưa nhận được đó hả? Ủa chị đâu này hả chị, em bán tới 165.000 ghê chưa. Ờ ok rồi, chín hết rồi, chín bà Trần Tuyết Mai lấy hết 2 bộ mọi người nghe, mấy chị qua ngó mùi em đi. Chín có 2 bộ mấy chị ơi, chín có 2 bộ à, 11 bộ 11 2 bộ. Rồi mời 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 ai lấy mời chút mời mọi người nha, tranh thủ ai mọi người ai mời. Rồi 11 giùm em nè. Trời ơi mấy chị ơi đẹp quá. Đừng biết đây. 11 mấy chị, 11 giùm em nè. Quá đẹp luôn mấy chị gái nghe, 11. Ồ ồ mấy chị nghe 11 này quá sang luôn. Quá đẹp luôn, 69.000 chốt lẹ. Chị ơi chị Trần Điểm mấy chị, chị Phương rẻ 8. Em mặc có đùi em mặc đùi đó không? Em mặc đùi đó không mà sao vừa? 10 Trần Thích Mai 10. Kẹo dưới 105.000.
kẹo dưới đợt này là kẹo dưới bồi lút luôn mọi người nghe, lút là nó mạnh hơn cái cũ nha. Cái này là 11 mà. Ờ à, 11 chứ, chị Dặn Đức Mai lấy 11. Dạ lấy 10. 10 Dặn Đức Mai luôn. Đó. Dặn Đức Mai 10 rồi chị Dặn Đức Mai 11 luôn. 11 luôn hết rồi này, đưa cái vô coi thi. Rồi à, em muốn giảm mỡ bụng không muốn giảm tí Dũng 300 y luôn đi chị coi thi. Ờ. Dạ cảm ơn chị Huệ Hồng. Hàng bên nhà em vải rất đẹp, thằng giao hàng vô giao rồi. Đi đến mai chị mới coi, trời ơi vải nó đẹp. Cảm ơn chị yêu nè, 11 cho chị Hân Ngọc 11 nè. Hết. 11 lại trên vai nè. Bây giờ hết la luôn. Hai chị ca một hộp nghe ok, có quần dài đợi em thiếu nha. Ừ. Rồi mọi người ơi, 69.000 chia sẻ mạnh 10 nghe 12 nè. Trời ơi mấy chị ơi 12 đẹp. Lụa manh gồ cao cấp mọi người nghe. Em bao mấy chị luôn nó 60 mấy ngàn, đẹp xuất sắc. Ừ. Rồi nè chị, đây chị muốn giảm ấy không ha? Cái mã này còn cái ha? Ờ còn còn. Chị muốn giảm ít thì chị giảm, muốn giảm mỡ uống này thôi chị. Uống này nè, nó vừa nè. Đào thải mỡ được, đào thải độc tố, cân bằng cân nặng và điều hòa kinh nguyệt cho chị yêu luôn nha. 155.000. Ừ. Bộ đang mặc chút xíu để lên hàng liền. Ok, Kim Thiên đang hối hàng. Kim Thiên đang hối hàng nha. Dạ bộ này hả chị? 45 đủ lên nha, 63 lại mấy chị mặn vừa. Chị nào cao cao 65. Chị nào cao cao 65 giùm em mọi người nghe, 11 hết không thầy? Còn bỏ 11 rồi, không thấy đeo nè. Rồi, 11 cho chị Diệu Hiền. Không biết rồi. 12 chị Thảo Nguyễn. Rồi, kêu lấy 12 chút 12. 12 chị Huệ Hồng. Chị Huệ Hồng nhận bộ này, chị Huệ Hồng xỉu. 12 chị Trần Thuyết Mai. Chị đơn thằng hôm qua cho không thấy gọi Nguyễn Đạt. Nguyễn Đạt không muốn gì Đạt ơi. Không có được. Vậy hả? Đạt ơi, Đạt, Đạt mua khác Đạt ơi. Đạt qua không có hàng rồi Đạt ơi. Rồi 12 mấy chị nhanh tay quẹo lượm mọi người nghe mấy chị 12. Còn có 3 bộ. Rồi chị nào nãy không có ơn, chị nào vô sao chị thấy mã 7 nè, còn bộ mã 7 nè. Trời ơi, mã 7 đẹp giả mang luôn. Ôi ôi mấy chị cái mã 7 này nó đẹp nè. Ừ. Ừ. Ờ em không biết shipper làm gì. Trời ơi mấy chị cái mã 7 bà nào bỏ qua cái mã 7 này con nói nữa nè. Đây mấy chị nghe. Đó, bạn lên nó sang cái dữ dằn luôn mọi người nghe. Rồi mã 7. Rồi em còn 7 với 12. Cái yêu nào chốt comment liền em mọi người nghe. 69.000. 69.000 nha. Bộ đang mặt cứ thẳng lên. Rồi ai lấy 12 chứ 12 nha mấy chị ơi. 12 với mã 7. 12 với mã 7 nè. Rồi bây giờ bộ đang mặt mọi người nha. Đây. À, cho em một bịch giảm cân ok. Bịch kẹo dứa 165.000. Kẹo dứa đợt này là kẹo dứa bồ lút mọi người nghe, nó mắc hơn kẹo dứa cũ là 5.000 bịch nhưng em vẫn chơi. Giảm cảm ơn chị Ngọc Mai yêu dấu nè. Rồi. Ok, dùm ẩm Kim Thi. Thế hả? Rồi, 12 cho chị Dung Quỳnh Thị. Chị ơi, Quệ Hồng, em đưa chị vô dự bị nghe. Có gì à? Có gì? Ủa, chị Diệu Hiền ở đâu mà không khỏi gọi ta? Diệu Hiền xong thấy địa chỉ gì cho Hiền ơi. Hiền có lấy không? Không biết nữa, bỏ đăng mặt có người lấy hả? Bỏ đăng mặt có người lấy lọc nha. Rồi. Rồi. Ok, mình kẹo dứa cho chị Dung Bình Thị mã 12 với bịch kẹo dứa. Rồi. Có nghe chị Thủy Nguyễn hãy có rồi. Thủy Nguyễn hãy có rồi nha. Rồi bây giờ mấy chị ơi, cái bộ này nè. Cái bộ này là em hương theo nên mọi người nhớ chia sẻ mạnh mạnh giùm em luôn. Đồ của Mai Lê gửi rồi nghe, cục vàng thôi này mấy chị nghe đẹp. Thử qua cho em một bộ số 3 nữa. Nè, số 3 nữa. Ừ. Rồi mọi người nghe, cái này là size số 2. Đây mấy chị nghe đẹp lắm, quần dài. Quần dài. 12 hết luôn rồi, 7, 12 còn hả? Còn 2 bộ. 12 chị Canh Linh. Chị Thủy Nguyễn 12, nó bấm bill chưa ta? Có gì nào nó ảnh cần em không? Ừ. Cái nào cái này hả? Bây giờ cái này em bán cho mọi người coi bao nhiêu ta? Chị Hoa Kim hả? Hoa Kim nó giảm mấy bộ em quên rồi nè. Chị Nguyễn Quân ok, một ba chi ca, ca một đông y nè. Rồi. Bộ này mọi người nghe, em bán giá còn hết hồn mọi người nghe, nhưng mà cái này là không phải đụng anh gồn nghe. À chị Diệu Hiền ở Đại ăn á hả? À rồi chị này, chị này là chị ở kế bên nhà ngoại em nghe chị ruột nha. Ừ. Rồi chị nào mà khách mới vậy mọi người nghe, nhớ bấm lên cho em cái địa chỉ đi, bên em lưu địa chỉ cho mọi người luôn, nhưng mà chiều bên em nhận điện chốt đơn nha mọi người nha. Ừ. Rồi bộ này quần dài. Mà cái này không phải lụa manh gồ người nghe, cái đuôi nó là lụa manh gồ nghe, mình bán phải có sao nói vậy mọi người nghe. Cái này gọi là lụa tơ. Lụa tơ nhưng mà mấy chị bạn rất là đẹp nha mọi người nghe, có áo lẻ mà ngoài em lên sale lên rẻ lắm chị nghe, đợi em xíu. Ừ. Rồi size số 2 này á là từ 40 đổ lên nha mọi người nha. 53 đổ lại đó chị bạn đẹp. Nghe số ký giùm em nè. 40 đổ lên, 53 đổ lại với chị bạn vừa giùm em nha.
Rồi chị nào lấy chốt mấy chị ha, 65.000. 65.000 quần dài luôn mọi người nghe mấy chị nha. Nè mấy chị chứ mã là riêu 1, cái đoạn riêu 2 mọi người nghe, riêu số 2 nè, riêu số 2. Xem nước rửa vệ sinh. Ok chị Phương Nguyễn nè. Rồi mọi người nghe vàng 2 giùm em luôn. Đó. 40 đổ lên 53 là giờ mọi người nghe, 65.000. Trời ơi kem body này khỏi nói đi chị nghe, kem body nha em. Mango có xíu nha chị ơi, đẹp xíu. Trời ơi mấy chị ơi quá đẹp luôn nè. Đây. Rửa mũ hoa. Cái nhỏ nằm ở trong này là giỏi cái chai hồng nha. Rửa mũ hoa thái, chai này 400ml 95.000. Rồi vàng 2 cho chị Thu Kem, bộ vàng 2. Vàng 2 chị Hồng Quyền, vàng 2 65.000 mấy chị ơi. Riêu 2 chị giỏ Diễm cho nó hỏi riêu 2 giỏ Diễm ơi. Ừ. Rồi rửa bộ hoa cục. Rửa hoa cục này em sale cho người giá nhiêu mấy chị nghe, người ta bán là 200 hay gì không biết nữa. Ừ. Em sale cho mấy chị giá nhiêu 75.000. Thơm một cái nha. Nếu mấy chị về xài không thơm, không im, không đúng hàng Thái, em trả mọi người 750.000. Rồi ok. Rồi bỏ mặt rồi hết trơn cái gì chị ơi khoan. Ừ. Rửa phụ hoa đâu rồi thấy ý rồi. Ơi đưa hút cam body chưa thấy. Rồi mấy chị, chai rửa phụ hoa nhỏ mọi người nghe, nhỏ có vỏ 150ml nghe 85.000. Làm sạch lòng hồng nha mọi người nghe, đặc biệt một điều là kháng khuẩn cho mấy chị luôn. 85.000 chai này. Bỏ mày bỏ gì đi. Riêu 2 chị Nguyễn Phượng cho số điện thoại lên giùm em. Nè, chị giỏi Diễm cho số điện thoại kèm địa chỉ. Chị Nguyễn Phượng cho số điện thoại kèm địa chỉ giùm em luôn. Không, cái này chị không vừa đẹp quá mà con 60 tính gửi lên, để từ từ em lên. Mango đùi hết trơn đó chị nghe, còn mã 12. Rồi riêu 2 cho chị Quỳnh Thắng, riêu 2 nè. Còn 1 mã 12 nè, lấy không? Riêu 2 nè. Ừ. Còn 1 mã 12 nè. Vàng 2, chị giỏi Diễm đã lấy ra. Giỏi Diễm đã lấy riêu nè. Cái gì? Riêu 2. Hồi nãy lấy riêu 2. Vàng 2 coi còn vàng 2 không, cái này là vàng 2. Đây là vàng 2 còn nè. Vậy là chị giỏi Diễm có vàng 2 với riêu 2 nè. Em bộ 12 còn nè. Vàng 2 riêu 2 chị giỏi Diễm. Rồi. Không có vàng nữa, hết vàng. Riêu 2 ok, chị Nguyễn Hương riêu 2 nè. 65.000 riêu 2, hết vàng. Hai bộ vàng riêu chị Nguyễn Thơm ơi, hết vàng, hết vàng nha, còn riêu nha. Còn riêu tím đi. Mẹ này vàng này có bán không? Còn vàng này được không mấy chị nha. Ừ. Vàng nó đẹp. Rồi chị Nguyễn Thơm ơi, ấp Tân Hòa Đông Thành ok chị gục nha. Có nghe, từ từ em lên nè. Rồi dầu xả có luôn. Có dầu xả mọi người nha. Ừ. Đưa mã 12 lại chị rồi, còn bộ gì chị coi nè. Rồi em mình lá 2 mấy chị ơi, lá 2 65.000 lá 2 nha. Em lên xe nhỏ trước. Em lên xe nhỏ trước nè, mã 12 còn bộ nè. Có lên quần dài có nghe, từ từ em lên nghe chị Tiến Duyên, đợi em 50 giây đợi em xíu chị nha. Cái này em đăng là sale cho mấy chị là lụa mango mọi người nghe, cái này là mango. Cái này là lụa tơ mọi người nghe, cái nào có sao thì nói vậy nha mọi người ha. Ừ. Rồi mango mọi người nhớ chị mã 12 em còn bộ nè, 69.000. Ồ ô mấy chị thấy ghê chưa? Rồi 69.000 bộ nghe mọi người nghe, ấy bộ này cho mã 12. Rồi lá 2. 40 đổ lên 53 đẹp mọi người nghe, lá 2. Rồi 70 tuổi là sao chị Phượng ơi? Ừ, lá 2. Chị Phương Nguyễn khách ra khỏi khách cũ thử sơ hỏi cho số khỏi cho địa chỉ nghe. Khách mới hỏi cho địa chỉ, khách cũ cho địa chỉ chi. Rồi, chị nào lấy comment lá 2 mọi người nghe, lá 2. Lá 2 vô 2. Rồi xanh đen 2 mọi người nghe, 65.000. Trời ơi mấy chị nghe siêu xả luôn. Rồi, xanh đen 2 giùm em nè. Bán giá không có luôn mấy chị nghe thiệt. Đó, lấy sỉ 1.000 2.000 bộ cũng còn giá bảy mấy ngàn nha mấy chị nha. Rồi xanh đen 2. Xanh đen 2 mọi người nha, ai lấy xanh đen 2, lấy xanh đen 2 giùm em nè. Xanh đen 2 mấy chị gái nha. Cho coi dầu xả, ok. Lấy hũ dầu xả cho nó xuống chị coi nha. Rồi nè, kem body của nhà em mấy chị. Đây. Đây mấy chị nghe, chất kem body của nhà em nè. Đó, 95.000 một hũ nha mọi người nha. Đây em xức cho mọi người coi nè, xức nhiều, mọi người thấy gì, thấy xức là kem nhiều nghe, chứ không ít đâu nghe. Mà mấy chị coi nè, càng xức là nó càng hết vô. Đó, vô mình của mình nghe mọi người nghe đây. Đó, em bao mấy chị xài. Xanh đen 2 chị giỏi Diễm ok. Đó, có 65.000 bộ hũ kem, 95.000 mấy chị xúc đây tết. Trắng bịch đẹp. Ok, bộ đùi mã 12 chị Hoan Huy luôn. Hết rồi. Rồi, mã 12 em hết chị Hương, nói dẫm chị vô. Chị Hương ơi, cái lô đùi nó đẹp một cái giả mang luôn. Cái lô đùi đó không bao giờ có nữa, thật sự luôn. Lô đùi đó không bao giờ có nữa mọi người nha. Đây mọi người thấy em xúc không? Đó. Mà mấy chị ơi nó thơm nha.
nó thơm nè, mà thẩm thấu vô quần áo, lộn, thẩm thấu vô da của mình đó chị nghe. Nó không bết dính, không lộ chân kem, không bết dính kem, mà người nghe mấy chị xức kem, người ta không biết mấy chị xức kem nè. Người thấy không? Nè, có cho em nè ha. Đó, rồi. Rồi, lấy em một bộ xanh đá hai với xanh đen. Ok. Xanh đá xanh đen này cho chị Nguyễn Thơm. Rồi mấy chị nè, đây mấy chị mới xức kem mà ngồi nghe, cái tay chưa kịp khô luôn nha mọi người nghe nè. Đó, xịt nè mấy chị nghe, kháng khuẩn. Xịt khuẩn mọi người nghe mấy chị coi dòm nè. Đó, không hề có chảy miếng kem màu ra mọi người nghe mấy chị dòm em nha. À, chị Tính Huy ơi, đợi chiều chiều đi chị. Đợi chiều chiều nghe chị, nghe chiều chiều chạm đi da cho chị. Đây mấy chị nè. Chị nào nè, mấy chị thắc mắc về kem bảo điện em mọi người nghe nè. Đó, đây mấy chị nghe tay nè, không hề có miếng kem nào hết trơn mọi người nghe. Đây. Rồi, được nghe chị nghe tùy theo. Ok. Mọi người nhắn lấy mới vàng đó, lấy vàng này cho bà nha. Lấy vàng này cho bà nha. Rồi mọi người nghe, đây mấy chị, đó, lấy bộ xanh lá xanh đen ok chị Nguyễn Thơm có rồi. Có cánh dơ màu trắng không? Hình như có đó chị nghe. Đây mọi người thấy không? Đó, mọi người nghe cái tay em còn bệnh đây thinh. Đây, 95.000. Đó, mấy chị nghe. Kem xài đã lắm em, cảm ơn chị Phong Huy, mấy chị xúc vô. Người ta không biết mình xúc kem mọi người nghe thiệt. Đó, rồi ok chị Loan Ngô hũ kem body bà xài đi chị. Còn mà muốn nhanh trắng nữa tắm cho chơi trắng giùm em hũ kem body chị Nhi Thúy nè. Kem body 95.000, chị Nguyễn Thanh kem body cho số điện thoại kèm địa chỉ lên chị. Cho số điện thoại kèm địa chỉ lên đây mọi người, mấy chị nghe hũ kem nó như thế này. Tù mấy chị thơm. Nó thơm cái mùi dịu nhẹ dữ lắm mọi người nghe, 95.000. Còn chị nào mà đen nhâm lì thì mình xài màu đen cũng được mọi người nha. Nói chung là hai cái này mình xài ngày đêm gì cũng được hết trơn ha. Nó đều công dụng như nhau. Có điều cái hũ màu đen này nó độ chống nắng nó tớp 60 cộng nha. Một hũ thì là 250 gram thôi mọi người nha. Đó. Mấy chị xài nghe, mấy chị nghe nó không bết dính quần áo, mấy chị nghe không lộ nhân kem, không bết dính kem dưới trơn. 95.000 hũ. Rồi, chị nào lấy chốt em ha. Rồi đen hai mọi người nha. Đó, chị nào hỏi kem, nó có kem. Còn cái nào có giảm ca, muốn giảm cân thì ngậm kẹo dưới giùm em, kẹo dưới em thấy ngậm an toàn rồi nha. Rồi lấy cái mã đen mới chơi đen. 40 đổ lên nè. 53 lại mấy chị bạn đẹp ngồi nghe chắc mã đen nè. Đen 2. Mấy chị. Rồi chắc mã tím. Đẹp quá nè, nhí tím, đen 2 chị Thu Trang. Ồ mấy chị đẹp quá, nhí tím. Da em đen lắm nha, bà đen lắm, bà đưa cái hộp tắm trắng tắm vô. Rồi, lên bộ trung niên 70kg, em không có bộ trung niên 70kg nha. Ok, chị Nguyễn Thanh nè, chị Nguyễn Thanh lấy hũ kem body á, ghi chữ body vô. Rồi, đen 2. Rồi, hết đen 2 rồi chị ơi, hết đen 2 rồi chị Hương ơi, có 1 bộ à. Tại còn có đem sale. Nhí tím, ok. Nhí tím thì chị Thu Trang, nhí tím 65.000. Cục tắm trắng này mọi người nghe, nó vừa nè. Làm mềm da, tẩy cái bồ chết của da mấy chị nghe, giúp mấy chị nè, xúc kem thẩm thấu vô nha. Mọi người xài không mềm luôn, trả tiền lại cho mọi người 45.000 cục đó, dễ lắm mấy chị nghe. Rồi ấy nhí tím, cho nhí tím em nè, nhí tím mọi người nha. Ồ mấy chị nghe. Rồi lấy bộ này cái mã hoa xanh 40 đổ lên, 53 là đẹp mọi người nghe, hoa xanh giùm em 65.000 hoa xanh. Lấy bộ anh hoa xanh giùm em đó, nhí tím hoa xanh 40 đổ lên, 53 đẹp mọi người ha. Nhí tím thì chị Nguyễn Hương nhí tím nè. Rồi, lấy bộ này cho bán hoa xanh mọi người nha. Hoa xanh giùm em, 65kg có để em qua. Hoa xanh, tím thì chị Thu Hà Nguyễn tím nè. Rồi. Ok, cảm ơn chị Dung thì Dung Quỳnh Nguyễn mới giữ sao. Tại nhà gần đây mọi người bên em chốt đơn, nhằm chị đọc bên em không có hiểu được cái chỗ đó. Hoa xanh cho chị Nguyễn Hương, hoa xanh. Ra cho địa chỉ bên em chốt cũng mau. Cục tấm trắng chị Nhi Thí, cảm ơn chị yêu nè. Nhí tím. Ok, cục tấm trắng chị Loan Ngô. Nhí tím em hết nha chị Diễm Nhỏ ơi. 48kg chầu ô chị, 48kg bạn quá đẹp luôn. Chị ruột, 48kg nè, đâu rồi còn màu xanh lá với lại ấy nữa kìa. Chị Loan Ngô ơi, chị tắm cái này không im hương hoặc trả tiền cho chị Loan Ngô, hôm nay mua đồ ủng hộ em nè. Hoài nè. Rồi nè mấy chị nghe, rồi cái em này là comment em lấy gì ta? Trời men là xanh đẹp đấy mấy chị ơi, xanh đẹp. Xanh đẹp nha. Xanh đẹp nè. Hoa xanh 48kg là bạn cái size này quá đẹp luôn chị nghe. Rồi còn biriu nè. Biriu nè chị yêu nghe, biriu giùm em nè. Đó, quá đẹp luôn biriu nè. Rồi, comment xanh lá giùm em mọi người nha. Bịch tấm trắng chị Nguyễn Thanh tấm trắng luôn. Rồi 56kg bạn số 3 nè, để em lên số 3 cho chị. Đây. Rồi chị nào lấy chốt giùm em mọi người nghe. Đó.
65.000 nhận hàng được kiểm tra hàng. Xanh đẹp cho chị Nguyễn Hương, xanh đẹp. Xanh đẹp là bộ đó thiệt. Ừ. 65.000 mà cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người nha. Đó, kem cũng cho mấy chị kiểm tra hàng xuất thử luôn. Em mới dạy em bán mọi người nghe là khách em là cho xuất thử luôn chị. Ừ, chị sợ là trời ơi xuất nó có ngứa bọng gì không chị, cho gì xuất thử luôn. Hàng tới cua ra xuất thử luôn chị. Ừ, xuất đi. Ừ. Ok, chị Hoa Nguy hai cục tấm trắng nè, chị Hoa Nguy và tấm đi bà ghiền. Hoa xanh, ok nè. Hoa xanh là bộ này nè, hoa xanh cho chị Diễm Võ. Ok, chị Nhi thấy trả tiền gấp đôi. Trả tiền gấp đôi nhớ ngày nào cũng tắm mình xịt kem các bà nha. À, hoa xanh với bi riêu. Ok. Bi riêu với hoa xanh. Chị Lê Hiền cho số điện thoại kèm địa chỉ chị. Chị Lê Hiền cho số điện thoại kèm địa chỉ. Mấy chị ơi, mấy chị cho số điện thoại kèm địa chỉ, nhưng mà bên em khách mới nghe bên em dẫn điện chốt đơn để làm gì mấy chị nha. Tư vấn số ký của mấy chị lại để bên em lưu thông tin số ký của mấy chị lại để mà lần sau mọi người có mua không có bị ấy nghe mọi người nha. Đó, cảm ơn chị Loan Ngô nha. Rồi chị nào lấy chốt người nha chị, xanh đẹp này mấy chị nha. Rồi. Đó, hoa xanh lá mọi người nha. Rồi lên số 3 nè. Số 3 là 55 60 kg bằng vườn mọi người nha. Ừ. Mai bồi chú ra view. Chị Mai. Diêu 2. Cái gì? Diêu 2. Đâu Mai bồi sao không thấy thì ơi. Mai bồi là Diêu 2 nè. Mai bồi hả? À. Sao bên máy chị không có lấy mai bồi. Hoa xanh đi view nữa. Dạ chào chị Nguyễn Minh, chị Minh ơi, cái này sale có 69.000, 65.000 này chị Minh ơi. Chị Minh, mời Nguyễn Minh. Ai mình lấy mai bồi gì đâu? Mai bồi. Mai bồi điêu 2. Trời ơi, má ơi, nó bên đây nó không nhảy nè, rồi à. Thấy rồi, thấy là nó mới nhảy vô nè. Lê Hiền nữa. Chị Lê Hiền cho số điện thoại kèm địa chỉ cho Lê Hiền ơi. Chị Lê Hiền yêu dấu nè, lấy hoa xanh với bi riêu nè chị, cho số điện thoại kèm địa chỉ. Bảo đăng mà chắc phải gì cái này hả chị, cái này lụa tơ nghe mà anh sale có 65.000. Mấy chị chốt đơn không nghe chị Hương đọc tên là mấy chị nhớ comment lại nha. Ừ. Chốt đi em chị, rồi là lấy mấy bộ, lấy mấy bộ, lấy bộ nè, rồi xe 3 nè, hôm qua xe 3 rồi. Nãy giờ mới lại xe 2 nè, giờ qua xe 3 nha. Rồi mọi người nghe, xanh đẹp nè. Xanh đẹp nha mấy chị nghe nè, bi xanh đen. Bi riêu. Rồi đen. Đen mọi người nghe. Rồi mấy chị đẹp không mấy chị nghe, chứ mã hoa xanh. Đó rồi cho Ngọc Quyền ơi. Rồi chứ mã hoa tím. Hoa tím mọi người nghe, xanh lá. Rồi chứ lấy chốt mọi người nghe, vàng. Xe 3. Chị Võ Diễm ơi, chị Diễm Võ nè, bán hay là bạn hả? Chị, bà bán hay là bạn hả? Sao bà mua hai size? Rồi, xanh đen. Ok, xanh đen chị Nguyễn Minh. Bi đen chị Nguyễn Minh. Chị Nguyễn Minh nói đủ màu, đủ size đi chị ơi, đẹp quá. Chưa, phải cảm ơn sao mà tại? Tại cái giờ này á. Nó bị lộn lộn. Ừ. Ok chị Như Ý nè. Ừ. Xanh đẹp ok chị Lương mà thương xanh đẹp nè. Xanh đen xe 3, xanh đen xe 3 gì vậy hồng sen. 60kg mấy 58 thích bạn cộng gãi thoải mái thì bạn số 4 chị ơi. Ok chị Như Ý à, lấy số 3. Đúng rồi chị em đang lấy xe 3 hả? Ừ. Xanh thấy chốt xanh lá. Rồi dư 3. Ok dư 3 chị Huệ Ngô. Rồi vàng cho chị Phương Phương Dương. Ở bánh lịch cô mở mấy lạnh lạnh. Dư ba chị Hạnh Lam. Rồi à. Rồi ghi mẹ đang ship rồi Thi ơi. Hoa xanh, hoa xanh là bộ này nè. Hoa xanh cho chị Hiền Nguyễn. Vàng ba có ai chốt cho Thi? Vàng ba thấy thảy qua chốt rồi. Ờ vàng ba có chị Phương Dương rồi, hết vàng ba. Xanh đẹp, ok. Xanh đẹp cho chị Lương Hoài. Xanh đen hay xe 2 cho chị Nguyễn Hương. Xanh đen xe 3. Xanh đen lộn cho Nguyễn Minh. Trời ơi xanh đen xe 3 chị Nguyễn Hương. Bi đen bi riêu. Đen nè. Bi đen bi riêu nè cho chị Ngọc Ảnh nè. Xe 3 là 55-60kg chị. Ok chị Võ Diễm bi tiêu hoa tím. Riêu 3 vàng 3. Ok Thanh Thí nè. Một cây chai cái gì? Một chai dầu gọi chị Gào. Ok. Ok chị dầu gọi chị Gào cho Bình Thắng nè. Xe 2 bi đen cho chị Nguyễn Minh. 53 cái bạn xe 2. 63 cái xe 4 mới vừa. Vàng 2 hết chị Nguyễn Minh ơi. Chị Nguyễn Thơm yêu dấu game khách mơ khách mới mới cho số điện thoại địa chỉ khách cũ khỏi cho nghe. Ừ. Chị Phạm Phương bi cam. Đâu có bi cam đâu mà lấy bi cam trời. Bông cam xanh đẹp đây ba chị Thị Nguyễn nè. Ok chị Quý Phạm, chị Thí Phượng nhớ nghe máy giùm em nha. Riêng xe ba chị Hồng Sen bao nhiêu bộ? 65.000.
65.000 rồi mấy chị nghe, còn hoa tím nè. Đây 60kg này chị Tiến Duyên ơi. Đây 60kg này chị, 55-60kg bằng đẹp người nghe mấy chị chứ mà. Dí tím. Ồ mấy chị nghe, thấy 65.000 chứ quẩy đẹp lắm nha, chứ không phải quẩy tàu lao nha. Ok chị Nguyễn một tấm trắng nha. Chị nào mà khách mới mọi người nghe mới cho số hỏi kèm địa chỉ nha, còn khách cũ là không có cần. Khách cũ là không cho gì nữa trơn, mọi người nghe chứ kèm mã thôi, kèm mã là lụm. Rồi 65kg đợi em xíu. 65kg đợi xíu nha. Thuốc nấm da đầu có. Ok, nhíu tím thì chị Như Ý nè. Tím trên da chị nào thi cho như chị Như Ý. Rồi giờ còn đen. Còn đen nè, còn xanh đẹp nè. Mở máy lạnh làm đi con. Rồi xanh lá nè. Đưa con mẹ xin ra xanh đen coi. Đổ màu rồi. Rồi xanh đen giùm em nè. Ở trên đó số mấy hả chị? Hoa tím thì chị Lương Hoài Bảo nè. Ô có này là khách phòng ăn hả? Cái này số 4. Rồi tím. Tím đây. Tím hai bộ gì vậy? Rồi tím hết rồi. Tay 3 chị yêu đúng rồi. Xanh đẹp tay 2. Ok, xanh đẹp tay 2 chị Nguyễn Nguyên đi rồi. Này xanh đẹp tay 2 chị Nguyễn Nguyên. Đúng rồi, chị Như Ý nãy giờ lấy tay 3 không? Rồi còn xanh đẹp nè, xanh đen, xanh lá đen là tay 3 nha mọi người nha. Tay 3 là 55 60kg á. Có áo lẻ sẽ tặng áo lẻ luôn mọi người nha, áo lẻ giá hết hồn. Ừ. Cho chị xanh 3. Đây này xanh 3 này phải không, xanh lá đúng không chị? Rồi, xanh đen xe 4 luôn hả? Trời chơi chưa đi chơi chơi trước ba luôn nha, xanh đen xe 4 thì chị Nguyễn Minh. Xe 4 65kg đó chị nha. Ừ. Đúng rồi chị ơi, 58kg bạn xe 3 là chính xác luôn rồi. Rồi, xanh đen xe 3 cho chị Phương Dương. Hoa tím hết rồi. Ok, đen xanh đẹp xe 3 chị Nguyễn Hương nè. Hả? Rồi, bây giờ mình qua xe 4. Xanh đen mình còn nữa nè. Cái đó là bên, ở cái đó còn kìa. Xe 3 còn 2 bộ. Ok nè, xanh đen cho chị Lộc Lý xanh đen nè. Xanh đẹp, bộ bộ. Bộ đen 52kg rồi, hết đen 52kg rồi. Còn xanh. Em hết đen 52, vậy nào 52kg là em còn màu xanh lá, bu riêu với xanh đẹp. Chị Nguyễn Hồng. Đen. Đâu có bi đen đâu ta. Không có bi đen à. Cái gì? Cái số mấy à? Số 3. Đâu có chị Nguyễn Minh chốt số Ok đen chị Phạm Hương đi rồi, đen 3. Rồi em hết đen 3. Bi số 4 không có bi đen rồi. Đây, đen. 4 không có vàng luôn mà. Rồi nghe nha. 4 có riêu nè. Xanh đen, xanh đẹp. Xanh đẹp mọi người nghe, rồi qua hoa xanh. Hoa xanh. Nhí tím. Xanh lá. Rồi nó có số 4 có nhiều màu rồi nha. Ừ. Xanh đen xe 4 nè, vàng 4 không có nha, xanh đen xe 4 dùng hoa tim có nè. Chị Trang Lưu xanh đen xe 3 em hết nha, vàng không có nha chị ơi, số 4 không có vàng nha. Ừ. Có nha. Ok, ghiêu xe 2 chị Nguyễn Nguyên có ghiêu xe 2. Xanh đen xe 3 hết rồi. Ok, ghiêu 4 này chị Nguyễn Minh. Đen không có nha, lấy đen xanh đen chị cô ngăn chị ngăn ghiêu dấu nè. Rồi xanh đen và xanh lá. Ok, xanh đen xanh lá hai bộ cho chị Nguyễn Hương. Nhí tím số 4. Ok chị Kim Lan. Xanh ghiêu xanh đen, không có xanh ghiêu xanh đen nha nè, có xanh đẹp nè, xanh đẹp nè, xanh ghiêu nè, xanh đẹp xanh ghiêu. Rồi xanh đẹp xanh ghiêu là hai bộ chị Trinh Lắng nè. Rồi hoa xanh với nhí tím ngang thái. Hoa xanh thì có nha, nhí tím không có. Rồi chị Như Khoan hai bộ số 4. Ok chị nè, hai bộ số 4 chị Như Khoan nè. Xanh đen với hoa xanh. Chị hoa xanh lấy hai bộ này cho em nha chị gì nè. Hai bộ này nghe chị Nguyễn Thanh thôi. Ừ. Xanh đẹp số 4 là chị Phúc Thiên nè. Xanh lá chị Khang Minh Thái nè. Rồi em còn bộ xanh đẹp. Em còn bộ xanh đẹp mọi người nghe mấy chị đẹp quá. Đây mọi người nghe 65.000 xanh đẹp. Xanh đa, xanh đen, xanh lá, chị Nguyên Lê ơi. 52kg còn xanh lá với xanh đẹp nè. Mẹ đưa số hai bộ con số 2. Rồi xanh đen hết rồi. Ok, vậy Trinh Phấn nè. Rồi, sao đặt hàng không thấy Hương Chúc đơn Trần Trang, sao có chứ chị? Xanh đẹp cho chị Nguyễn Minh nè. Rồi xe 2 là em còn hai màu này nè. Xe 2 là 53-54 có lại mấy chị bạn đẹp nha. Rồi em còn xanh lá lại xanh xanh đẹp. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Nguyên nè. Rồi xe 2. Xe 2 mọi người nha. Ủa, chị Nguyên Lê lấy xe 4 hả? Chị Nguyên Lê lấy xe 4 hả? Xe 4. Rồi hả? Ok chị để em đổi lại. Xe 4. Ừ. Rồi xe 2 em còn hai bộ hai màu mọi người nha. Xe 2 còn hai màu.
Rồi bắt đầu lên mango. Ủa cái này là gì trời? Ok, tên đẹp thứ hai cho chị Nguyễn Minh đó nè. Ủa cái này bên nào ta? Ủa này thứ hai nữa nè. Chị Kim Huyền xe máy chị Kim Huyền. Kim Huyền xe máy chị. Tên đặt bốn hết rồi. Quần dài, quần dài. Ủa mấy chị nè, vàng bây giờ vàng còn vàng ba nè mấy chị, vàng ba nè. Ủa nãy giờ nằm đây tưởng không thấy mọi người, bây giờ còn vàng ba. Vàng ba, vàng bốn, mẹ bạn già. Vàng ba, vàng bốn, vàng hai, bây giờ còn ba bộ vàng. Vàng hai, vàng ba, vàng bốn nghe mấy chị, comment giùm em nè. Chị Trinh Thắng làm lấy xe máy hả? Chị Nguyễn Hiền có ai dốc đơn chưa? Có nghe, chị Như Ý là chậu nhiều lắm rồi. Nhiều nhiều, bên em là đồ nói chung là bao la. Rồi mấy chị ơi, xanh lá 2, xanh đẹp 2, ok. Xanh lá 2, xanh đẹp 2 nè, cho chị Nguyễn Hương. Vàng 4, ok, vàng 4 là chị Ngọc Thanh. Vậy hả? Ok. Vàng 3 chị Võ Diễm. Vàng 2 chị Lê Hiền. Vàng 2 chị Lê Hiền. Rồi hết trơn nha chị Minh ơi, chờ bà không comment lại. Chị Minh còn mấy bộ lượm hết đi chị, có 6 mấy ngàn. Hổm ở đâu có hết trơn nha. Đây mấy chị nha. Ừ. Đúng rồi, chị Trinh Thắng có 2 bộ rồi mà hết luôn rồi. Chị ơi rồi sao chưa nhận được hả Thiên Phát để kiểm tra đơn. Rồi ở lẽ sẽ sẵn lên bây giờ vàng hết mọi người, nhưng bây giờ anh còn lá vậy xanh đẹp. Không có số điện thoại. Gì? Lê Hiền không có số điện thoại. Lê Hiền, ủa chị Lê Hiền ơi, nãy giờ điện thoại của chị đâu rồi chị? Chị Lê Hiền ơi, cho số điện thoại em đi Lê Hiền. Chị Lê Hiền. Nãy giờ chưa có số điện thoại. Còn được. Chị Lê Hiền cho em số điện thoại lại chị Lê Hiền ơi, vàng hết nha. Bỏ đùi 12 còn không em hết. Rồi chị quậy quậy hồng như nãy có gì chị ơi. Bốn tám cái bạn xe hai nè, xe hai còn hai mà hai bộ, xe hai em còn hai bộ mà chị ơi, xanh đẹp với xanh lá đây chị, 48 cái là bạn bao sang luôn, bao sang bao đẹp luôn. Rồi chốt em đi chị nha, đó có bộ đó được không nè, xe mấy hả? 4 rồi xe 4 em còn bộ này nè. Ok chị Lê Hiền nè, cho em lên có số gọi luôn chị, địa chỉ luôn chị. Rồi nè xe 4 nè mọi người nha, đây xanh đẹp xe mấy hả chị ơi. Rồi xe 4 em còn là hoa xanh, hoa xanh xe 4 nha, 65 ngàn. Hoa xanh xe 4 mượn nghe, xanh lá xe 3. Xe 3 là 55-60kg bằng vừa nghe. Chị nào lấy bên xanh lá xe 3 thì em nè. Xanh lá 3, xanh lá 2, xanh đẹp 2. Rồi hoa xanh mọi người nghe. Lấy hai bộ đó luôn đi Hương. Ok chị yêu nè. Hai cục tấm trắng nè. Ok chị Nguyễn chị Nguyễn Nguyễn. Rồi hoa xanh xe 4 nè, cho chị Nguyễn Minh luôn. Rồi chị Nguyên Lê, chị Nguyên Lê lấy xanh đẹp xe 2. Ok xanh đẹp xe 2 chị Nguyên Lê. Rồi còn xanh lá xe 3, còn bộ xanh lá xe 3 mọi người nha, lấy chốt em nè. 55-60 cái bằng đẹp nè, xanh lá xe 3 giùm em. Xanh lá xe 3, ok xanh lá xe 3 chị Tiến Duyên nè. Chị Tiến Duyên là xanh lá xe 3 nha chị Ngọt nha. Rồi tiếp tục manh đồ gì hả chị? Tàu ơi quên mất tiêu chị Ngọt ơi, không nhớ nữa nè. Rồi bây giờ để em ăn cái này xong rồi em bán cho chị lụa mango này nè, đẹp lắm nè. Nhìn nó có nhiêu nè. Ừ. 56kg mặt C2 vừa không? Được chị, được, được. Được nghe chị gái nghe được. 56kg là C3 là C2 được rồi. Rồi xanh lá 3 em hết rồi. Rồi mấy chị nghe cái này giờ em lên cái gì là mango. Ừ. Đây mấy chị nghe, hoa xanh hết rồi. Hết cái đó mọi người nha. Bây giờ em qua tới cái này nè. Ừ. Cái này là lụa mango mọi người nha, cái này là lụa lụa gì ta? Nãy lụa lụa gì đó. Ừ. Bây giờ tới lụa mango. Lụa mango này mọi người nha, cái này nó may cái form không có chuẩn. Cái chữ của nó là xe đại nha mọi người nha, nhưng mà tầm 56 cái đổ lại thôi mọi người nghe giùm em nè. 56 đổ lại thôi nha, 4 mô đổ lên 56 lại mấy chị bạn vừa. Rồi, có thì chị nghe chị hơi nấp lại, bên em có cục xà bông tắm. Cục xà bông tắm chắc trên đó mọi người nghe, với lại một cái hộp mình xúc nha. Rồi cái này là lụa mango mà nó dao, mấy chị nghe biết sao, nó dao không có đúng sai nên em Hương xả luôn mấy chị gái nha. Rồi đưa chị cục thâm nắp với lại cái ấy đi. Ừ. Rồi bộ này mọi người nghe mấy chị, lụa mango cao cấp luôn, 115 ngàn. Em Hương bán tặng mấy chị bao nhiêu? 79 ngàn. Đây thơm một cái giả mang mấy chị nghe, trà lên tắm. Ừ. Rồi rồi 60kg C3 được không? Được mà hết luôn rồi.
Rồi mọi người nghe, 56, 57 đấu lại thôi mọi người nghe. Chị nào câu cao thì 60kg bằng dừa. Nghe số ký thì em nghe mấy chị nghe. Nó có chữ xe đại nhưng mà nó may hơi bị tàu lao. Nghe mọi người nghe. Ừ. Rồi mấy chị comment vàng 79.000, comment vàng kèm giá tiền em. Vàng kèm giá tiền nha. Ừ. Vàng kèm giá tiền với chị Gục ơi. Ok, cảm ơn chị ấy nè. Vàng hai bộ chị Trần Thiết Mai. Vàng chị Hồng Quyền. Rồi. Chị Hương, áo ghim, áo ghim còn ít nghe mà hơi xe hơi nhỏ. Bên bên đây là bao nhiêu tiền hả? Bên đây 79. Bên đây 79 rồi. Rồi giá tiền giùm em đi mấy chị ơi. Hết vàng thôi mấy chị nghe, hết vàng. Rồi lấy comment giùm em mấy chị ơi, đen. Đen mọi người nghe, hết vàng rồi. Rồi lấy đen nhí. Comment đen nhí 79.000 mọi người nghe mấy chị. Siêu đẹp 79.000. Đen nhí mọi người nghe 79.000 là lụa mango nghe. Bên đây là qua lụa mango rồi đó. Không, cái này Hân Ngọc không vừa đâu. Bà Hân Ngọc với bạn cái kia xe 3. Rồi đen nhí 79 là chị Nguyễn Minh. Vàng hết mọi người nghe, năm còn bộ. Vàng còn bộ hả? Còn rất là bộ hả? Ừ. Ủa, chị Tiết Mai lấy hai bộ luôn nghe, Trần Tiết Mai lấy hai bộ. Rồi ok. Ừ. Đó, chị Trần Tiết Mai là comment chính hai bộ của chúng ta đó. Rồi đen nhí chị Diễm Võ 79.000. Mai vàng hết là chơi quần dài. Này quần dài nghe, chị nghe quần dài. 60kg mình cao nhiêu chị nghe cho chiều cao đi giùm em. 79 này 79. Hằng Quỳnh Mai. Ủa Hằng Mai đâu có thấy gì ta. Ờ thêm đen nhí chị Nguyễn Minh. Rồi đen nhí chị Nguyễn Hương. Rồi lấy đen nhí là mình đen nhí mọi người nghe. Đen 79 chị Thanh Thí. Chị Thanh Thí cho kèm cái địa chỉ đi chị ơi. Kèm địa chỉ lên em đi, chị nào khách mới kèm địa chỉ để mà mấy em chốt đơn cho nó nhanh nha. Rồi. Không, 67 cái mà em lên khác chị ơi. 67 cái mà em lên khác nha. Ok, dùng Nguyễn Hương có rồi. Còn bộ đen nhí. Đen nhí ok. Đây rồi. Đen nhí chị Ngọc Thanh. Chị Nguyễn Hương có đen nhí rồi mà sao có không ta. Chị Ngọc Thanh. Chị Thanh có đen nhí. Đen nhí còn bộ luôn mọi người nha. 60kg cầm đến 58. Thế bạn ngôn là vừa. Vàng hết vàng rồi mấy chị nghe. Rồi đây là mấy chị nghe bi đỏ 79.000 lụa mango. Người nghe quần dài giùm em nha. Lụa mango hai túi mấy chị nghe, hàng siêu đẹp. Người nghe 79.000. Rồi chứ lấy chốt mấy chị nghe bi đỏ giùm em. Đẹp lắm mọi người nghe, cái này là 60 đó lại là bông dừa. Rồi bi đỏ chị Nguyễn Minh, bi đỏ 79.000 mấy chị ơi, 79.000. Chị Khang Nhìn Thái không dừa. Bi đỏ mình này chị Nguyễn Hương. Đen hết đen rồi chị ơi, yêu ơi. Ok, cảm ơn chị Thanh Thí nha. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe bi giùm em. Bi đỏ, bi đỏ 79.000 bi đỏ nha. Bi đỏ giùm em, bi đỏ 79 này chị Tiên Nguyễn. Bi đỏ 79 chị Diễm Nhỏ. Bi đỏ 79 chị Nhân Trần. Bộ vàng em không có hả? Không, không thấy nè. Rồi. Ok, bi đỏ cho chị Ngọc Diễm, bi đỏ. Bộ bi đỏ luôn, để bộ bi đỏ cho em. Rồi bi đỏ cho em đây đúng không? Rồi, bi đỏ hết rồi, ngồi đây bi đỏ hết luôn rồi đó. Ừ. Rồi cái mã vàng 2 nè mấy chị nha. Ồ mấy chị nghe đẹp ghê chung nè. Vàng 2 giùm em. Vàng 2 mấy chị Gục ơi, lấy vàng 2 comment vàng 2. Trời mấy chị nghe đẹp lắm. Cái lụa này ha là mấy chị bận là bao tiền luôn rồi. Vàng 2. Vàng 2 giùm em, chị nào lấy vàng 2 chắc vàng 2. Vàng 2 mọi người ơi, vàng 2. Đi đỏ em hết, đi đỏ nha. Rồi vàng 2 mấy chị, vàng 2. Vàng 2 giùm em, đi đỏ hết rồi. Đi đỏ em hết nè chị gái nha. Ừ. Rồi cái em vàng 2. Vàng 2 Trần Tuyết Mai, vàng 2 nè. Vàng 2 chị Ngọc Thanh. Chị hả, chị Kim Hụng chút lẹ lên không? Chị Phương Dương này không vừa, chị Phương Dương hơi ôm. Bỏ đơn chị Phương Dương nghe thôi. Đi đỏ chị Thiên Nguyễn hết rồi. Vàng 2, chị Phương Dương cái này chị bạn không vừa. Bà bạn là hơi ôm đó. Ừ. Vàng 2 63 cái không vừa nghe mọi người nghe, 62 không vừa. 55 cái vừa. Vàng 2 chị Nguyên Lê, vàng 2 nè. Rồi mọi người nghe, lấy có cái nâu mới chơi nâu. Nâu 2 giùm em. Hết vàng nha chị Hương ơi, hết vàng. Rồi nâu vàng 2 nè. Nâu 2. Vàng 2 có chị Nguyên Lê rồi. Rồi nâu 2 các chị ơi, nâu 2. Còn như bộ mà chị. Mua cho con hả? Chị Dương bộ hả? Rồi ok là chị Phương Dương có. Rồi nâu 2 mua cho con chị được nghe, còn tưởng chị là ôm. Đó, chị là em biết, bây giờ là em biết cái này có chị Phương Dương rồi. Đó. Rồi, cái quần nhỏ là gì? Bà Hân Ngọc bao nhiêu ký em quên ta? Chị Ngọc bao nhiêu cái quần này thì không nhỏ nghe. Cái quần này lụa mango nó không có may quần nhỏ mấy chị ơi. Lụa mango là nó không có may quần nhỏ nghe mọi người nghe. Không bao giờ lại may cái quần nhỏ mọi người yên tâm. Đăng like 79.000.
vàng hai hết rồi chị Long Gia, em lấy số hội chị trước nha, chị chốt sau cái khác thì chị còn nâu thì em nè. À lấy cái bên hoa nâu. Hoa nâu mấy chị ơi, hoa nâu. Ừ. Có nghe chị Phương Dương có. Rồi lấy comment mấy chị ơi, đẹp quá. Comment em mà hoa rút. Ồ mấy chị đẹp quá. Ồ mấy chị ơi, chứ hồng cũng được mọi người nghe, mấy chị comment chữ hồng này cho nó mau nè, hồng. Ai lấy hồng chống hồng mọi người nghe, hồng giùm em. Hồng mấy chị nghe đẹp quá. 60 đô lại được. Đó, vậy là cái này là bà Hăng Ngọc ăn được nè. Cái quần bự nghe. Cái quần thì nó bự nha mọi người, mấy chị yên tâm, quần nó có may quần nhỏ xíu nè mấy chị nghe. Đẹp lắm. Ừ. Rồi bi đổi hết rồi nha. Ok. Hoa cúc chị Nguyễn Hồng. Ok, chị Dung Dương. Ok, chị Đầm Quỳnh. Ok, chị Hồng Phen. Chị Hồng Phen, tới chị Hồng Phen. Rồi, Hăng Quỳnh Mai. Hăng Quỳnh Mai. Hăng Quỳnh Mai, để coi còn hết rồi. Hết hoa. Hết hết hồng nghe mọi người nghe mấy chị rồi biển. Ừ. Quần bự áo không quan trọng thì lụm. Vậy là lụm lụm lụm. Ờ, quần dài đẹp mọi người nghe rồi mấy chị chắc mở biển. Biển biển. Biển biển bỏ hồng đi nha, chứ em bấm lộn giờ bấm cái gì. Bà bỏ hồng hả? Hăng Quỳnh Mai không lấy hồng phải không? Đó, nó coi chị. Rồi rồi bỏ lắm hả? Đủ không? Đủ rồi. Vậy hả? Vậy rồi bỏ hồng hả? Ừ. Rồi, ok, biển thì Dung Dương biển nè. Hồng hết hồng. Em đăng lai 79.000 chị ơi, biển biển. Hoa nâu cho chị Dung Quỳnh Thị. Đăng lai có 79.000 mà lụa manh gồ luôn á chị nghe, manh gồ nè. Manh gồ 79.000 bộ nha, 60 lại vừa. 60 đối lại mấy chị bằng vừa em mọi người nha. 60 cái đối lại giùm em. Đẹp lắm á chị nghe. Đây. Vải manh gồ siêu đẹp luôn. Ai lấy biển chút biển mấy chị ơi, tranh thủ biển. Nâu chị Nguyễn Hồng nâu. Biển nó 60kg lấy cho chị ok. Tiếng Viên trầu ô, chị Tiếng Viên mới mua đồ này các bác giật mình á, trời sao bán có 7-9 ngàn. Biển như chị giỏi diễn biển. Hoa cúc hết hoa cúc rồi. Em hết cúc rồi. Còn em là chị lấy không? Em hết cúc rồi. Rồi biển mọi người ơi, ai lấy biển chút biển em nè. Chị Nguyễn Minh đâu rồi? Chị Minh comment lẻ lên coi chị Minh ơi. Chị Minh em giấu của em ở đâu rồi? Rồi biển mọi người nha. Chị nào lấy biển chút biển giùm em nè. Biển con này nâu đó chị, nâu đẹp quá mà chứ mấy bà chơi vậy trời. Cái bộ này không phải gọi là nâu nữa mà cau khô. Cau khô, cau khô. Cau khô nghe. Bà Hăng Ngọc vẫn được. Lụm đi. Rồi nè. Đây mấy chị nghe comment là tím. Tím mọi người nghe, tím giùm em nè. Ồ, dễ thương quá mọi người nghe, tím. Cái quần là bao bà luôn nghe cho Hăng Ngọc. Cái vụ gì cái quần này nè. Đây nó mang cái quần thích êm lắm. Xuân đẹp. Rồi biển chị Ngọc ẩn biển. Biển chị Hăng Ngọc biển. Rồi cúc. Cúc mọi người nghe, lấy cúc chút cúc cùng em. Hai biển nè. Rồi cúc lộn tím. Tím mọi người ơi. Tím là chị Đồng Quỳnh tím. Tím là nâu cho chị Cani Hồ. Nâu chị Nguyễn Thu. Còn bộ nâu hết rồi nha. Rồi biển chị Lý Hải. Hải Lý. Hải Lý kèm về địa chỉ cho em đi chị. Tím chị Phụng Nguyễn tím nè. Tím chị Võ Diễm tím. Chị Lý Hải kèm số giùm em đi chị. Ê, kèm đi chị. Ok, tím chị Ngân Thái tím. Cao khô cho chị Ngọc Ảnh cao khô. Một qua đi một tấm trắng chị Dương Thị Bất Thủy. Cảm ơn chị Bất Thủy kèm địa chỉ giùm em chị ơi. Kèm lên cái địa chỉ giùm em nha. Hương hôm trước con bộ giữ không. Không biết còn không đó nè. Chị Đồng Quỳnh đã như có tím rồi vậy đó chị. Con bộ cao khô nó hết rồi. Đậu, đậu giùm em nè. Đậu nha. Chị Danh Thả còn đơn. Chị Danh Thả lựa đây đặng bên em dùng đơn. Đừng trừ cái đồ của chị gọi luôn rồi chị gọi coi nha. Rồi đậu giùm em nè. Đậu nha. Ok đậu chị Đầm Quỳnh đậu nè. Rồi chị nào lấy đậu chút đậu mọi người nghe. Đậu giùm em nè. Mai cho nhanh mọi người ơi. Đẹp quá. 79.000. Siêu đẹp mọi người nghe. Ồ ô mấy chị nghe đẹp quá nè. Rồi comment hoa cam đi mấy chị ơi. Hoa cam. Hoa cam giùm em. Ok đậu chị Nguyễn Hồng đậu. Rồi em hết đậu. Em hết đậu nghe chị Phụng Nguyễn ơi. Rồi mấy chị chốt mã hoa cam rồi mấy chị nghe dữ luôn á. Lụa manh gồ luôn mọi người nghe mấy chị. Manh gồ. Hoa cam chị Minh hoa cam. Hoa cam Hăng Thái hoa cam. Hoa cam Hăng Hùng Mai hoa cam. 46kg dừa. Rồi em cảm ơn chị Trinh Phấn nghe mấy chị nghe. Khách mới vô lòng kèm cái địa chỉ để bên em chút đơn cho mau cái nghỉ chân. Hoa cam Trần Thích Mai hoa cam. Ok. Rồi mọi người nghe mấy chị hoa đen.
cầu gỗ bộ đẹp nè. Ôi ôi mấy chị ơi, hoa đen, hoa đen. Rồi hoa cam em hết rồi, chị Tiến Duyên ơi. Hết hoa cam mấy chị ơi, rồi hoa đen rồi. Qua hoa đen, hoa đen. Dừa, dưa dừa. Chị canh đi hồ qua bà dưa dừa. Tích tướng mà gọn khô. Hoa đen chị Nguyễn Minh, nói chị Minh bây giờ này mạnh nè nè. Chị Minh giờ này mạnh nè. Hoa đen ok, chị Hương Dương. Hoa cam, hết cam rồi ngoại ơi. Hết cam rồi, hết đen rồi. Hoa đen chị Ngọc Thanh. Cam hết rồi mấy chị, hết cam rồi. Hết cam rồi nha, hết cam. Đó. Còn hoa nâu á mẹ, còn bộ nâu á vậy. Rồi, hoa cam hết rồi. Hết hoa cam rồi. Hoa nâu. Hoa đen cho chị Đồng Huỳnh, hoa đen nè. Em đâu mặc dừa không chị? Bà nhiêu ký hả? Rồi em còn bộ hoa nâu nè. Còn hoa nâu. Hoa nâu hết hoa cam. Rồi cái mã xanh đen. Xanh đen mọi người nha. Vậy hả chị? Ok, cảm ơn chị ruột nha. Trước đây có địa chỉ rồi hả? Rồi, cảm ơn chị ruột. Ừ. Rồi. Hoa đen, ok, Thanh Ngọc hoa đen. Rồi em còn xanh đen rồi nghe, xanh đen nè với lại nhí nữa. Ủa đang nhí đã chết hết rồi ta. Xanh đen cho chị Nguyễn Minh, xanh đen nè. Rồi mọi người nghe, em còn bộ nhí nè, lên áo liền. Rồi em còn bộ nhí mọi người nghe, lấy nhí chút nhí giùm em. Đen với cam nè, em còn bộ đen nè, nghe đen nhí nè, chốt cho chị Nga Ngô đen nhí nè đi. Rồi em còn cái này gì ta, cái gì cao khô, còn bộ cao khô. Còn bộ cao khô chứ còn bộ xanh lá 65 ngàn mọi người nha. Xanh lá này 53 có lại vừa mấy chị ủng hộ giùm em muốn bộ này chứ luôn. Hương gửi chế hữu kem body và một cái trắng trợ chị Thảo Linh. Chết bà chạy mất tiêu cái chị Thảo Linh, Thảo Linh ơi. Ủa nó chạy đóng tiêu tờ. Ok chị Thảo Linh yêu dấu của em nè. Có đùi không muôn có nghe, khoan mấy chị ơi, để em thoát ra vô lại xong nó chạy cái nhộn nhờ thấy ở bên đây tờ không. Body cách trắng thì chị Thảo Linh chị ruột có tôi. Rồi 60 cái bằng dừa. Đó, nhận đồ rồi đẹp mà mê, cảm ơn chị nha. Xanh lá cho em gái, ok chị Dung Dương. Rồi, xanh lá đó là có 65 ngàn à. Xanh lá 65 thì em còn bộ khâu khô cuối cùng. Mấy chị thương tình ủng hộ em bộ khâu khô nè, coi mấy chị, nó có 79 ngàn nha. Rồi. Ok, những thâu rồi em còn bộ cao khô mọi người ơi, cao khô em đi mấy chị, 79 ngàn cao khô. Ôi chết bà. Thầy ơi, còn gớm ở đây một cây nữa nè, vụ gì vậy trời. Trời ơi, đây nè, còn cao khô, còn vàng nữa nè. Trời ơi, hủ kem xúc đó chưa không chị, cái gì? Hủ kem đó, xúc đó có hôi chua không? Hoa nâu chị ngăn chặn. Nếu mà hôi chua em trả tiền lại cho chị gấp đôi tiền mà mua hủ kem. Ok không? 44 ký bạn được. Nếu mà chị xúc nó hôi chua em trả tiền gấp đôi. Trời ô, nói gì vụ hôi chua, trời ô chị ơi, bà vô mánh nào bà gặp em là bà đúng ngừ. Đúng ngừ. Ừ. Vàng cho bà Đồng Quỳnh vàng nè, rồi còn xanh đậu nè, đi đỏ nè. Rồi vàng hai hoa cúc, trời ơi còn cây bà Thi ơi, đây còn cây. Còn cây đủ màu mấy chị ơi, trời ơi, ai vậy ai mà vui quá vậy. Rồi còn vàng này được không? Chứa lên quần riêng ngay cục vàng ơi, quần riêng em bán còn giữ nữa mấy chị nghe, quần riêng bữa nay em thả ra giá trời ơi, chắc tụt quần luôn nè, quần riêng tụt quần luôn. Đỏ chị Dung Dương, cái này là em cho Dương bạn đẹp nè. Rồi em còn vàng hai, trời ơi mấy chị, còn biển nè, cúc nè, đậu nè, trời ơi nè, còn cây nữa mấy bà ơi. Ai lấy đậu không có đậu. Không biết nữa, ai lấy nè, có biết đâu giờ ai lấy không được. Anh ai chưa mua thì không mua nghe, ai không, ai nãy đọc tên rồi đừng mua nữa nha mọi người nghe, trùng là le lử nè. Ừ đúng rồi, chị Phụng Nguyễn nó chưa có nè. Rồi vàng ok, vàng cho bà Hân Ngọc Hoàng nè. Đâu có hoa cam đâu, chốt hoa cam, không có hoa cam. Có sữa rửa mặt không? Có. Lên quần jean đi. Lên quần jean hả? Ừ, chút xíu bán quần jean tặng cho mọi người. Đây mấy chị sữa mặt có hai loại nè. Sữa mặt gạo với mặt bơ. Sữa gạo với bơ mọi người nghe, 50 ngàn chai. Kem nám đi shop, có kem nám luôn. Nãy chị có bộ cao khô không? Có rồi. Có rồi nha chị ơi, đây kem nám đây. Nám hay bao mấy chị xài nha. Đây, 220 miễn ship. Đó, mấy chị xài hết trơn. Hết nám luôn người nghe, bữa nay nhìn thấy em mập quá mấy chị nha. 220 miễn ship rồi, bây giờ em còn cao khô. Còn bông cúc với xanh biển là nãy chị nào muốn được nè. Ok nè, xanh cho chị Thiên Phát xanh nè. Bi đỏ hết rồi, cái gì? Rồi, hết vàng rồi. Ơi chị ơi, giờ em còn nâu. Ok, cao khô chị nhân chặn như chút gọi cái gì đó. Rồi nè, mấy chị em còn cúc nè. Đẹp không mọi người nghe, cúc giùm em nè. Lên đồ ngủ lụa luôn ha, để coi lũ lụa có gì không. Cái gì ừ. Con rồi em còn cao khô với em còn hồng. Ừ, 56 cái dừa nghe, 56 cái bao dừa luôn. Chị Quậy Kim lấy thử hai bộ đi chị nghe, đem về bạn không đẹp trả cho em. Đâu nè, đâu văng lại hai bộ này trời. Nãy giờ có đâu, có trời rồi.
đậu hết, xanh đậu rồi chị ngang ngô ơi. Còn hai màu này nè chị, lộn ném này đi. Sao nó ra nó đâu đó em không thấy nè, nó khổ mà nó vô biên nè. Tại em thi. Có ghê nóng lo không? Không, không có ghê nóng lo nha. Ừ. Đây nó như nè, đây đừng biết luôn nha. Đừng like cho nó hết luôn chứ không gì hết trơn rồi nha. Ủa ghê nóng lo em không có nghe, có nhỏ thôi. Hồng cho chị Thiên phát hồng nè. Rồi còn bộ cao khô cuối cùng nha. Chị nào thương cần ủng hộ giùm em. Ừ. Rồi bà chị ha, bây giờ em lên cho mấy chị cây pyjama satin nè. Mấy bà chuẩn bị tiền luôn nè. Ừ. Chuyến này là mấy chị bữa nay là em vé sập tiền của mấy chị luôn nha mấy chị nghe. Hello chị Thị Thu nè. Em chơi khô máu là mấy chị hết tiền đó. Ừ. Rồi mọi người nghe, cái này nó có size 2 và size 3. Đây mấy chị nghe, pyjama satin đẹp lắm. Câu cô cho chị góc nhà, cảm ơn chị ruột nè. Rồi mọi người nghe, cái satin cao cấp đẹp cực kỳ luôn mấy chị gái nha. Em bao mấy chị là mua ở đâu cũng không có hết trơn. Cái giá này nghe chứ đồ người ta bán bao la mấy chị đúng không? Ừ. Rồi bà Kenzie Hồ, em đưa chị vô dự bị nghe, chiều nay ai mà mua không đủ đơn là bên em thảy qua đơn cho đủ đơn nha mấy chị ha. Ừ. Rồi size số 2 nè mọi người nghe em ha. 40 đổ lên 55 đổ lại mấy chị bạn đẹp giùm em nha. 40 đổ lên 55 lại mấy chị bạn bao đẹp bao dùi giùm em. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe. Ồ ô satin đẹp cực kỳ luôn. 75.000. Rồi bột sữa mặt gạo một cách trắng chị Dương thì Bích Thủy, cảm ơn chị yêu nè. Rồi chuẩn bị lên áo luôn. Rồi lấy bộ này cho em 75.000. Hồng, màu hồng, màu vàng. Màu hồng với màu vàng thôi mọi người nghe, với màu da. Hồng vàng da 75.000 bộ. Đẹp giả mang mọi người nha. Rồi hồng vàng da. Để cái nút bỏ một túi. Để cái nút bỏ một túi. Ừ. Rồi nám 220 miễn ship nha chị ơi. Ừ. Nè mày lắm đi. Rồi hồng vàng da hay thêm hai cục tấm trắng ok như thế. Ừ. Rồi mấy chị ơi đẹp không? Ừ. Hồng 75.000 chị Ngọc Thanh. Da 75.000 mua cho nhỏ em ok. Cao khô ok chị Nga Ngô. Da chị gì hết hồn. Hồng 75.000 ok, cảm ơn giá tiền. Rồi ok nè, hồng với vàng nè. Hai bộ chị riêng Nguyễn nha. Rồi chị Nguyễn Minh, chị Nguyễn Minh em bỏ chị Nguyễn Minh qua cái hồng bự nha. Ừ. Rồi mấy chị. Rồi qua size bự. Size này á là size số 3. Size này size số 3 nha, em còn bộ vàng nhỏ mấy chị, em còn vàng nhỏ nha. À, vàng cho chị Thí Thí Hằng Lê, ok. Rồi có đùi không muôn, có đợi em xíu nghe chị Tài phát thôi. Có đùi, đùi xíu em theo ghẻ lắm. Rồi mấy chị da 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe. Đó mấy chị, size này size số 3 nha. 55-62 cái bằng đẹp luôn mấy chị nghe. Rồi bán tặng mọi người luôn 75.000 mọi người nhớ em là. Nhớ bấm thích trang chia sẻ. Nếu mà chia sẻ không được nhớ thích trang cho em nha. Là giá tặng mọi người nghe, cái này là bán tặng mấy chị hiểu không? Không có ai bán giá này nghe, xỉ cũng không có giá này luôn. Rồi mấy chị size số 3. 55-62 cái bạn đẹp nè, màu da màu xanh, màu đỏ, xanh đen. Da bà Thị Thu da. Phải đi học không thì. Da chị Ngọc Thanh da. À, da chị Diễm Võ da. Da với xanh thì chị Ngân Kim. Rồi, có hồng không? Lấy cho chị đây, hồng đây. Hồng cho chị Dung Dương hồng. Xanh đen cho chị Nguyễn Minh. Đỏ lửa Cẩm Giang. Khoan. Da chị Hằng Tăng da. Xanh đen cho chị xanh đen chị Thu Trần. Xanh đậm là cái gì ta? Xanh đậm là xanh đen phải không? Không có xanh đen rồi. Đỏ chị Nguyễn Minh đỏ. Da cho chị Kim Quyền da. Cái này chị đang nhìn thấy bạn hơi ôm á. Đỏ chị Nguyễn Minh có đỏ rồi. Da em hết da. Em còn vàng, còn xanh, còn hồng, đỏ. Vàng, xanh, hồng, đỏ mọi người nghe. Ai lấy chốt giùm em nè. 75.000. Đây mấy chị vàng đẹp quá. Ok nè, xanh như chị Nha Linh xanh. Nhiều ký mặt chừa ha, 60 kg. 55-62 ký đẹp cực kỳ. Hết da, chị Liên ơi, hết da. Đỏ Thiên Nguyễn đỏ nè. Da chị Thị Thu có da rồi ngoại ơi. Ok, hồng với đỏ nè. Cho chị Võ Diễm, hồng đỏ đẹp quá. Hồng đỏ. Rồi đẹp quá mọi người nha. Ok, đỏ cho Ngọc Diễm đỏ nè. Hai bộ phải không? Ok cho Trang Thiên. Hai bộ hai màu cho Trang Thiên. Chị Quậy Kim hết da. Đỏ vàng xanh. Đỏ vàng xanh.
rõ vàng xanh ba bộ nè, cho chị Bích Ngọc kèm địa chỉ giùm em. Như ý không có da rồi, còn da chị nè cưng. Rồi bây giờ em còn hồng, hồng vàng xanh. Hồng vàng xanh mọi người nghe 75.000. Chị Bích Ngọc kèm địa chỉ giùm em đi chị Ngọc. Nhớ mọi người nghe, cho khách mới có địa coi cho địa chỉ rồi phải nghe máy nữa nghe. Rồi ba hết đỏ, hết đỏ hồng cho chị Thanh Ngô có hồng 75.000. Rồi số đỏ mới vừa hết. Chị Trang Thiên ơi, chị được hai bộ gì đó không có không biết màu nữa, bà comment màu gì đó chị. Chị xanh với đỏ nè, không biết mà nãy bà được màu gì đây không biết nữa nè. Vàng với xanh nè, chị Nguyễn Kim Phụng có vàng xanh nè. Hồng cho Như Ý hồng nè. Hồng cho Kim, chị kia Nguyễn Minh hồng. Không đơn riêng nha chị ơi, đơn riêng. Đơn riêng nha chị Hằng Tăng ơi, vì em còn xanh không á chị ơi. Em còn xanh không nè, 75.000. Trời ơi mấy chị đẹp quá. Em nói với chị rồi, em mà Hương đã nói xả rồi là giá tét cái bắt nha. Không thâu len hả chị, có luôn, không thâu len đợi em. Em mà xả thâu len mấy người còn hết hồn nữa nha. Xanh cho chị Trinh Thắng, chị Dương Dương ơi. Hết đỏ rồi chị Ruột ơi, xanh cho chị Phạm Lài. Rồi còn xanh 75.000 mấy chị. Đẹp dễ mang. Ok cho Phụng Nguyễn nè, một kem body, một chai kích trắng vào hít son. Chị Trinh Thắng có xanh rồi. Cảm ơn chị Bích Ngọc yêu dấu nha. Đó với chị phía dưới có 25.000, xin chị biết sao không? Để mà chịu bên em chốt đơn. Nhiều khi đi cái địa chỉ mà ngồi nghe có hơi sai, có hơi sai. Ừ. Xanh cho chị Ngọc Thanh, cảm ơn chị Thanh. Chị Nguyễn Kim Phụng có hai bộ. Chị Nguyễn Kim Phụng có đơn nha chị Kim Phụng ơi. Chị Kim Phụng có đơn nha chị Phụng nha. Rồi mọi người nghe lửng ở đâu ra nè, trời ơi mấy chị có một bộ à. Rồi ok chị Lê Thị Nhu. Rồi bộ này mấy chị nghe, nói với chị 60 lại đẹp, mọi người nghe lụa đẹp ghê luôn lửng. 50-60 cái bằng nè mọi người nghe, lấy cho em hồng. Ủa mấy chị đẹp quá nè, biết luôn không? Rồi hồng 60.000. Hồng 60.000, 50-60 cái bằng đẹp, hồng 60, lấy hồng comment giùm em. Hồng kèm số tiền nha mấy chị, hồng 60.000 lụm. Hồng 60 mấy chị Ruột ơi, lấy hồng comment hồng em, hồng 60. Sao còn dư bộ này nè? Ủa còn dư bộ hồng nữa hả? Chết bà, sao có văng da vụ gì không? Hồng cho Nguyễn Minh có chưa? Ấm này. Gì hả? Hồng cho Như Ý nữa nè. Như Ý có rồi. Như Ý có rồi hả? Chị Thanh Ngô có hồng chưa? Chị luyện ra đủ hết trơn đó thôi. Rồi, không biết nữa nè. Ừ. Rồi ok chị Nhiên Trần nè. Rồi em còn bộ hồng đó chị ơi, lấy hồng chút hồng. Xanh 5-6 cái dùng ngoại kim lấy tên số thoại, lên số thoại. Ok, hồng cho chị Nguyễn Liên hồng nè. Rồi em mấy bộ mà cái đi hồi nó giờ thấy có hai lần. Hồng 60 chị Nguyễn Kha, hồng 60.000 nó comment đúng tiền lụm. Ừ. Rồi bộ này 50-60 cái bằng đẹp người nghe, chứ mã vàng 70. 50-60 cái bằng vừa tưởng hơn nghe, hồng 70. Hồng ở lộn vàng 60, vàng 70. Rồi. Ok chị nghe, đó lên đùi hình thú không qua đợi 50 giây nè. Ok, cảm ơn chị Ngân Kim nè, 1 triệu dứa, 1 chai gỏi nấm, 2 chai hít. Ừ, gỏi nấm chị gỏi im cực kỳ luôn, đúng không? Rồi, cho em chai vào hít son, ok chị Ngọc Hằng. Đó, hầu như em thấy trụ mấy chị ơi, sáng sớm. Vàng 70 cho chị Lữ Cẩm Giang. Đó, 4 ngày rồi chưa nhận được hàng. Chị Trang Trang, rồi để em kiểm tra đơn. Sáng sớm là khách điện không ơi, tàu ô cái dầu hít son của em gì quán quá hay. Ừ. Ồ, mấy chị nghe, lửa manh gò, quần đùi, cổ bẻ mọi người nha. Đó chị nghe ta lỡ không phải đùi hay dài nó đùi. Ừ. Rồi chị yêu nào chốt còn đây liền em mọi người nhớ chị ơi, đỏ em nè, đỏ siêu đẹp mọi người, mấy chị quá đẹp luôn, đỏ 65.000 luôn, đỏ 65.000, hồng 60.000 hết rồi. Đó chị nào khách cũ đừng cho số cho địa chỉ gì hết trơn nghe mấy chị nghe, chị nào khách cũ là đừng cho số cho địa chỉ gì hết trơn á, còn mình khách mới thì mình hãy cho nghe mấy chị nghe, khách mới thì cho giùm em. Rồi đỏ giùm em 65.000, đó là lụa manh gồ mọi người nha, lụa manh gồ đùi đỏ 65. Vàng 70 em hết nè. Rồi bộ đồ, đồ mấy chị nghe cái là Latin nha mọi người nghe, mấy chị đẹp không? Ừ. Rồi đồ đỏ 65 chị Huệ Hồng nè. Quá đẹp luôn chị nghe, quần dài đẹp không? Rồi 50-60 cái bằng đẹp. Một kẹo dưới thì chị Giao Quy Võ nè. Vàng em hết thì chị Mimi, hơi đỏ em hết thì Dung Dung ơi. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền mọi người nghe, mấy chị đẹp không? Đó, gọi cái này là 130.000, xe 100.000. Xe 100.000 mọi người nghe lấy mấy chị ơi. Ủa đẹp không? Đó, comment da 100.000. Sáng lễ đi cà phê bán đắt không? À, tẩy thứ ba chết có. Tẩy bột chết là một là chị xài cái thằng là tẩy đồ chết quấy hồi, hai là tẩy bột chết bò nha, ba là mình tắm bằng cục này là cũng tẩy đồ chết luôn nha Mimi nha. Rồi đỏ 65.000 hết rồi. Rồi lấy bộ này chết mai da 100.000. Đỏ đùi em hết nha mọi người nha. Da 100 cho chị Dung Dung nè.
đẹp lắm mọi người nghe. Rồi mọi người nghe, 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe mấy chị. 65. Nhớ comment giá tiền nha, bộ này lửng mọi người nghe. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi 55-62 cái bằng đẹp nghe mấy chị nghe, chứ mã cúc đỏ nè, đẹp ha. Cúc đỏ này xem mọi người 80, lụa manh gồ luôn. 55-62 cái bằng đẹp nghe, cúc đỏ 80 ngàn nghe, cúc đỏ 80. Đó. Rồi một bộ đùi con chuột. Trời ơi dễ thương không mấy chị nghe. Ơ mà lửng chứ. Rồi, chị cúc đỏ chị comment giá tiền giùm em nha. Rồi bộ này lửng mọi người nghe mấy chị dễ thương không? 50-60 cái bằng đẹp. Rồi lửng hai cái comment mấy chị, lửng xanh giùm em 55.000. 50-60 cái bằng đẹp lửng xanh giùm em 55.000 người nha. Lửng xanh 55.000 giùm em. Cúc đỏ 80 chị Đồng Quỳnh, lửng xanh 55. Dạ, kẹo dứa này là 165.000 mà đợt này mọi người nó ra là kẹo dứa và lút luôn mọi người nha. Ừ. Kẹo dứa và lút giùm em luôn. Ok. Lửng xanh 55 chị Dung Dương nè. Mọi người nhớ đó, hàng sale mọi người comment giá tiền để mà đừng, để mà ngày mai á mấy đứa nó diện chút đơn nó không có bị lộn nha mọi người ha. Ừ, cúc đỏ em hết rồi. Rồi cái này mấy chị comment giùm em là dứa 165. Dứa 165 nha. Ừ. Cúc đỏ em hết mấy chị gái nha. Rồi 6 mua đổ lên 65 67 là đẹp mọi người nghe, quần lửng nè, đẹp cực kỳ ha. Rồi cái mã lửng xanh 60.000. 55-60 lộn, 6 mua đổ lên nha, 65-67 lại vừa nghe em số ký ha. 65-67 lại vừa, chắc mã lửng xanh giùm em. Lửng xanh, lửng xanh mới đọc nhiêu tiền quên rồi. 60, lửng xanh 60. Lửng xanh 60 mọi người nha. Lửng xanh 60 cho chị Quỳnh Hoa, nghe số ký giùm em ha. 60.000 comment giá tiền giùm em. Rồi 6 mua đổ lên, 65-67 lại vừa nha. Lửng hồng 60 luôn. Lửng hồng 60 mọi người nghe mấy chị, chứ mã lửng hồng 60. Rồi lửng 55 em hết rồi mấy chị ơi, cái này là hàng nó còn rớt lại cái một bộ nè. Ôi ôi mấy chị nghe. Đây. Rồi một bộ đồ lập thể. Trời ơi mấy chị đẹp không? Tay lỡ luôn. Xuất sắc mọi người ha. Rồi lấy một bộ lập thể này chốt liền em mọi người nha. Lập thể này 100.000. Lập thể 100.000. Dạ đi rồi nghe chị Thị Thấm Thấm ơi, đơn của chị đi lúc như 10 giờ rưỡi. Rồi lửng hồng 60 cho chị Kim My Đỗ Thanh nè. Rồi lập thể giùm em 100.000 lập thể nha, lấy lập thể cho lập thể giùm em, lập thể 100.000. Lập thể 100.000. Ừ. Xanh chị ơi, hàng xe hàng lẻ còn anh giá tiền thì em như chị. Ừ, có nãy giờ có cần em giá tiền. Rồi lập thể 100. À lấy lập thể còn lại lập thể giùm em mấy chị ơi. Lửng 60 em hết rồi. 60 hết mọi người nha, mạng chậm với ta. Rồi mấy chị ơi, một bộ ngấu đá nha. Ngấu đá này á, chị nào thích bạn ôm là 65, với lại mấy chị bạn dừa nghe. Không thích ôm này 50-62 cái bạn dừa mấy chị gái ơi. Lửng lòng hết nè. Rồi, chị nào lấy bộ này chốt mọi người nha. Quá đẹp luôn, 75.000. Comment em là ngố 75. Ngố 75 mọi người nghe, bộ là phải đẹp ghê luôn hồi sáng. Bữa chị kia có hỏi trời ơi, không phải nhớ đưa chị kia ha. Cái gì chị gì nè. Chị Quỳnh Hương có mới gọi hồi sáng, mới gửi đơn có đi rồi. Đó, bộ là phải mọi người nghe, là phải có 100.000, phải đẹp. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, đồ lụa nè. Ồ ồ dễ thương mọi người nha, đồ lụa này sale 45.000. Đồ lụa 45.000 giùm em nè. Ai lấy comment đồ lụa. 50-60 cái bằng đẹp đồ lụa 45.000 đồ lụa giùm em. Lụa 45.000. Rồi bọn này có cái nơ mọi người nghe dễ thương không? Ôi ôi cưng xỉu nha. Rồi 55-62 cái mấy chị bằng dừa. Đó, đồ 45.000 cho chị Nguyễn My Anh nè. Rồi ai lấy bộ này chốt mọi người nghe dễ thương không mấy chị, chứ mã sữa 60.000. Lập thể đó 60 cái đó lại à chị Nguyễn Si ơi. Lập thể 60 đó lại. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nói chuyện nghe, chứ mã sữa nơ. Sữa nơ em 60.000 này lụa manh gồ mấy chị nghe, lụa manh gồ. Sữa nơ 60 để lấy sữa nơ, mình sữa nơ giùm em. Ok chị Gia Quy Võ, ok chị Yêu nè. Rồi ngố 75 chị Mỹ Kiều. À, chị Thu chặn qua còn đơn hết đi. Đúng rồi, chị có bỏ đen. Ok này. Chị Yêu. Sữa 60 chị Thượng Nguyễn nè. Rồi mọi người nghe, sữa em hết nha, ngố hết rồi, đại loại ơi, đại loại ơi, đưa em vô dự bị nha. Chị Mỹ Kiều, Mỹ Miều khách mớ nè, cho em có địa chỉ lên chị gái ha. Rồi mấy chị ơi, 60-65 cái bạn đẹp mọi người nha. Đẹp quá nè. Rồi, cái mã lửng vàng, lửng vàng 55.000. Lửng vàng 55.000 em á. Đó. Lửng vàng 55.000. Ồ ồ mấy chị nghe cái dễ thái nè. 50-60 cái bạn đẹp mọi người nghe, cái mã tím nè.
sữa 60 em hết rồi, sữa cái cây sữa đó còn không ta? Cái này à? Ờ. Không, còn đi ăn ờ, chị thấy em chứ, nặng cây luôn. Nặng trên cỡ nhé. Ừ. Rồi cái mã tím mọi người nghe cái gì, tím 75 ngàn. Lửng vàng 55 ngàn, cho hoa 10 giờ, lên số điện thoại kèm số. Lên số điện thoại kèm địa chỉ chứ lộn. Đó, lên số điện thoại kèm địa chỉ giùm em ha. Ừ. Rồi chị Quỳnh Hoa em đưa chị vô dự bị nghe chị Quỳnh Hoa, có gì chị kêu không nghe máy em thấy cho chị liền. Rồi vàng giùm em mấy chị nghe tiếng Bỉ Thái giùm em 75 ngàn. Vàng 75 ngàn, ấy vàng chút vàng em vàng 75 ngàn. Rồi một bộ gấm mọi người nha. Gấm theo quần dài. Gấm quần dài mấy chị ha, mà size nhỏ nha. 40 đổ lên, 53 là đẹp mọi người nghe. Lấy chứ mã gấm này size 80 ngàn. Ờ size 80 ngàn, lúc trước có rồi đó em chị, cho lại đi, chắc là nó ấy rồi. Chắc là nó ấy rồi. Đây khoan mấy chị nghe nè, đùi sữa còn nè. Ai đâu rồi, sữa nơ, ok sữa nơ 60 trên mi nè. Sữa nơ 60 mi, comment trước nè. Rồi cho địa chỉ trên like rồi chiều nhân viên điện chốt lại cái nữa nghe chị nghe. Rồi em còn sữa 2 nè. Chị Quý Phạm. Ủa chị vậy nè, cho số điện thoại xong cho ta. Ừ. Đùi sữa chị nha, rồi sữa này đi nghe chị gọi, còn sữa này nè. Còn sữa này nghe chị Dung Dương ơi. Tím 75 chị Mi Mi nè. Comment giá tiền nha em, chị Mi đừng cho số nữa. Chị Mi đừng cho số nữa, cho giá tiền lên được rồi chị ơi. Rồi đỏ 60 mọi người nghe, lấy đỏ comment đỏ đùi 62 60 nè. Tím 75, hết tím 75 nha người ơi. Rồi đỏ mấy chị ơi đẹp quá. Đỏ 75, rộng đỏ 60. Vậy hả? Ok Lan Mi nè. Chị Hoa 10 giờ cho số điện thoại được rồi chị. Cho số điện thoại đi, chị cho số điện thoại là tụi em thấy ra. Nếu mà chị có địa chỉ bên em gọi là cho số điện thoại là nó nhảy lên địa chỉ. Nghe chị ruột nha. Ừ. Rồi mấy chị. Ồ mấy chị dễ thương quá, 60 ngàn. Lộn anh gòn. Rồi sữa nơ hết rồi nghe, gọi mấy chị cho mã anh. Này comment mã 2 đi mấy chị, mã 2. À lấy. Bởi vậy mới nói vậy, không có cho số mà chỉ cho cái địa chỉ. À, có viên thuốc phụ hoa không? Có nghe Ngọc Hằng ơi. Có quần đen giống gương mặt không? Có luôn. Có quần đen giống gương mặt không nghe chị Hoa Tâm ơi. Sữa 2 hết rồi mọi người nghe. Sữa 2 hết rồi, bây giờ em còn đỏ nữa chị nghe, đỏ đẹp nè. Còn đỏ đẹp mọi người nghe, lấy comment mấy chị ơi đỏ giùm em 55 62 cái bằng đẹp mọi người nghe, giá 60 ngàn lụa mango. Rồi đỏ chị Văn Khả đỏ nè. Rồi em còn đỏ đỏ 2 mọi người nghe, đỏ 2 nè. Đâu có hoa 10 giờ đâu, cơ số đâu sao? Sao máy bên chị không có hiện ra nè mấy chứ, mới chết chứ. À, có chốt cái gì sao em không thấy đơn nè. Rồi. Ai lấy chốt mọi người nghe mã 3 giùm em nè. 55 60 cái bằng đẹp mã 3, sao cái máy này nó ẩn, bên này nó ẩn comment dữ trời. Chết luôn rồi, cáp quỷ nè. Đỏ 60 em hết đỏ nè mọi người nghe mấy chị, lấy comment mã 3 em nè. Ok, có dự bị cho em rồi, đưa em vô khăn dự bị nghe đại lợi nha. Áo rẻ liền. Đợi xíu đi em hết này nó rẻ mọi người nha. Rồi đường thuốc bi ma của chị đâu thi, cho chị cái đường thuốc bi ma coi. Rồi em còn mã này mã 2 với mã 3 mọi người nha. Vậy nào lấy chốt em mấy chị ơi, giá nhiêu? 60 ngàn. Ồ, ở bên đó là vậy chị. Bên đó là chỗ nào? Chắc đó là đùi á. Con dòm đi. Ừ. Rồi mọi người nghe mấy chị đẹp nè, satin 60 đó lại mấy chị bằng vừa nghe mọi người nghe, tháng giá hết hồn luôn nè. Rồi còn mấy con dịch, dịch là latin đẹp cực kì mọi người nghe, dịch 70 ngàn. Dịch 70 ngàn nè. Rồi con ơi, hoa ăn mèo 70 ngàn. Ok, quần đùi ăn mặc con bố mì. Đây không có rồi, thì đem ăn trước rồi. Đem ăn trước rồi. Đỏ 2, ok, chị Nguyễn Kim Phụng. Đỏ 2, còn 2 đó mẹ bên đây nè. Ừ. Chị Nguyễn Kim Phụng có 2, 60. Rồi mèo 70. Mèo 70, dịch 70. Kẹo dưới giảm cân, chị ruột ơi. Không biết hiệu quả không, mà lính em á. Nó ngậm có 3 viên mà nó giảm 2kg. Ừ, vậy đó. Dịch 70, ok, dịch 70 nè. Cho chị Úc Dương nè. Úc Dương có số mà không có địa chỉ, cho địa chỉ lên đây chị. Rồi chị Nguyễn Công Phụng có rồi. Em mã 3 một bộ, ok chị Lê Sương. Mã 3 cho chị Lê Sương, mã 3 đùi 60 ngàn bộ. Mã 3 cho chị Nguyễn Kim Phụng bộ. Dạ đúng rồi, mẹ có đọc mã 3 đó. Em đưa cho ba á. Tiền đưa cho ba. Công ngừng sao rồi? Mình cáo, mình ba đưa mình cáo mẹ ăn nha. Rồi lấy con mèo, chút mèo người nghe. 60 là vừa mèo 70. Mèo 70 ngàn. Mèo 70 ngàn cho chị Nguyễn Kha mèo. Ừ.
em có bộ em có nghe Lan Mi, Lan Mi có, ok giờ Lê Xuân có nè, mấy chị đùi nha, đùi này size nhỏ nha, 55-56 là đẹp mọi người, mấy chị nha. Đó, cái vải đùi này á, thì nó dặn lụa bạn cũng im mà ngồi nghe cũng mát nghe, nhưng mà nó ngay là nó hơi mỏng nghe, nó trước nha, mỏng nhưng mấy chị giòn nè, mấy chị cũng đâu thấy cái mặt em đúng không, không có thấy mặt em nha. Rồi cái mã xanh đen 35.000, rồi dịnh đùi hết trơn rồi chị ơi, để qua đây đi con xong rồi, rồi dịnh mèo hết rồi, dịnh mèo hết nghe, rồi cái xanh đen 35.000, 55 nó đẹp nha, xanh đen 35.000, rồi xanh đen 35.000. Ok, đùi 35 nè chị Nguyễn My Anh. Mimi kẹo dứa phải cho số nữa. Ừ. Rồi 35.000 còn màu cam nha. Cho chị 35.000 cho chị Quỳnh Nguyễn bộ cam đi cho con các bạn. Ok, chị Hăng Ngọc nè, bấm số điện thoại là lưu lại liền. Rồi em còn vàng 35.000. Mã 3 nào. Ok, chốt Úc Chương. Ok, chốt Chương nha. Chị Võ Diễm cũng nhiều quá nghe, chị Võ Diễm nhớ chiều còn đạt em 100.000 nha chị. Sĩ mới thì chị cuộc ơi. Ờ. Rồi hơn có đồ chị đi chưa? Dạ đi rồi. Đi rồi nghe, giờ anh còn vàng. Vàng 35 chị Hoa mì giờ ok, nhưng mà mì giờ có vàng. Rồi các bạn nghe bộ hồng đẹp không? Rồi ô pyjama. Rồi 57kg lại mấy chị bạn đẹp ha. Rồi cái mã hồng 75.000. Đó, đúng rồi nghe chị Lữ Cẩm Giang đúng rồi. Rồi Bima lụa đẹp cực kỳ mọi người nha. Alex bộ này chắc hồng 75.000. Hồng 75.000 giùm em nha. Alex hồng chút hồng, giờ không tìm được cây đùi Bima nó hết đây. Hồng 75.000 mấy chị ơi. Ừ. Rồi bộ hoa cúc này mấy chị gái nha, tại nó nhát nó hơn nha. Cảm ơn chị Mỹ Kiều nè, mấy chị thông cảm biết sao không? Mấy dài mấy chị đọc cái địa chỉ không thi nó nghe không được. Thành ra tụi em xin cái địa chỉ trên like rồi một hồi á bên em điện chút đơn mọi người cái đọc lại là nó ngay bát cho mọi người nha. Ừ. Rồi. Chị nào lấy mọi người mấy chị ơi đẹp nè. Cái này mấy chị đem về và ủi lại giùm em nha. Tại nó nhát quá mọi người nghe nên nó hơi nhăn chút xíu giống gì hết trơn. Vàng em hết rồi. Rồi lấy bộ này mọi người mấy chị comment da giùm em. Da 70.000. Da 70.000 cam hết rồi chị Trang ơi. Hồng 75.000 Đặng Thị Trang cho số điện thoại. Không gọi chút đơn lấy thêm mặt cho đi luôn. Ủa chị Thảo Nguyên có đơn không? Còn không? Còn. Vậy là chưa đi chị ơi. Chưa đi. Ơi thấy cái quần đùi cái gì đang mặc á, quần ô mì đùi. À ô mì đùi đi chị Hoa Tâm coi mẫu đi chứ. Rồi da 70 hồng 75 cho số hỏi đi chị, số hỏi kèm địa chỉ em cho Đặng Thị Trang nha. Có chị mua vắng mua em đủ đơn trên 100.000 nha. Ừ. Rồi mấy chị ơi nè, dễ thương lắm nè, bộ này giải đẹp lắm mấy chị nha. Rồi nè, 80 là đẹp giùm em nè. Đó, ba chị nào có chút đơn là đi rồi nghe, chị nào không chút đơn là còn nằm đây. Rồi đồ nơi hết trơn rồi chị ơi, đồ nơi hết trơn rồi. Da 70.000 chị Nguyễn Liên, cảm ơn chị yêu nè. Vàng 75.000, vàng 35 em hết rồi. Rồi lấy bộ này cho mọi người nghe lửng giùm em 65.000. Lửng 65.000. À không biết nãy giờ mấy bộ nữa. Không biết nãy giờ mấy bộ nữa nghe chị Hảo My ơi. Cái lộn chị Mimi nè. Da 70 em hết nha. Lửng 65.000 chị Hoa 10 giờ. Ok, đồ này bán nhiêu quá anh thấy. Ok, lửa cẩm nhang. Vậy hả? Rồi chị nè, quần thứ em Hương đang mặc nè. Quần thứ em mặc là quần ô mì mọi người nha. Đây, mà những cái đợt em á, lấy là nó có gài nút không có im chị. Thiệt. Cái gài nút không có im nha. Em bây giờ em lấy thêm mấy cái này nè. Hồng 75 nãy giờ không ai cho số hết trơn. Chị Đặng Thị Trang mà lấy hay lấy mà không cho số rồi kèm địa chỉ cho em. Nãy giờ có lẽ sẽ tặng lên. Có nghe, còn bên Go cao cấp chính tắc xe chung em lên liền cho chị lựa luôn. Rồi quần ô mì này mấy chị nghe mua giá ở đâu cũng không có hết trơn mọi người nghe mấy chị giá nhiêu. Trời ơi mấy chị có 70.000 à. 70.000 quần ô mì đùi nghe mọi người nha. Em bao mấy chị đẹp luôn, em cũng để là mấy cái để phía sau mấy chị nghe bạn livestream á. Đợt đầu em về nó có cái nút mọi người ơi, có cái nút mấy chị bạn lâu ngày nó bị giãn cái gì đúng không? Lửng 65.000 em hết rồi. Ừ. Còn mấy chị. Hồng 75 mấy chị không ai cho số hết trơn. Hồng 75 cho chị Đặng Thị Trang hồng đó. Kèm địa chỉ giùm em. Rồi quần đùi em có sai mọi người nghe, từ 40 cho tới 70 lọ mô phạt tới 70kg là vừa em nghe. Rồi sao đi hoài vậy, nằm nghỉ ngơi gì đi. Rồi mấy chị nè, mấy chị gọi nắm em về mọi người, mấy chị lại về thùng to chà bá bự luôn. Gọi nắm 115.000 một chai, mấy chị gọi 2 đến 3 lần không hiệu quả em muốn trả tiền lại cho mọi người ha. Quần chip to em hết rồi chị Thu ơi. Rồi quần ô mì thấy em Hương đang mặc mà đợt này là nó về lưng đẹp lắm mọi người nghe. Rồi chó em mấy chị gái nha. 70.000 quần kèm số ký. Ok, lục lý quần đen, quần 70.000 quần đùi. Ừ. À không thấy chị Mimi còn em sao á chị Mimi ơi. Ừ.
Bà yên tâm, em là khách mới, khách cũ thì cũng như nhau mọi người nghe. Nhầm khi khách mới... Vậy hả chị Nguyễn Hiền? Rồi, 60 lại đẹp cho em nè. 60 lại vừa, 50, 60 lại vừa mọi người nghe. Đây mấy chị cho mã vàng 55 ngàn. Không có đồ gì đâu, kêu gỡ đi. À chị Nguyễn Hiền ơi, không có đồ sao gỡ cho chị. Chị không có đồ gì hết trơn á. 50, 60 cái bàn đẹp vàng 55 ngàn. Nằm đi đi hoài. Đấy chuyện cái quần 62 cái ok chị nha, quần 70 ngàn đẹp lắm. Đẹp hơn cái quần em Hương đang mặn trong người nhiều nghe. Tại đợt em lấy đợt đầu nó không có đẹp bằng mấy đợt sau nè nha. Quần ô mì. Quần ô mì mọi người nghe. À, size từ 40 tới 67 cái đủ lại nha mọi người nghe, có size. À, dầu gọi em lắm chị, con trai em gọi hết nắm da luôn. Trời ơi má mấy chị nghe. Nắm da nè, gào nghe mấy chị nghe gào, mấy chị mà gãi mà nó văng ra ào ào phải không? Gọi hai lần hết trơn. Ok. Quần ô mì cho chị Mi Mi một cái quần 61 ký. Rồi mấy chị ơi, quần giùm em á. Vàng 55 ngàn chị Nguyễn Kha. Đó bà Nguyễn Kha đó, cái mấy đó là bạn thôi gọn gọn đẹp đó ha. Rồi mọi người nghe mấy chị đùi đen nè, mấy chị nghe lụm anh gồ luôn, mấy chị đẹp thấy ghê luôn nè. Rồi lấy bộ này cho mã đen mọi người nghe, mấy chị đẹp ha, lụm anh gồ. Rồi đen tay lỗi mọi người nghe, chất đen em 70 ngàn. 50, 62 cái bằng đẹp đen mọi người nghe. Ok và lục lý. Rồi vàng 55 em hết nha, quần đùi 50 kg nè cho Bảo Vi nè. Ok Bảo Vi có quần đùi. Rồi lụm anh gồ tay chung nè, ai lấy bộ này cho mã đen 70 giùm em. Ok lục lý nè. Lục lý nãy có bấm miếng quần rồi. Ok và Ngọc Ngương cái quần. Quần u mì, quần u mì lưng có lửng luôn. Dài 55, lấy lộn vàng 55 em hết nha. Có quần dài không? Có luôn. Quần dài 95 ngàn chị. Rồi nè, lụm anh gọi xe chung nè chị, 60 cái này vừa nghe. Hàng cao cấp đẹp cực kỳ, 115 ngàn. Rồi, chứ lấy bộ này cho em mã 45. Mã 45 mọi người nghe, hay lấy 45 chứ 45 em. Quần chính tóc nè, bà Hăng Nguyễn nè, lụm ra đấy nè. Em phải long chị ơi, chị gạo như tiền 115 ngàn. 115 ngàn quần 40kg một cái, 45kg một cái, 62kg một cái. Ok như Quỳnh Nguyễn. Quần đen chị Mimi có rồi. Ok, hai kích trắng cho chị Trang Trang. Trang Trang hỏi cho số lại chị, mua rồi là có. Vậy nào có mua rồi, có địa chỉ ở nhà em rồi, có đi đơn rồi, không có cần cho loại nha. Mã 45 chị Lộc Lý nè, 115 ngàn mã 45. Quần đen chị Mimi có rồi nha chị Mi ơi. Rồi mọi người nghe, 50, 60 kg bằng đẹp mọi người nghe. Cái mã đen nè. Mã đen nha, chị gạo 115 ngàn. Ok chị Ngọc Nương. Đó, chị Phạm Sâm mua cái gì cho cháu nội trời. Chị Phạm Sâm ơi, chị mua cái gì cho cháu nội chị. Đây nó trả nóng tiêu. Trời ơi, mấy má này hay má này. Rồi đó chị ơi, 50, 60 cái bằng đẹp ngồi nghe chứ mã 23. Lộn anh gồ còn tay dài tay không còn bao la. Còn bao la nghe. Rồi đâu rồi bà Hân Ngọc đâu rồi, lẫn cái này lẹ đi Hân Ngọc ơi, đặng quá khác nha ngoại ơi. Rồi manh gồ xây chung nghe, 60 lại đẹp nè. Cái mã, cái này chị nào 60, 61 kg cũng quay là được nghe. Cái mã 23, 115 nghe. Ủa không ra hết thôi. Con mình Lộc Lý hả? Chị Lộc Lý á. Mà còn không? Còn hả? Còn sống mới tôi bấm ra bà nội tưởng đâu hết rồi má. Ok chị Mi Mi mã 45. Mã 45 chị Trang Trang. Ừ. Trang không có lựa, không có bấm. Trang Trang nào ạ? Không phải Trang Trang mới hả? Em biết đâu, sao avatar khác nè. À, khác. Ok Dục Lý xã mã 45. Ủa cái gì ạ? À? Bộ đùi đen manh gồ là 70 ngàn á chị comment. Mới lấy bộ đùi thì comment là đùi 70 ngàn chứ. Đùi đen 70 ngàn cho Mi Mi nè. Ừ. Ok. Hết đồ bán hả? Tội ông mừng cái hả? Mã 23 cho chị Quỳnh Hoa nè. Mã 23 chị Quỳnh Hoa, mã 23. Hương có quần đen lửng không? Có luôn rồi chị, quần đen lửng là nhiêu quên thôi. 90. 90. Quần ô mì mấy chị nghe lửng giùm em 90 ngàn. Ơ, màu đỏ sau lưng chị thấy không thấy xe lớn. Có chị nghe tùm lum hết trơn. Rồi nè, lấy chốt giùm em nha. Còn ba bao chưa khui nó ngay cho mơ tồ. Cái tay ngắn quần dài đó cưng rồi, chị xíu lên cho cưng nè. Rồi lụa bên gò xây chung nha, 60 đại đẹp mọi người nha. Rồi ai lấy cái này cho em mã 1 nè. Mã 1 mọi người nói chị ơi đẹp quá nè. Lụa bên gò đẹp cực kỳ. Mã số 1 giùm em, 115 ngàn đó chị nha, lụa bên gò. Mã 1. Ai lấy 1 số 1 giùm em nói chị ơi mã 1 nha. Rồi. Mã 90. 50, 60 cái bằng đẹp mã 90 em nè. Ai lấy 90 của anh 90.
Ok chị Ngân Kim có mã 23. Ok chị Mi Mi. Trời ơi bao bà không chặt nha, 61 ký không chặt nha. Ừ. Rồi à, lấy bộ này chốt liền em, mọi người nghe 115.000. Rồi mã 90 mọi người nghe, lấy 90 mình 90 em, mã 90. Quần ô mì 55 ký, đùi hay lưng chị ruột. Rồi tưởng thôi để em xíu nè, rồi mã 88 nè, hồi nãy bà Hân Ngọc bận bộ đồ này bị chụp qua phải không? Đúng đẹp luôn không? Nói chuyện nghe đồ chị nào mà mua cái lô lụa manh gồ nha em, rồi giờ chỉ có lớp thôi. Mã 90 chị Hân Ngọc, mã 90 nè. Nè bà Hân Ngọc nãy bận bộ này nè. Rồi cái mã 88. Mã 88 nè mọi người nghe 115.000. Đẹp lắm á chị ơi. Rồi mã 86 giùm em. Mã 86 mấy chị ơi, 50-60 cái bằng đẹp mã 86. Có 65 luôn nghe chị Quỳnh Lan ơi, 65 bao la. Vậy hả, rồi để em vậy là Trang Trang này mới bà nội ơi. Trang Trang này khác, ừ. Mã 90 có số lớn nè. Có số lớn chị đợi em xíu. Mã 90 chị Diễm Thí cho số điện thoại kèm địa chỉ đi chị. Rồi cái mình mã 86 nè. Mã 86 mấy chị. Đẹp quá à. Có nhiều đâu, 115.000. Rồi 50-60 kg bằng này mọi người nghe chứ mã 85. Mã 85 mọi người nhớ chị nghe, có dây nè, nó hai cái dây nè, dễ thương không. Rồi cái mã 85 dùm em, 115.000. Rồi ok chị Nguyễn Xuân. Chị Nguyễn thấy cho số hỏi lên, số hỏi kèm đi chỉ lên. 65 kg cây này, 65 kg đâu thi. Em nhận đồn 115.000 đẹp nha, cảm ơn. Để vừa chết hả chị, 85.000. Đâu rồi, chơi để vừa chết, chưa thùng để vừa chết đâu rồi. Nằm đây cái gì. Rồi ai lấy bộ này chốt liền em ấy chị ơi, mã 85. Rồi 85. Không chị nó có 65 ký à chị Nguyễn Mộng Tiền ơi. Có 65 ký rồi chị Ngọc ơi. Rồi mã 29 giùm em nè. 29 cho đại nha. Rồi 60 đổ lên, 65 67 là đẹp mọi người nghe, 29. Mấy chị coi cái bông nè. Ôi ôi nó đẹp mọi người nghe, mấy chị nghe lụa manh gồ hàng cao cấp mấy chị bận nó phơi. Rồi ai lấy cho em mã 29. Vậy hả? Ồ thơm mọi người nghe mấy chị nè, chai này của em Hương đang xài, chai này mấy chị nghe đây. Thơm dữ lắm luôn. Rồi 125.000. Dưỡng thể hồng. Ừ. 29 chị Thảo Nguyên. Ok, Thảo Nguyên có mã 29 nè. 29 là xe đại. Rồi mấy chị ơi ai lấy chốt em nha. Ồ ồ mấy chị nghe đẹp không? 50 60 cái bằng đẹp, 85 thì chị như ý nè. Quần em cầm chính tác khả hương, con chị có màu đen không à, không có màu khác chị cậu ơi. Rồi lấy bộ này cho em mã vàng. Mã vàng người nghe, 50-60 cái bằng đẹp vàng. Vàng, đúng rồi chị ơi, cái này là chuẩn sai luôn. Chị Như Ý ơi, bà bạn đẹp một cái dữ dằn luôn. Bạn đẹp dữ dằn luôn nha. Ok, ok chị Tiến Duyên có mã 29 nè. Rồi giờ nào sẽ đại nè. Đây mọi người nghe, 60 đổ lên, 65-67 là vừa. Giờ nào cho em mã 22. 22 em, mã vàng chị Hăng Hùng Mai. Rồi cho hôm nay ơi bà mua cái dập ly nó không dập ly em, còn cái mấy cái cây chu lai đẹp một cái giả mang luôn. Bữa đó thì nó làm rớt trong kẹt chua môi ra. Rồi ai lấy bộ này cho em mã 22. 60 đổ lên, 65 67 đẹp rồi nghe 22. 29 hết rồi nghe chị Trần Thị Trang của em ơi. Vàng mình còn không đi. Ok, vàng cho chị Lê Xuân. Cái quần của mình dài hết đây nè chị. Bị đi chạy. Rồi. Đây nè mấy chị nha. Ơi quá đẹp luôn. Mã 29 chị không có nha chị Phạm Thị cho Trần Thị Trang vậy nè. Rồi quần ô mì dài một cái á là 95.000 mà bây giờ em không có còn size bự nha. Em còn size từ 40 kg cho tới 60 kg lại mấy chị bằng vừa. Là em bán hết lô này là không biết chừng nào em bán lại nữa nghe mọi người nghe, tại vì em dự trữ mấy trăm quần em bán hết trơn rồi. Bây giờ nó lên 10.000 một cái nên em không lấy nữa mọi người nghe, em đợi chừng nào nó hạ thấp lại giá cũ em mới lấy nha. Nếu mà lên 10.000 thì em bán, bây giờ em phải bán 105.000 nên em không bán nữa nghe mọi người nghe, thà là em bán hết này em nghĩ. Ừ. Chung còn. Chung còn nghe Thi ơi. Ơi chung còn nghe Hân Ngọc ơi. Rồi mọi người ơi. 60 đổ lên, 65 67 đẹp người cho mã 11. Ok, 22 chị Phạm Hương nè. Rồi chị lấy 11 với 11 em 115.000. 115.000 mã 11. Rồi ok chị Nhiên Trần nè. Rồi mấy chị 11 nghe, lấy 11 cái 11 giùm em. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, có 115 những bộ lụa manh gồ. Rồi bộ này mọi người nha. Trời ơi mấy chị đẹp quá. 60 đổ lên mọi người nha, 65, 67 đẹp mọi người nha. Chất mã em 20.
22 hết rồi mấy chị ơi. Hôm nay còn không? Lại lại ở trên trong. Yeah. Rồi đấy, hôm nay còn bên năm mai còn ăn xay chi dừa. Rồi, hồi quýnh mày chết trên ngang ơi, bán cho em một cái quần. Comment lại. Bán cho em một cái quần. Mọi người nhớ em nào khi mấy chị mua hàng. Mấy chị muốn mua nhà em như nào? Có ví dụ như em muốn mua cái đó không? Mà em sợ hết đấy. Chị bán cho em cái quần. Lẹ 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 đi là người ta bán hết trơn đồ nguyên rồi đó. Mọi người nghe cái lần sau mấy chị mua hàng người ta mừng dữ dội nha. Bỏ cái chữ đó cho em, hiểu không? Đừng có xài cái chữ đó. Ví dụ mình đi xe đi bọng dĩ trơn, mấy chị nghe người ta kỹ nhất là đi là quá gian mọi người nghe, đừng có dùng từ quá gian hay là đi nhờ nữa kia mọi người nghe. Tôi đi ké, ở mấy chị dùng cái từ đi ké nha mọi người nha. Nó cái này là mẹo nghe mấy chị nghe, mẹo nha. Mấy chị dùng cái từ đó mọi người nghe xem, ế từ sáng tới chiều luôn nha. Mong trăm bao dừa. Size đại này mong 100 là bao dừa mấy chị yêu nha. Rồi ế size đại chứ mã 20. 60 đổ lên, 65 67 đẹp mọi người nghe, chứ mã 20 giùm em. 20. 20 chị Phạm Hương bộ mã 20. Rồi 60 đổ lên, 65 67 đẹp ngôi, chứ mã 265. Cái này là chị chỉ cho cưng thôi nghe, hiểu không cưng? Ừ. Quần u mì dài 95.000 55 kg, quả minh ngô trung niên 65 kg không? Ừ. Bỏ vậy rồi nó hiểu không? Ừ. Ừ, à, tại em mốt nó nhỏ mình phải chỉ cho nó biết chị, nó nhiều khi nó không biết nghe. Rồi 60 đổ lên, 65 67 đẹp ngôi nha. Ừ. Còn đi ăn ké thì gọi là ăn chật. 65 67 là về cho mã 65 các chị. Mã 65 giùm em mọi người nghe, 65 nè. Ủa chứ mẹ hai cái màu này khác nhau mấy chị ơi thôi. Rồi lấy cái này comment Đức Mạc đây mọi người nghe, 65 67 đẹp mọi người nghe, cái mã Đức Mạc nè. Mã 65 nó khác mấy chị ơi, em tưởng cái bông nó giống. Lụa mình gồ đẹp lắm, mã 65 đẹp cực kỳ nè. Rồi 60 đổ lên, 65 67 đẹp mọi người nghe, cái mã 65. Dắt. Thiệt mà chị nghe mấy chị thử đi. Ai mà ta chứa xài chạy xe cho tôi đi nhờ một cái ngồi ngồi nghe ế từ sáng tới chiều. Có màu vàng không? Có. Rồi cái mã 65. Màu vàng á, đây nè, xe đại nè. Cái bạn xe chung đợi em tiếng nha, em lên xe đại cái lên xe chung rồi cho mấy bạn nghe, xe chung còn nhiều lắm. Ừ. Rồi 65, 67 đẹp mọi người nghe. Ồ, ồ cái bộ này luôn nè. Thắm ơi, có bộ bạn đẹp nè. Rồi cái mã 34. À, đồ đó nó ống rộng không? Không, không ống rộng nè chị ơi, quần nhỏ không à. Quần ống nhỏ không mà chị ơi, không có may ống rộng nè chị nghe, cái này ống nhỏ đó mà lụa manh gò đẹp lắm. Ừ. Quần ô mày chị nhiêu ký cho số ký lên giùm em. Rồi sẵn lên nấu lẻ đi em ơi. Rồi mã 65 chị Bích Ngọc, mã 65 nè. Trời ơi, chị yêu em đi đâu mới dài vậy? Thấy nói sao chị giỏi gì mới dài, sao chị không mua đồ nữa ta. Ừ. Rồi lấy chốt em mấy chị ơi, mã 34. 60 đổ lên, 65 67 đẹp ngồi nghe, mã 34 giùm em. 34. Rồi ok cho Nguyễn Công Tú mã 65. Rồi mã 40. Em mua cho mẹ. Ồ ô mấy chị ơi đẹp quá nè. 60 đổ lên, 65 67 đẹp ngồi nghe, mã 40. 40 giùm em. 40 em có quần không? Có nghe Thiên Phát ơi. Đợi xíu mấy bi ơi, đợi xíu, đợi xíu. Xím mất tù, đợi xíu nha. Nó đọc tiếng Pháp, tiếng Nhật gì đó. Ừ. Ồ mấy chị ơi mã 40 quá đẹp luôn. Mấy chị comment đúng mã là đúng rồi nha. 60 đổ lên, 65 67 đẹp ngồi nghe, cho em mã 40 mấy chị ơi. 40 giùm em. Comment đúng mã, đúng lưu, đúng đồ nha. À, chị Quanh Hoàng, cái gì Quách Hoàng sang như ký à? Quách Hoàng. Chết bà Quách Hoàng, sao không có địa chỉ, không có số ký nè. Rồi 60 đổ lên, 65 67 đẹp ngồi, chắc mã 32. 40 Hân Ngọc rộng dữ lắm ngoại ơi, đừng mua. 40 là rộng nghe, này xe đại nghe ngoại ơi, bự lắm bà ơi. Rồi ai lấy cái mã 32 nè. Đẹp lắm. Ai cho bà chị ha, ờ cho bà chị là lụm nha. Rồi mã 32 giùm em. 40 phải không? Đẹp quá luôn, 40 mẹ đang ship. Dạ 100 115 ngàn một bộ rồi chị Bích Lân nhỏ ơi. Rồi nè. Một bộ là cái này là tầm ý mà người nghe lụa hóa tầm ý nè. Cảm ơn chị Hồng An nè, em xem mọi người có 105 ngàn à. Bà chị 58 cái cao nhiêu? Vậy hả? Cảm ơn chị yêu nè. 58 cái cao nhiêu bự hơn bà không? Ừ. Rồi. Ừ. Cái đó bả bạn là hơi gọn gọn đó. Rồi lấy bộ này chứ mã nô phối 105 ngàn. Áo là lụa tầm ý mọi người nghe, quần bằng lụa phối đẹp cực kỳ. Bạn hơi gọng nghe được không? Được thì không chốt, không được thì em chốt chị Nguyễn Cẩm Tú nè. Rồi chị giỏi chị ghi dấu em ủng hộ với tờ tết tới nơi mấy chị nghe, kiếm tiền bạn trả tiền lương lính mấy chị nghe, mấy tháng qua là dịch em không trả tiền lương đó. Ok 40 chị Nguyễn Cẩm Tú. Dạ vừa nghe chị Quách Hoàng ơi, vừa nghe chị Quách Hoàng nè. 60 đổ lên nghe mọi người nghe, 65 67 đẹp ngồi chứ mã 1.
mã số 1 giùm em nha, lấy 1 comment 1. Nơ khoái 105.000 chị Tiên Nguyễn đeo dấu nè. Ở đâu mà xếp lộn ngay trong đây á. Ừ. Rồi mã 31. Ủa cái bộ beo nó đẹp gì đâu luôn mà tờ. Mấy chị ơi, bộ beo này mấy chị bận lên nó sang một cái dữ dằn luôn. À, chị ơi, Mimi cho địa chỉ xong rồi to, chiều nhân viên sẽ điện tư vấn size cho chị ha. Ừ. Chị Cẩm Tú có bản 40 nha chị Ngọc ơi, chị Hăng Ngọc bỏ gan đi ơi. Ô Lan Nguyễn ơi, rộng lắm. Sửa thẳng lên áo nha. Quần dài 52kg cho số thoại Trâm Anh Lê. Trâm Anh Lê, ai lấy bộ beo cho bả 31. 31. Ok, Trần Thị Trang, mã nơ phó nó còn. Nơ phó nó còn nha. Rồi ngồi nha. Cái mã 17 nè. 31 chị Quỳnh Lan, chị Lan bản cái lô này là bao vừa bao đẹp luôn nha chị Lan ơi. Bao sang luôn chị Lan ơi. Rồi, 65 tháng 7 đẹp ngồi cái mã 17. 17 nha. Đó, 17 giùm em, beo chị Lon Ngô yêu dấu nè. Trời ơi, chị Lon Ngô ơi, cái bộ nó đẹp. Đẹp xỉu tớ xỉu luôn nha bà ơi. 31 à. Nè. Cái đó, cái đó là 31 rồi có chị. Chết rồi, beo beo của chị Quỳnh Lan rồi. Beo của chị Quỳnh Lan rồi nghe chị. Chị Lon Ngô không có nghe, em sorry. Mã 21 là bộ nào ở đây? Có 21 không? Có 32 mà nè, có 20. Đâu có 21 đâu ta. Có chị. Ừ. Có cục xà bông tấm mụn lưng không hôn có chị. Có. Chị Lon Ngô chọn hết cho em đó chị. Cũng mụn lưng 20.000. Rồi mã 17 giùm em nè. Em sorry nghe chị cuộn đây, chị kia comment 31 trước rồi. 31 là bộ beo em không biết nha, em sorry chị. Rồi cái mã 17 nè. 17 em sorry chị ơi, năn nỉ đừng buồn em chị. Thông cảm em nha. Tại chị kia bắt comment mã 31 mà em không biết 31 là bộ beo thiệt. Thông cảm em nha. Ok chị giỏi thì thắm nay cục cục 20.000. Mã 3. Mã 3 là cái mã gì nữa rồi, chết em nữa rồi. Cô mã 3 là mã 3 mình... Nguyễn Dung nghe hỏi bộ vàng bóng nhi báo là cái gì nữa hả chị? 32. Rồi, ai đó comment mã 2. Mã 2 nghe 6 mua đổ lên, 65, 67 đẹp ngồi mã 2 giùm em. Quần chính tắc lụa manh gồ nghe mọi người nha. Quần chính tắc lụa manh gồ, rồi mã 2. Chị 2 một con nè. Chị Lon đừng buồn em nghe chị. Nè mấy bà beo này được không chị? Bà lấy beo này bù lên nha. Chị bà lấy beo này bù lên nha. Ai chị gọi ưu tiên chị bộ beo khói thôi nghe được không? Beo đẹp nè. Cái này là chị mụn lưng luôn nghe. Chị giỏi thì thấm nha. Này chị mụn lưng luôn. Chị mụn lưng luôn chị. Ừ. Chị Lon Lon Ngô ơi, em lấy chị bộ beo này nghe. Rồi mã 7 giùm em nè. Mã 2 chị giỏi thì thấm nè. Ừ bà thấm bất ơi bà thấm bất điện kiếm được bộ màu vàng cho bằng được thôi. Rồi 6 mua đổ lên, 65, 67 đẹp người nè. Ok, cảm ơn chị Lon Ngô. Trời ơi chị đừng dặn em. Ờ ơi, bà dặn em rồi bỏ với ai. Ừ. Ok, tôi bộ quê vàng đó cho giỏi thắm coi lại coi. Dạ không bấm video cho anh ta. Có ai? Mimi. Mimi tôi bấm gọi mà. Còn hết đâu, mới có 2 điều. Mã 2 hết rồi chị ơi. Đâu rồi, đưa cái mẫu mã ra cho thắm coi cái nữa ra con. Đúng rồi, tôi đọc đổ thì thấm nghe. Em đọc đổ thì thấm nè, đây nè, thấm đổ ơi. Đây là cân be cái vàng mà thêm mà vàng con bò nó bà ơi, bạn sang cực kỳ. Rồi 6 mua đổ lên, 65, 67 đẹp mọi người. Mã 7 giùm em nè. Chưa mà hai. Đó, mã 7 giùm em, ok lên liền. Mã 7 nha, em hỏi em hết rồi chị Quách Hoàng ơi, chị Ruột ơi. Cái xe đại Phan để coi coi bung ra hết chưa ta. Rồi 6 mua đổ lên nè. 65, 67 đẹp ngồi nghe, chứ mã 65 giùm em. Rồi mà gò mã 65. Bữa tôi còn bộ đen, trời ơi, tao dồn lại một đơn cho ngoại kìa. Tính bữa nay cho ngoại vô mở hàng mà ngoại đi đâu không biết nữa. Hello chị Mai Nguyễn nè, mấy giờ em gặp nè. Rồi cái mã 65. 65, 67 đẹp ngồi nghe, mã 65. Bộ này đẹp mới ghê nè mấy chị. Bộ này mấy bà mặn một cái tôi mới sang qua, sang lợi, sang tới, sang lui, sang tới chiều nha. Ừ. Ôi ôi, bộ này còn đẹp nữa nè. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe cái mã 4. Đó, bệnh hả? 65 chị Quỳnh Lan giấu nè. Có thun cô tông không? Có nghe chị lại ơi. Thun cô tông cô gì cũng có hết trơn. Rồi lấy comment mã 4 giùm em nè. Mã 4. Dạ kẹo giảm cân 165.000. Em mới về được thùng bự chà bá bự. Mừng quá mọi người nghe, hai cái này em về mừng quá. Về được mỗi cái có một thùng mọi người nghe, mấy sao không mấy chị nghe, hàng Tết á. Lấy hàng mà giành giật tưởng tượng nghiên cớp mà tánh em thật sự mọi người nghe không muốn giành giật. Ừ. Rồi trên mấy chị chia sao chia ừ, miễn em có một thùng bán cũng được đi. Mã 4 chị Quách Hoàng nè. Ok, Quách Hoàng có mã 4 nè. Rồi, em lên cây xây chung cho chị kia đó nha mấy chị nha. Nghe hả? Ừ.
Rồi mấy chị ơi, 60 đổi lại mấy chị bằng đẹp nha. Cái mã 69 nè. Mã 69 nha. Mã 60 mã 65 em hết nha. Mã 4 không biết còn, mày có là mã 4 thì ghi mã 4 một con đi. Rồi mã 69 mọi người. Ai lấy mà. Mã 4 của chị Quách Quèn rồi. Rồi 60 lại vừa ngay cho mã 69 giùm em. Mã 69 mọi người ơi. Rồi 65 67 đẹp ngồi ngay cho mã đen nè. 60 đổ lên 65 67 là vừa mấy chị em mã đen giùm em. Cho nào lấy đen giúp đen mọi người, đen là xe lại nè. Đen xe lại mọi người nghe 115.000 của Minh Gồ. Nhận hàng mới chịu được kiểm tra hàng. Mã 69 thì chị Bích Ngọc mã 69 nè. Đi mã 4 giùm. Đen xe lại mọi người, đen xe lại. Màu xanh có cỡ hay em hay không? Còn bò không để em kiếm. Mã 4 55kg nha. Mã 4 55kg hả? Khoan, 55kg thì sao nhỏ này chạy đây. Mã 4, khoan, để em lấy cái số điện thoại của chị đi. Ok, chị Mimi với hưởng căng dồn đơn, mấy chị ngậm đi. Không mệt mỏi mọi người nghe, không ảnh hưởng gì sức khỏe chứ. Mấy chị yên tâm, này là có kiểm nghiệm đó chị nè. Có gì đóng mọc đàng hoàng luôn mấy chị gái nha. Ngày mình đang có 1 cục. 1 ngày ngậm 1 cục, 3 ngày mình giảm ít nhất là 2-3kg nè chị gái nha. Lính em nó ngậm mà nó ốm mà em giật mình luôn mọi người nha. Tại vì nó nói em mới biết, nó nói em giảm được 2 cái lô mà mất 3 thùng. Đen là chị Linh Nguyễn đen nè. Rồi chị yêu là 55kg nè. Tiết Văn Hồ Thị nè yêu, em yêu ơi. 50-60kg bằng đẹp nè em ơi. Rồi cái mã 1. 50-60kg bằng đẹp mã 1 nha em mọi người nghe, 115.000 mã số 1. Chị yêu lấy 1 của anh 1 nha. 50-60kg bằng đẹp mã 1. Chị 1 nha em mẹ. Chị 1 giùm em mẹ. Chị Quỳnh Lan ơi, cái lụa Mango là chị bận á, thật sự chị nghe. Nó vừa sang vừa mát nha chị gái nghe. Mà chị bận lên ha, nó khỏe dữ lắm luôn. Thật sự. Rồi, xay chung mọi người nha. 50-60kg bằng đẹp mã 74. 74 giùm em mọi người nha, lụa Mango cao cấp đẹp mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha chị Lan như dấu ơi. Rồi lấy mình mã 74. Đó, ai nhận về là em thật sự chị nghe bán hôm nay ai nhận về cũng quay lại mua 3 4 bộ hết trơn. Cái mã 74. Rồi 50-60kg bằng đẹp người nghe chứ mã 30. Cái lụa là giống y chang lụa bạn hồi sáng mà chụp hình qua đó nghe Hân Ngọc ơi, lụm. Rồi. À lấy mình mã 30 giùm em nè. 50-60kg bằng đẹp mã 30 mọi người nghe. 30 giùm em. Ok, Nguyễn Công Tú bịch kẹo. À 10 tuổi ngậm kẹo đó được không? Dạ không. 74 cho chị Dung Dương quần u mì dài 65kg em hết. Đừng hầm là được, cầu ô chị Lan ơi. Em nói chị cho bạn lên cái chị ghiền. Trời ơi mấy chị nghe cái bi nó khói đẹp không. 50-60kg bằng đẹp cho em ha. Rồi cái mã 6. Mã 1 cho chị Nhiên Trần. Rồi lấy 6 chút 6 giùm em. 6 mọi người nha. Mã 1 cho chị Bình Lê. Chị Bình Lê có mã 1. 74. 74 là bộ nào thôi thôi. 74 có phải không? 74 chị Đặng Lệ, chị Đặng Lệ cho số điện thoại cầm số. Rồi, ok nè. 30 bi chị Dung Dương. À, cái gì em? Mã 4. Mã 4 là mấy gì vậy? Mã 74. Mã 30, 30 còn không ạ? 30. 30 cho chị Bình Lê. Mã 6. 6 hết 6. Kẹo đó mổ ngậm được không? Mổ gì chị? Dạ. Mỗi vậy chị. Ừ. Rồi 50 60kg bằng đẹp mọi người nha. Chế mã 27. Mã 27 bi chị Thư Dương, chị Phương Dương có bi rồi. Rồi lấy 27 mọi người nha mấy chị, mã số 7 giùm em nè. Mã 7. Đẹp quá trời luôn. Rồi mọi người nghe mấy chị. Đó, đẹp chứ bộ này lửng nha. Rồi 60 lại vừa em nè, chế mã 29. Mã 6 còn không? Dầu gọi chị gà chị Phúc Thiên, bao nhiêu bộ 115.000. Quần sọc nam nhiêu 70.000. Mã 6 mình còn không? Mã 6 hết rồi. Tội chồng em mấy chị nghe, ông gọi nha. Bình thường ông thủ thủ tội em gớm muốn chết luôn. Em nói anh ơi anh làm gì thấy ghê quá. Ừ. Mã 7 đâu có 7 đâu, này là cái này gì nè. Gì là mã mấy à, mã 27. Em còn 27 nè. Gọi một hai lần hết trơn mọi người nghe, 115.000 chai. Chị ba mày nó nóng nóng có bàn có bôi cái tép tép đó cái đi cầm xá không có cái nó cho thuốc bao nhiêu rồi 60 là giờ mã 24 mã 7 màu đỏ là cái gì thi thẻ
74 màu đỏ chứ không phải 37. 74 hả? Ta đọc 74 thì bà nội bấm nêu đi. 74 chị Đặng Lợi. 27 chị Phương Dương. Coi bông vàng nhí không mà này bác lấy bông vàng nhí ok. Rồi mã 24 chị Khơ Phạm. 24 là quần lửng nha chị Khơ Phạm nha. 24 là phải là quần lửng nè. Rồi mã 6. 50-60 cái bằng đẹp người nghe mã 6 dùm em. 115.000 cho Đặng Lợi ơi. Lụa manh gồ cao cấp nhận hàng được kiểm tra hàng nghe chị ơi. Nhận hàng được kiểm tra hàng dùm em. Rồi lấy cho mình mã 6 người nghe 6 dùm em. Mã số 6. 74 chị kia comment trước rồi chị ruột ơi. Chị kia comment trước nè chị ruột. Chị ruột không vô của em nè. Chị kia mới comment trước chị ruột ơi. 6 chị Hăng Ngọc. Xanh mổ bao lâu rồi chị ơi, xanh mổ bao lâu. Rồi 50-60 cái bằng đẹp nè. Chết mã 3. Đó, có cho con bú con bọng gì không? Ủa mấy chị nghe bọn này bạn nhìn sang nè. Mã số 3 dùm em. Mã 3 dùm em nha. Đó chị có 35 không chị? 35 là cái gì ta? 35 là quýnh số hay sao ta? 50 có một cái bằng nè mọi người nghe mã 3. 3 chị Cơ Phạm. Em tao quýnh thì chết giờ xâm mất tù. 3 đây, 3 còn cái gì? Ôi, sát rồi. Để coi coi số còn không đây. Nghe hả? Ừ, vậy là 3 cái chùm. Kẹo dưới 165.000 bịch. Ờ, có bò lút không? Bò lút là gì ta? Chị, bò lút là gì chị gục? Rồi 50-60 cái bằng đẹp mượn nha. Cũng như là mày nói cái mã 85 đó, màu đen dài hay sao? Chị không có, làm sao chị gục? Ừ, rồi đợi xíu là chị nhá vô cưng vô. Rồi em hết mã 3 người nghe, lấy comment mã 85. 85 mọi người nghe, mở ba có trùng không á? Ờ không có khoan ra. Áo à. Cái này nó chạy cái này. Hả? Cái này ý chang luôn nè bà cố ơi. Cái mã 3 cho chị gì nè, Hăng Ngọc. Có luôn hả? Rồi mã 3 còn người nữa, mã 3 chị Phương Nguyên. 115.000. Đây là ngoại. Đây mã 3 nè. Ơi, chị ơi cái mã không quan trọng này mà kiểu. Ở dưới phận bộ. Ở dưới phận bộ kìa. Không phải cá rồi nha. Cá. 9 tháng có cho con bú không? Có cho con bú không? Không khác rồi đi ơi. Ờ. Mã 24 còn không? Áo phát xanh là 125.000. Lên 65 cái đợi em xíu nè, mã 85 mấy chị ơi. 50 60 cái bằng đẹp mã 85. Không có cái gì, không có 35. Ồ bộ vàng đẹp thế ghê đó chị ơi coi nè. Ồ mấy chị nghe siêu đẹp luôn. 50-60 cái bằng nè mọi người nghe chứ mã 1 có nha. Chứ Khơ Phạm có, chị kia không có. Chị Hăng Ngọc có mã 3 nha. Mã 85 là chị Thanh Bình. Rồi lụa manh gồ quần dính mắt. Lụa manh gồ cao cấp mọi người nghe chứ mã 1 nè mấy chị. Mẹ ghi mã 1 con mấy chị nè. Rồi lấy 1 mình 1 ngồi nghe 115.000 bộ à. Rồi mấy chị ơi mã 2 nè. Ủa bộ này là gì ta? Sẽ đại rồi. Bộ này 65-67 là mấy chị nghe 65-67 là vừa nè. Cái mã 2 sẽ đại nha. Mã 2 là sẽ đại dùm em. Mã 3 tiếp dân hồ thị không có em ơi. 85 là quần ống nhỏ nè chị ơi. Ống mà dạng như vậy nè, đem đỡ quần này chị coi. À giống bự vàng ha, rồi đem kiếm coi có không. Nè chị quần nó gì nè. Quần nó gì nè chị nghe, chất lụa manh gồ nghe. Quần nó may rất là vừa bạn luôn nghe chị gục ơi. Dầu gọi nắm da đầu bao nhiêu? 115.000. 115.000 mấy chị gọi từ 2 đến 3 lần. Nếu mấy chị không hết em Hương trả tiền mà cho mấy chị nha. Mà mấy chị gọi nha là nó phải sẽ có công dụng lần đầu tiên rồi. Lần đầu tiên mấy chị gọi là nó cảm thấy hiệu quả rồi nghe. Không cần tới lần thứ 2, thứ 3 nữa. Em Hương gọi mọi người nghe bây giờ đầu em này mấy chị nghe nè. Mọi người kiếm không có một miếng gạo luôn mấy chị nghe. Không có một miếng gạo luôn nè. Thật sự luôn, có hỏng thật sự mọi người nghe. Đôi khi em không có dám tự tin lại cái đưa cái đầu cho mấy chị coi đâu. Tại vì gạo nhiều lắm. Em gọi mấy chị biết sao không? Tại vì á cũng như mình không có thời gian gọi 2-3 ngày em gọi đầu là người nghe nó sẽ hình thành gào rất là nhiều. Vậy đó mấy chị. Ừ. Rồi bộ này đẹp thấy ghê nè chị Thanh Bình. 60 là vừa mấy chị ơi, mã 4. Mã 4 giùm em. Vô gì? 50-60 cái bằng nèm người nghe mã 5 giùm em. Mã 5, Hăng Ngọc lụm gì ạ? Lụm bộ vàng á vậy. Mã 4 thì chị Hăng Ngọc. Đẹp quá. Quần kính tắt đúng rồi chị. Quần kính tắt nha. Lụm manh gồ quần rất đẹp lắm. Rồi mã 5 nè. 5 mọi người nghe. Lấy 5 chút 5 em. Mã số 5.
đẹp lắm á chị ơi. Nụ mango này em bao mọi người nghe mã 6 nè. Ồ, đẹp lắm luôn. 6 ok, lên hết cái này em lên áo liền. Mọi người nghe lên áo liền. Rồi cho lấy 6 chú 6 mọi người nghe lụa mango 50-60 cái bằng này mã 6 mà chị nhớ mấy chị nghe trăm mấy người đó, nhớ bấm thích trang giùm em mọi người nghe lần trai 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 em nổi lên. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Rồi bộ này xe đại nè, bộ này đại nha, 65-67 đẹp mọi người nghe. Ủa mấy chị cho mấy nhí đại giùm em, nó cắt nước mất tiểu mạc ngồi nghe nhí đại 65-67 đẹp mọi người nghe nhí đại giùm em. 115.000 bộ nghe mấy chị nghe, lụa mango cao cấp đẹp cực kỳ này, nhí đại đó thì cái đó gọi là đại giùm em. Rồi ôi mấy chị ơi, 50-60 cái bằng nệm người nghe, chứ mã xanh lá nữa chị nghe, xanh lá đẹp quá luôn nè. Ở Tiết Văn Hồ lấy cái này nè em. Rồi comment mã xanh lá giùm em, xanh lá nè chị ơi. Đó, 50-60 cái bằng nệm xanh lá. Thôi ông ở nhà đi, đừng có đi nữa. Cái gì? Đi đâu? Thôi xanh lá chị Hân Ngọc, mã 6 còn không đây? Mã 6 cho chị Mai Nguyễn nè. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mã 7 mọi người nha. 7 giùm em, 115.000. Cho chị 2 bộ 67 ký xương Nguyễn Thị cho em, địa chỉ số điện thoại lên chị gục. 2 bộ 67 cho địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Rồi lấy 7 comment 7 giùm em. Nhí đại chị Thanh Bình. Còn nhí đại ngay chỗ giò nè. Ờ nhí đại chị Thanh Bình. Bò sữa ha Phan, để đợi xíu nghe để kiếm. Nhí đại bên kia còn không? Đây nè. Con nói với đại hết rồi chị ruột ơi. Với đại còn hai bọn. Xanh lá. Xanh lá, xanh lá hết rồi. Rồi, coi giùm được mấy bộ rồi, coi chị Hân Ngọc mấy bộ. 50 60 cái bằng đẹp người nha, quần chính tắc không à. Quần chính tắc không à chị ơi, lụa mango cao cấp giùm em nè. Rồi cái mã 8. Mã 8 mọi người nghe, lấy 8 lên 8 nha em. Nghe mã 8 chị. Đây coi bao vàng nữa không? Dạ nắm da đầu 115.000. Em bảo đảm với chị hàng đúng chuẩn nha, xài bao im. Được 4 bộ á chị ruột ơi. 50-60 cái bằng đẹp nghe, cái mã 12. Lụa mango này là hàng siêu chuẩn luôn nghe chị Nguyễn Minh yêu dấu của em ơi, 115.000. Ờ chị Đức Tiến nãy giờ chưa có được bộ nào. Rồi. Qua có một bộ. Ừ, nãy giờ thôi. Còn nhí gì? Chị mua đại gì chị ruột? Chị gì nè, lấy 2 bộ xe đại lớn 67 kg không cho số gọi lên ba. Ừ. Rồi cái mã 12. 50-60 cái bằng đẹp 12 giùm em, lấy 12 chiếc 12. Rồi 50-60 cái bằng đẹp này mã 9. Mã 9 mọi người nha. 12 chị Hân Ngọc không, nãy giờ không có gì trùng với nào hết trơn nghe chị, bà mua 10 bộ cũng không có trùng, ít trùng lắm. Rồi 50-60 cái bằng đẹp nè. Chứ mã 9. Mã 9 này lấy 9 giúp 9 giùm em. Chị Du ơi, bà muốn mua đại hay lấy đại vậy chị? Không, 68 cái không vừa. Ờ, ê cái nhí đại nè, nhí đại nè, giống như trang của bộ nãy chị Nguyễn Minh comment nè. Nhí đại nè cho chị Nguyễn Minh, nhí đại nè, giống như xì đúng không đây? Ừ. Mã 9 thì chị Như Ý nè. Ồ ồ rồi đẹp lắm nè mấy chị. 50-60 cái bằng đẹp. Comment 13. 50-60 cái bằng đẹp 13 mọi người nha, 13. 13 giùm em. Đó, cảm ơn chị Huệ Ngô nha. Rồi lấy 13 chút 13 mọi người nha. Mã 12 cho chị Tuyết Văn Hồ. Chị Tuyết Văn Hồ. Ủa vậy hả? Trời ơi sao tôi bị ngáo vậy trời. Vừa nghe 60 cái gần giữa chơi 12 hết nha. Rồi ok nè. À, chị Sương Nguyễn Thị lấy 2 bộ xe đẩy đi. Nào. Rồi 13 ok, 13 cho chị Nguyễn Trà, 13 nè. 13 em hết mọi người nghe, 14 đẹp quá mọi người nghe. 50-60 cái bằng đẹp 14 giùm em nè. 14 quá đẹp luôn mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. Có 115.000 lỗ manh gò cao cấp đẹp ha. 14 ghi 4 con ok đất tiếng. Rồi 17 mấy chị, 50-60 cái bằng đẹp 17. Rồi chị Hân Ngọc hết rồi, chết bà giờ này, chết chết em luôn các bà ơi, nãy em bán không đủ rồi đấy, chiều em tính sao nha. 14 thì chị Phương Dương.
Rồi 17 mà chị ơi, lấy 17 chứ 17 chị Phương Dương mặn size này là chuẩn luôn rồi đó. 17. 12 hết rồi chị cuộc ơi, 12 hết rồi. Rồi mã 59. 17 chị Hiển Trà. Rồi lấy 59 thì mình 59 giùm em. 115.000 rồi nha. Mã 59. Rồi không sao đâu chị, để mình bán lại có sao đâu. Nãy comment bán không đủ luôn. Đó, comment bán không đủ luôn mà ơi cậy đi, nó gì mà em tính sao. Ừ. Rồi lấy comment mã 20 nè. 50 60 cái bằng đẹp mã 20, cái bộ này mọi người nghe có hoa này bằng lên sang cực kỳ luôn. Rồi cái mã 20. Ghi mã 20 con. 59 cho chị Nguyễn Trà. 20 cho chị Bích Loan Võ 20. 20. Em hết 20 mọi người nha. Mã 9 mình có không? Chị Huệ Ngô. Có đọc tên không chị? Có đọc tên là có nha. Rồi 50 60 cái bằng đẹp mã 38 đó chị nha. 38. Chị Phương Dương mua ngay cái lô này là trúng luôn rồi chị Phương Dương ơi. Rồi cái này nó giống mã 20 nhưng mà bông nó khác mọi người. Cái lộn kiểu cổ nó khác mọi người nha đây. 50 60 cái bằng đẹp mã 34. Cái kia cổ tròn. Ờ, cái kia cổ tròn này cổ vuông mọi người comment đúng mã giùm em để không bị sai đồ mọi người nha. Cái mã 34. 115.000 mã 34. Dạ 62 cái mình bạn xay qua xe đại giùm em đi chị cuộc ơi. Đó, qua xe đại giùm em 38 chị Bình Lê, 34 chị Nguyễn Minh. Rồi anh lấy chế mã 1 mọi người nha. Mã 1 giùm em. 38 34 hết rồi. Rồi anh lấy comment mã 1. Hết trơn nha chị Chính Thu ơi. 38 hết luôn mọi người nha. Rồi 50 60 cái bằng đẹp mọi người nha, mã số 1 giùm em. Mã 1. Mã 1 nè. Này giống này phải không nè? 1. Rồi giờ lấy 1 cho mình 1 giùm em mã số 1. 34 em hết mọi người ơi. Thấy không ơi? Ừ. 1 chị Hạnh Nam, 1 chị Nguyễn Trà. 34 em hết rồi. À. Còn hả? Ừ. Dạ ok, 34 chị Hăng Ngọc. Rồi, ai lấy mình mã 32 với chị ơi, 32 giùm em nè. 50 60 cái bằng đẹp 32. Ồ mấy chị ơi đẹp quá nè. 32 mấy chị gái ơi. Xuất sắc mùi 32. 32 giùm em. Ai lấy 32 chứ 32. 32 mấy chị ơi. Đây là giống 32. Phải không mẹ? Giống màu trắng à. Ừ. Hả? Phải không mẹ? Phải mẹ ơi, con dọn cái màu khác rồi mẹ ơi. Màu khác rồi. Cái màu đó màu xanh rồi. 34 hết rồi. Mẹ đưa cái màu này cho con mẹ. Màu này khác nè. Ờ cái này với này giống nè. Ờ cái này với này giống nè. Rồi 32 mọi người nghe. Mã 1 hết mã 1 rồi. Mã 1 còn nè. Mã 1 còn hết mẹ. Mã 1 cho chị Lân Nguyễn mã 1. Mã 1 còn. Đâu có 33 đâu chị, đâu có 33. Mã 1 còn nữa nè. Đâu có 33 đâu, chị Xuyến Thu comment nhanh lên chị ruột. Ừ. Rồi đó comment 32 mọi người nha. Mã 1 còn. 32 giùm em. Hello chị Phương Lê. Mã 32 nè, mẹ đưa cái bộ xanh đen này cho con. Rồi chị giảm cân dứa phải không? Mình ngậm á, sau bữa ăn sáng 20 phút hoặc là sau bữa ăn cơm trưa 20 phút thì chị gái nghe ngậm một ngày một viên thôi nghe. Ví dụ như sáng mình ăn sáng rồi á, mình nhớ mình ngậm rồi thì thôi. Còn nếu mình lỡ quên thì qua tới bữa trưa. Còn bữa trưa mình quên thôi thì ngày hôm sau mình ngậm, mọi người nghe đừng ngậm buổi chiều nha. Đừng ngậm buổi chiều. Đúng rồi. Mã 156 cái bạn vừa nè chị Lan Nguyễn ơi. Hello chị Phương Lê. 32 chị Mai Nguyễn nè. À, áo thể thao mấy mẫu dễ thương, áo khoác hay là gì chị cuộc. Rồi mấy chị ơi 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, cho em mã này là mã 5 nè. Mã số 5 mọi người nghe, lấy 5 rồi mình 5 giùm em. Mã 5. À, mã 5 mấy chị ơi, lụa mango. Mã 5 giùm em. Rồi cho em lấy 5 rồi mình 5 mọi người nghe 5. Rồi 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, cho mã 74 mấy chị coi là người mẫu nè. Bạn dễ thương ha. Lọn 71 rồi. Mã 71. Rồi chị Quỳnh Hài thuê bao nhớ là điện nghe nha. 32 cho chị Quỳnh Hài nè. Áo khoác đó chị em còn 3-4 mẫu. Em còn 3-4 mẫu nghe, chị lấy đủ size không? Đẹp lắm. Rồi cho mã 71 chị em nè. 80 đẹp 71. Mã 5 chị Nguyễn Trà mã 5. Ngắm buổi chiều Kigu được hay sao em? Đã gì chị Quỳnh?
50-60 cái bằng đẹp mã 66 mọi người nha. Mã 66 giùm em. Ai lấy 66 là bên 66. Quần kaki nam em còn quần đó không mà nha. Rồi 66 mọi người nghe, 115.000 của bên còn mã 66. Ủa bộ này đẹp nè. Rồi ai lấy bên mã 61 giùm em nè. 50-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, mã 61 115.000. Mã 61 mọi người nghe. Đó mấy chị chia sẻ lại chi một em mọi người một cái thôi mấy chị nghe. Đó. Bấm thích trang giùm em mọi người nghe. Tụi bữa nay lượt thích cao quá giờ, vui quá vậy. Rồi ai lấy bộ này chắc em mã 61 rồi chị ơi. Đó chưa lên cô tông, nó sẵn em lên. À đúng rồi chị. Đúng rồi, ngậm buổi chiều là em sợ nhầm chị không quen á là mất ngủ. Đủ size luôn, ok, lấy đủ kiểu đủ size chị ha. Đẹp lắm. Mã 61 chị Nguyễn Trà. Ok, chị Quý Phạm. Có đùi không? Có nghe. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã 77 màu đẹp quá. 77 giùm em. Ok, 66 chị Tiếp Quỳnh. Mọi mẹ xếp 66 không? 66 chị Tiếp Quỳnh. Một bịch có 7 cục. Chị Su Su Lê bịch có 7 cục nghe, mấy chị ngậm là không ảnh hưởng gì hết trơn. Em sẽ sẵn lên cô tâm bệnh nghe, đợi em xíu chị ngồi coi. Không ảnh hưởng sức khỏe gì hết trơn mọi người nghe. Và đặc biệt một điều là mấy chị giảm cân không mệt không mỏi mọi người nghe. Nó chỉ đổ mồ hôi và mấy chị uống nước như em nè. Uống nước lọc nè, để cho nó đào thải mỡ tiếp mọi người nghe. Mấy chị, em thì không dám ngậm nữa biết sao không? Em có dạ, 66 vận bộ mọi người nghe. 77 Tiết Giang Hồ Thị nè. À, lộn Tiết Giang Hồ. Em bị nào? Là mùa biết sao, em có 52kg à. Mà cơ địa em là cái người dễ giảm cân. Em ngậm một cái nó tụt 7kg là em ốm nhách, chồng em không chịu thiệt. Chứ không thôi là em ngậm cho chị coi thử. Chứ là sao là thật chắc mấy chị nghe, em là cũng thái ốm lắm mà chồng em không chịu. Ông nói ốm có nhìn thấy ghê. Ok, vậy Thả Thắng Hồng Hồng. Tiết Giang Hồ không có thông thoại. Tiết Giang Hồ nãy giờ có chưa có đơn, nói chung đơn với chị Nguyễn Dung Thâm 44. Rồi mọi người nghe, ủa bộ này đẹp mấy chị. 50-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã biển mấy chị ơi, xanh biển giùm em nè. Lên quần kim chua chua luôn, cục vàng ơi. 50-60 cái bằng đẹp xanh biển nha. Tiết Văn Hồ như nãy giờ em được bộ hay bộ với em ơi. Rồi cái mã xanh biển mọi người nghe, đẹp quá, xanh biển giùm em. Như Hương vậy là vừa rồi, đúng rồi chị. Mấy chị dọn trong màn hình em dĩ nghe. Ở ngoài em nhỏ xíu à. Trong màn hình điện thoại nó bự, mấy chị nghe đỡ gần rồi. Thấy em bự bành kia chứ nghe, chứ ở ngoài em nhỏ xíu à. Không có bự gì trong màn hình đâu. Ốm nhách à. Ừ. Bọc có 7 viên. Một bịch có 7 viên à. Biển chị Nguyễn Trà, bịch có 7 viên nha mấy chị nghe. Ừ. Chờ nãy giờ luôn hả? Ừ, đợi xíu đi, chứ bán rẻ cho bà mua. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mọi người nha. Cái em mã 91. 91 mọi người nghe, cái cổ đẹp lắm. Ở ngoài cái cổ 91 đẹp lắm nè. Một bịch 165.000 nha chị Xu Xu Lê ơi. Rồi ở lấy bộ này cho em mã 91 giùm em nè. 50-60 cái bằng đẹp mã 91. Ở ngoài tướng mignon. Ốm nhất là bây giờ chồng em không cho ngậm giấm căng mấy chị nghe. Tại vì cơ địa em dễ giảm lắm, em mà ngậm một cái là không chừng một viên em giảm 2kg nữa. Rồi nó ốm nhất nữa là nó xấu lắm. Rồi 50-60 cái bằng giường rồi nghe, cho mã 84. 84 giùm em nghe, chị này nó 84. Ồ cái bộ hồng đẹp quá. 50-60 cái bằng đẹp người nghe, mã 84 giùm em. 84. 115.000 bộ mấy chị ha. Ồ ồ xanh động này đẹp ghê mọi chị. 50-60 cái bằng đẹp người nghe. Đó, 91 chị Mai Nguyễn nè. Rồi cục vàng rồi, lấy bộ này chốt đèn em mọi người nghe, 01. 50-60 cái bằng đẹp 01. Ngậm một ngày một viên, mấy ngày mình ngại ngậm tiếp nữa, ngày nào cũng ngậm hết trơn chị nghe. Cứ việc ngày ngậm viên ngậm viên. Ok chị Nguyễn Hoa 84. Chiều nay có lên thông tin lên tiết lên thế kế không chị Hương? Không rồi, không rồi, biết bây giờ không. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mã 37 mọi người nghe, bên hông nó có cái nơ đó mấy chị cuộc kìm em á. Đó ok, trong một cái chị Hân Ngọc 01 nè. Hương nhìn ngoài chắc cũng như thì thu. Đúng rồi chị, em chắc cũng đổi gì thì thu vậy đó. Rồi mấy chị cái này dễ thương nè, cái mã 37. 37 giùm em. Cái này mà 84 người ta lấy nè. Rồi, bịch tắm trắng đi tắm ủ lại không chị? Tại cái trắng chung hết. Đúng rồi, ủ lại cưng. À, mình vô nhà tắm không? Mình tha phải không? Cái mình coi bắt mình nhớ đem theo điện thoại nha, cái mình coi hát nhạc tưng này kia ha. Cái 20 phút sau mình đã tắm nghe cưng. Ừ. À, 37 chị Nguyễn Trà 37 nè. À, chị Nguyễn Cẩm Tú ơi. Nếu chị nào mình đã bỏ công mình uống giảm cân
mình đã bỏ công kích công ra đó, mình ngậm kẹo giảm cân, mọi người á muốn không mình lên cân lại, mấy chị uống cái hộp này cho em 155 ngàn, mấy chị uống có 2 tháng mấy nghe mấy chị nè. Thứ nhất cái gì, trời ơi ngoại ơi biết sao mà đưa coi, chị không biết đường coi đâu, chị ruột ơi bà coi đi, cái nào ấy thì em bỏ ra cho. Ok chị Quỳnh Hài nè, rồi mấy chị gái nha, đó đây 155 ngàn mấy chị uống nè. Thứ nhất là nó điều hòa kinh nguyệt nè, thứ hai là mấy chị nghe nó đào thải độc tố, thứ ba là nó giảm mỡ cho mấy chị nha, nó đào thải mỡ trong cơ thể của mình ra. Thứ tư là nó giúp mấy chị là cân bằng cân nặng mà ngồi nghe, và không bị lên cân lại là cái thằng này đó. Mấy chị uống cái này nè, khi mà mấy chị muốn giảm số ký mà nó mong muốn rồi phải không, mọi người điện cho em để mà em hướng dẫn cho mấy chị là uống giảm thuốc nha, để mình cân bằng cân nặng và mình bỏ thuốc luôn nha mọi người nha. Cái này là cân bằng cân nặng rất là hay. Còn mọi người nè, mấy chị đang uống hai cái này, trời ơi 75 kg cái mình ngưng lại mọi người nghe, còn 60 kg cái mình nghỉ uống ngang mọi người nghe là không được. Mình phải uống cái này để cân bằng cân nặng rồi giùm em nha, rồi mình giảm uống tảng từ từ xong mình bỏ luôn. Ok đó, 52 kg đúng rồi, em 52 kg, em đúng 52 kg, 500 gram. Rồi mọi người nghe, 50-60 kg bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã đỏ đô giùm em nè, đỏ đô mấy chị ơi, 115 ngàn mã đỏ đô, tắm trắng một bịch 35 ngàn thôi chị ơi, tắm trắng bán cho vui, bán cho vui 35 ngàn bịch vui lắm. 52 kg là ok rồi, đúng rồi chị, chồng em có ngày nói trời ơi ok chị Nguyễn Hương học Đông Y, chị uống cân bằng cân nặng đi im lắm nè chị Hương nha, rất là tốt luôn á. Thêm cái này mọi người nghe, chị nào nè kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt không đều mọi người nghe, hay nổi mụn mặt, hay nổi mụn này kia mọi người nghe, da nám sạm này kia, mấy chị gái uống cái này nè là nó sẽ mấy chị nghe điều hòa kinh nguyệt, đào thải độc tố, giúp da mấy chị đẹp luôn đó. Cái hũ này mọi người thấy nhiều khi mấy chị nó trộn nhỏ này nói quá, mà sự thật là như vậy nghe mọi người nghe, em cam đoan mấy chị uống nha, da đẹp, kinh nguyệt đều, cơ thể mình nó sảng khoái mọi người, có nghĩa là mình khi mà kinh nguyệt có đều mọi người nghe là phụ nữ mình sẽ không có còn quạo quọ này kia đúng mọi người nghe, mấy chị nghĩ đi, phụ nữ 3-4 tháng không có kinh nghe mọi người nghe, nó sẽ tánh nó sẽ nóng lên mọi người nghe, tại vì cơ địa mình nó bị ấy rồi, mấy chị nghe nó đang thay đổi từ rồi chất tố á. Bịch tắm trắng 35 cho chị Trang Trang, có 75-74 kg không có nghe, áo kiểu lên liền, quần treo sau lưng không có 80 kg hết trơn. Tắm trắng cho chị Mai Nguyễn, người già trên 60 tuổi là cái gì chị Nguyễn Hải Hà ơi, đó người già 60 tuổi là cái gì chị, quần treo sau lưng là có 70 ngàn mà em còn size 28 với lại 30-31. Lấy thêm em một bộ gọng gọng, ok ở thị thắm lấy thêm bộ gọng gọng, bộ xe đại đi. Rồi nó chị ơi, 50-60 kg bằng đẹp chứ mã xanh đen. Ok chị Ngân Kim, 50-60 kg bằng đẹp mới chứ mã xanh đen nghe. Rồi rồi nó chị rồi xuống đi. Lên phút này á. Ủa cái này đẹp hả? Rồi, 50-60 kg bằng đẹp mọi người nghe chứ mã 15. Mã 15 giùm em mọi người nghe mấy chị. Ủa bộ đẹp quá nè. Chị Nguyễn Trà ơi, bộ đẹp quá luôn. Rồi chứ mã 15 mấy chị ơi, 15 giùm em nè. 50-60 kg bằng đẹp 15. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mã 7. Dạ cái này mình uống á, một ngày từ 2-3 viên tùy theo số ký của mình nghe chị yêu nha. Rồi em lên nấu lẻ liền, đợi em 50 giây nha, lên hết cái này lên nấu lẻ mọi người cho nó chấm cái này ha. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mã số 7 giùm em nha. Rồi ok, một kẹo dứa cho chị Bảo Nguyên, mã 15 cho chị Nguyễn Trà, đẹp lắm chị ơi. Rồi 50-60 kg bằng đẹp ngồi nghe chứ mã 02. Người già trên 60 tuổi uống được không? Không chị. Người già trên 60 tuổi đâu có cần mà giảm mỡ hay là ấy đâu chị nghe, 60 tuổi mình quan trọng sức khỏe chị ơi. Thật sự. Ok lấy màu sáng cho em rồi. 60 tuổi lúc đó là mình phải ăn uống bồi dưỡng được cho sức khỏe nghe chị nghe. Đừng uống mấy cái này, em nói thật sự nghe, cái lời chia sẻ thật sự. 60 tuổi đâu cần đẹp nó đâu chị, đúng không? Nói thật, cần sức khỏe mọi người nghe. Phụ nữ mà trên U50-60 bắt đầu lúc đó mình cần sức khỏe nhiều hơn nha mọi người nha. 02 chị Nguyễn Trà nè, còn này 02 nè. Quần chính tắc, dạ đúng rồi chị. 50-60 kg bằng đẹp mọi người nghe mã 10. Ôi ôi cái màu này đẹp quá nè. Rồi lấy 10 comment 10. 02, đây nè 02 là bộ này. Đó gì rồi, màu này nè, màu quá không. Ủa lần nãy tôi mới gặp rồi, nó đâu ta, rớt đâu rồi. Rồi bộ đang cầm cho chị bộ nào, bộ nào chị, bao nhiêu bộ? 115 ngàn. Rồi bộ này số 10 mấy chị ơi, mã 10. 02 hết rồi chị Thuyết Quỳnh ơi, lấy 10 chấm 10 em nè, mã 10.
115.000 lụa mango cái bé Bi ơi, mango. Có xe lùi không ôm thờ ô. Chị trà nói giờ chị trà không chịu vô. Lựa mango đầu lai đẹp một cái thấy ghê luôn, hương xe không còn bộ luôn. Rồi xe đại nè. 65 tháng 7 đẹp người nghe chứ mã 2. 65 tháng 7 đẹp người mã 2 em nè. 65 tháng 7 đẹp người nghe mã 2. Chị bộ đó nhỏ nghe chị Quỳnh Lan ơi. Bộ đó nhỏ chị Lan, bộ đó nhỏ. Ôi ôi, 50-60 cái bằng đẹp người nghe chứ mã hoa vàng. Dạ lụa mango cao cấp với chị Hương Lê ơi, em đang sale 115.000. Chị Sushi Lê lấy kẹo dứa cho số thoại kèm địa chỉ là giùm em ha. Rồi lấy hoa vàng của anh hoa vàng. Dạ quần sọt phía sau em còn xe 28 29 30 và 31 người nghe, giá của nó là 70.000. Rồi 50-60 cái bằng đẹp người nha. Cái mã 41 đó, mã 41 người nghe, lấy 41 con 41. Đây chị có cây đùi này nè, chút xíu em xe cho chị dễ rẻ cho chị bán đây nè. Đợi em biết nha. Mô hoặc rồi mọi người nghe. Ủa bộ đẹp này chị trà có cái hàng nút chính giữa. Mã 2, mã 2 là bộ nào hả? Hết 2 rồi nghe mấy chị ơi. Rồi 39 mã 2 cái nhỏ chị này mặc đâu có vừa chứ mã chọn cái đại 41 là chị Nguyễn Trà. Ờ mã 2 là xe nhỏ chị đại hả? Đại rồi ok rồi. Rồi ok chị Sương Nguyễn Thị bọn 41 chị Nguyễn Trà. Rồi bọn này mã 39 mọi người. Ủa đẹp quá. 50-60 cái bằng đẹp 39. Ôi ôi bộ đẹp ơi, 50-60 cái bằng đẹp 27. Dạ không có 70 kg, không có 74 kg nè chị Ngọc ơi. 74 kg mình có thể nào mà mình dùng giảm cân được không chị nha? Một kẹo dưới chị Bảo Nguyên, Bảo Nguyên khách quen đừng cho số nữa chị. Chị nào mà mới mua lần đầu tiên thì nhớ cho số kèm địa chỉ. Còn chị nào mà đã mua rồi đừng có cho em gì hết trơn nữa nha. Bò sữa không có, chị gột chị su rê lấy ra kẹo dứa 27 chị Bích Rân nhỏ. Rồi 27 mọi người nha, 27 giùm em nè. Ờ 27 nè, trời ơi. Rồi còn cây nó hết rồi lên mẫu lên khác thôi mọi người nha. Rồi 50-60 cái bằng này mọi người nghe chứ mã 55. 55 giùm em nha, đúng rồi mã 2 là 67 kg đúng rồi chị gột ơi. Bài chọn chính xác rồi nghe chị gột. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mã 55. 55 giùm em. Rồi sẵn sàng nó lẻ. 50-60 cái bằng đẹp mã 58. Ôi ôi đẹp quá. Có ngọc trai đó mọi người nghe mấy chị nè, đi hàng ngọc trai giữa ha. Rồi cái mã 58 giùm em mấy chị ruột ơi. 58. Rồi ok chị, tôi đồng mệnh đợi em xíu. Đợi em xíu nha chị ơi, 27 em hết nghe chị Đà Thị Đặng ơi. Rồi 50-60 cái bằng đẹp này chứ mã 54. 54 giùm em mọi người nha. Đó, lửng dây không, lấy chị mấy bộ lửng dây không biết còn không ta. Lửng dây mango hình như còn á chị. 58 chị Nguyễn Trà. Rồi 54 mọi người nha, lấy 54 giùm anh em tư. 58 là bộ nào? Rồi hết. 58 hết nha mọi người ơi. 58 hết. 55 chị Tuyết Quỳnh. Rồi 54 cho chị Thanh Hương Phạm. Có nghe chị. Có nghe. Rồi mấy chị chứ mã 86 nè. 50-60 cái bằng đẹp mã 86. Đó, 86 mọi người nghe. 58 là bộ nào thôi. 58 hết rồi mấy chị, 58 hết rồi. Rồi lấy bộ này 86 mọi người nghe, 86 giùm em. Áo khoác thể thao có nghe, chị lấy xe máy chị. Rồi, ồ bộ này đi xe đẩy người ta bự. Bự không. 50-60 cái bạn nè mọi người nghe chứ mã 50 nè. 50 mấy chị nghe đẹp quá. Tất cả này mấy chị bạn lên dễ thương lắm nè, cực kỳ dễ thương luôn, lụa mango bộ này 150 cho mấy đẹp lắm. Ok, 86 chị Trà. Rồi lấy bộ này chốt liền em nè. Mã 50 mọi người nghe, 50 giùm em. Lấy 50 chút 50. Trời ơi mã này đẹp cực kỳ. 50-60 cái bằng đẹp người nghe chứ mã 88 giùm em. Lộ manh gồ này đẹp dữ lắm chị ơi. Hồi sáng chị kêu bạn mua đồ này chụp qua cho em. Thời ơi bà con này không. Quá đẹp. Bà coi còn vải trang vậy nghe mà kiểu khác cũng được vậy đó. Rồi lấy chốt mọi người nghe. Mã 88 giùm em. 86 em hết nha.
đây. Ok chị Mai Nguyễn. 88 chị Trang Trang. Dạ xin hôn chứ mấy anh Trang. Dạ. Rồi 50 60 kg bằng đẹp mã 73. Dạ. 73 nha. Đó, còn nghe chị Kim Huận ơi, 95 kg là bằng 4 XL đó chị. Chị mua trơn hay là gì? Rồi mã 73. 50 60 kg bằng đẹp mã 73. Chuẩn bị lên nấu rẻ luôn mọi người nha. Rồi 88 em hết rồi chị yêu ơi. Rồi cái mã 52. 50 60 kg bằng đẹp mã 52 giùm em. 52 mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi lấy 52 mấy 52. 73 chị Nguyễn Trà. Rồi cho nó lấy mã 52 giùm em nè. 52. 115 ngàn một bộ mọi người nha. Ồ ôi cái bông này dễ thương ghê luôn mấy chị nghe mấy cái màu nè. Mình bặn lên nó nền nã lắm mấy chị. Rồi cho mã 80. 50 60 cái bằng đẹp mã 80 giùm em. Chị yêu lấy 80 comment 80 mấy chị yêu nha. 80. Chị Trà, manh gồ lửng mà lụa manh gồ á, em còn ít mà dặn dặn dây tầng á chị bán nó được không? Em muốn sale lỗ cho chị luôn, tại vì em còn ít á, là nói chung là em muốn xả kho luôn á. Chị chịu không? Em xả cho chị. Ừ. Rồi 80 chị Thanh Hương Phạm. Rồi 50 60 cái bằng đẹp này chép mã 35. 35 giùm em, lấy 35 chứ 35. Ôi ôi màu đẹp quá. 35 mọi người nghe, lấy 35 bánh 35. Chị thì Dương Đặng ơi, thì Đặng ơi. Chị 68 kg giờ mà mua xe này không có vừa đó nha. Ôi ôi, bông này đẹp rồi thấy ơi. Rồi. Chó mã 36. 50 60 kg bằng đẹp 36. Đó trơn mà có bông nhỏ đó chị, trơn có bông nhỏ 4 XL mình còn thôi. Là cái gì? Rồi mã 36 áo nam. Áo nam mà trơn. Đỡ rồi chính ơi. Đỡ rồi chính ơi. Rồi đó bông này có 36 mọi người nghe, đẹp quá. 36 chị Hương Nguyễn ok. Rồi mấy chị ơi, 50 60 cái bằng đẹp nghe, mã 63 nha em nè. 63. Đó, đó chị có lấy rồi à em. Ừ. Rồi lấy 63 của anh 63 mọi người nghe, 63 mẫu mới đó chị. Rồi 50 60 cái bằng đẹp mã 34 mọi người nha. À lấy 34 của anh 34. 34 giùm em. Chị thì Đặng ơi, chị 68 kg này chị bằng không vừa nghe. Chị ruột yêu dấu của em nè, bạn bà chính xác là bạn Như Ký, chị nghe số ký em đọc không? 50 tới 60 kg là mình đếm lên. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Ừ. Rồi. 34 giờ chị nghe Ngô. À 34 là mình đang cầm đó bạn ơi. Ừ. Rồi. 50 60 cái bằng đẹp. Ồ cái hoa đẹp quá à, mã 76 mọi người ơi. 76 giùm em nè. 50 60 cái 76 nha. 76 mọi người. Ôi cái hoa nó đẹp nè mấy chị. 76. Dạ đúng rồi chị. Mình chọn hết trơn rồi luôn. Con em mặc hả? Ok thì Đặng giờ chị Đặng nói giờ chứ chốt thì chốt cho chị nè. Em đâu có biết đâu chị ơi. Bà nãy giờ bà không nói gì là chị được hai bộ nghe. Chị được hai bộ nha chị ruột ơi. Trời ơi nãy giờ mà không nói làm em không có dám chốt. Em thấy 68 kg đâu có dám chốt đâu chị ruột. Đó nãy giờ không dám chốt luôn á. Ừ. Được hai bộ, được hai bộ. Cái bộ cuối cùng là bỏ ra ngay trường hợp cái bia nó bỏ đi trường hợp cũng lộn. Ừ. Đó. Trời ơi nãy giờ tưởng 68 đâu có dám chốt bộ nào đâu. Thấy nó ghim 68 kg kìa. Rồi 50 60 kg bằng đẹp nè, mã 23 mọi người nghe, chuẩn bị lên áo nha. Theo giá rất hồn. Rồi 50 60 kg bằng đẹp mã 23 giùm em nè. 23. À lấy 23 chứ 23 giùm em. Chọn hết luôn chị, đưa cho cái trắng cho chị coi thi. Ồ xanh đen đẹp quá nè. 50 60 kg bằng đẹp mọi người nghe, mã 7 giùm em. Mã số 7 mấy chị ruột ơi, lấy 7 comment 7 giùm em. Đó, mã 7 mọi người nghe, giá 115.000 mã 7 nè. Ôi màu đẹp quá. Cha nó mua vào phạt lỗ manh gồ. Lỗ manh gồ nghe chị ruột ơi. Đây chị nghe cái chai cách trắng này 35.000. Rồi mình về mình mở cái hũ kem ra. Đây chị đổ vô trộn lên. Thơm quá. Giữ hở giữ cơm mình còn cái thơm đó chị nghe, mã 7 chị ngang ngô. Rồi mấy chị ơi 50 60 kg bằng đẹp nè. Rồi cái mã 1 của chị, mã 1 giùm em nha. Ồ đẹp quá. Mã 1, ai lấy 1 comment 1 giùm em, mã 1. Mã 1 mấy chị gái nha. Rồi em lên cái đùi xong em lên lẻ nè. Đây mấy chị nghe đùi theo.
này còn cây nữa thì đây. Khoan mấy chị ơi, khoan dừng lại là 2 giây. Cho em lên cây này luôn mấy chị ơi. Mã 1 chưa Nguyễn, gửi thuốc giảm cân chị chưa, sao lâu quá, chị Nguyễn Thiền em gửi rồi. Chị Nguyễn Thiền em gửi bên bưu điện. Lên cô tâm nguồn dài nè, ok. Ừ. Rồi cây này chưa lai lần nào luôn. 50 60 kg bằng nè, mã 2 giùm em nha. Chị nào lấy 2 chút 2, lỗi rồi mọi người ơi, cho em lên cây này cho hết luôn nè. 50 60 cái bằng đẹp mã 2 nha. Chị nào lấy 2 comment 2. Đẹp quá. Vậy hả? Trời ơi, đẹp quá. Ủa cây này bông đẹp quá, thôi chưa lại lần nào luôn này, chưa có mã luôn, mã 3. 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, mã số 3 em em. Có bộ nào 65 cái mã số 3 vừa hơn có chị, có xe đại. Rồi chưa lấy 3 comment 3 em em. Mã số 3. Rồi, 50 60 cái bằng đẹp mọi người nha. Mã 4. Alo. Ba chị Đầm Quỳnh. Rồi lấy 4 rồi bên 4 mọi người nghe, đẹp quá. Hoàng về cho em nha anh. 2 cho chị Nguyễn Trà. Ôi ôi mấy chị, mã 5. Rồi mã 5 mọi người nghe, lấy 5 bên 5 em. Tôi cũng điện bán được rồi. Giờ bà điện lại chị, giờ có cái chị shipper đó. Bà đâu điện lại chị đâu, có điện shipper, shipper điện bán. Ờ. Rồi lấy comment mọi người nghe, mã 5 không đây. 5. Ok chị Hương Nguyễn gửi luôn, gửi gọi nè. Gửi luôn, có gọi chắc Hương Nguyễn ăn gan quá. Đúng không chị Ngọc? Ôi dồi ôi, mấy chị nghe đẹp quá. Bình Dương. Gì hả? Rồi 50, 60 cái bằng này mã 6 chị ơi. Không không. Mã 4 chị Thị Đặng. Mã 3 có mọi người. Rồi lấy 6 rồi bên 6 chị nghe đẹp quá. Mã 3 với mã 2 thì chốt tôi thấy chưa nào. Rồi mã 6 không đây. Sao? 6, ai lấy 6 chút 6 giùm em nha. Rồi coi mà nhổ lông bả rồi, bữa nay nó phải nhổ lông không thi nhổ lông chị. Rồi mã 7 mấy chị ơi. 50 60 cái bằng đẹp mã số 7 nghe. Mấy bộ này mấy chị bạn lên sang cực kỳ luôn. Rồi chưa lấy 7 chút 7 giùm em nè. Đó chị nào mà khách quen có địa chỉ biết đồ mặn vừa mà gửi luôn, hỏi gọi để chị ơi cho nó mau. Mã 7 nè. Rồi chung mã nè. Mã 4 hai bộ. 6 chị Nguyễn Trà. Ok chị Nguyễn Trà có mã 6. Cái này mã 6 không thôi. Đó mã 7 đó. Mã 6 còn phải không? Nào nào mã 6. Cái này chưa có. Cái này mã 7 nè. Rồi cái nào mã 6 đi chưa? Này nè. Vậy là mã 6 cho chị Phương Dương mã 6 luôn, mã 6 2 bộ. Vậy thì đặng chị thì đặng em có số rồi, kèm địa chỉ lên em đi chị đặng ơi. Kèm địa chỉ giùm em đi. Rồi 50 60 cái bằng đẹp mấy chị ơi, mã 8. Mã 8 mọi người nha. Bộ vàng sau lưng phía sau bản sắc kim hương. Bộ vàng sau lưng phía sau bản sắc kim hương. Chắc cha em mời khúc nào ạ? Trời ơi. Mấy chị coi chị hôm nay mấy chị rồi coi đâu. Rồi mấy chị ơi, cái mã 8 mọi người nha. 8 giùm em nè. Bộ này giống như mã 7 phải không? Bộ đẹp quá ha. Rồi mấy chị ơi, mã 9. 50 60 cái bằng đẹp mã 9 giùm em. Rồi mọi người nghe. Đó, em qua đùa cho mấy chị. Cái lụa này mấy chị mặn một cái tao nói với bà nghe nó đẹp chứ lắm. Em biết là em like không có đèn nha. Em lại đèn nó thấy cái bộ này nó lung linh luôn mọi người nha. Rồi với em mã 8, à 9 9 9. Ừ. Rồi lên cái đùi. Đây, lên cái đùi cho bác sĩ lên lụm nè. Cái đại hả chị mua như sao nhiêu ký chị Dung? Rồi nè chị nghe đùi. Tấm dơ. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Bạn lên cân xỉu luôn mà phong không bự nha. 45 60 cái bạn đẹp. Bây giờ đùi này bán sao ta? Đùi nãy kia bán nhiêu đi? Mình đặt cho thắt giá coi. 69. Vậy hả? Rồi đùi này bán với chị 65. Mã 7 chị Danh Thả. Nhờ nghe trước mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt 65 ngàn bộ nè. Siêu xả luôn mấy chị nghe, vừa bán vừa tặng luôn. Rồi bán con này lỗ luôn nè. Rồi 65 ngàn. Màu vàng. Còn con dài. Có lộn. Mã 1 đi mấy chị em, mã 1 đi. Rồi lấy này comment mã 1 em nè. Mã số 1. Mã 1 nghe mấy chị, mã 1 65 ngàn mã 1. Nghe đứt bà. Ờ, nghe đứt em, đứt em đã nãy hả sao? Bộ vàng sau lưng tấm bản rồi. Mã 9 Long Nguyễn, số điện thoại kèm địa chỉ chị cuộc ơi. Bộ vàng nãy chị, bộ vàng 115 ngàn, 6 kéo lại đẹp. 7 có trùng không đi? Có, 27. 727 phải không? Bảy cho chị Mai Nguyễn bộ 7 luôn. Rồi chị Loan Nguyễn với mã 9 kèm số, bộ này 115 ngàn luôn. Rồi mã 1 65 ngàn cho chị Huệ 8 bộ mã 1. 65 cái mấy tháng 3 phải không, đợi em tí. Ok mã 1 chị Huệ 8. Chị Lê Thảo mã 9 gửi chung với chai dầu Vinh Son. Mã 1 chị Mai Nguyễn, ok Mai Nguyễn có mã 1. Chị Mai Nguyễn có mã 1.
Đồ vàng mã 1 chị Đức Tiến mã 1. Đồ vàng mã 1 của chị Danh Khả mã 1. Rồi, ai lấy mã 1 chứ 1 người nha. Đây mấy chị, 1 cộng 1 nha. 85 ngàn đó chị nha. Bèo vô cái bánh xèo. Quá rẻ luôn. Quá rẻ mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, chứ mã 2 giùm em nè. 85 ngàn, lượng anh gồ nữa đó. Rồi, lên lửng đi phải không? Đợi em xíu nè, xíu xèo lửng nha mấy chị, rẻ lên. Đưa ra. Chị Danh Khả, Đức Tiến, Mai Nguyễn, Huệ 8. Mai Nguyễn chưa lấy hả? Không ra. Rồi lấy mã 2 mọi người nha, mã 2 giùm em. Quá đẹp mọi người nha, mã số 2. Hai chị Nguyễn My Anh. Hai chị Nguyễn Trà. Để lên đi. Chụp hình rồi. Chụp hình rồi. Thổ body đen dọng lên chị Mai Bùi. Rồi nó chuyển tiền chưa tao không biết nữa. Rồi để đâu? Cái nãy là để đâu trên đó thôi. Vô bọc hay chị để ngoài? Vô bọc rồi. 355 ngàn thi ơi. Ủa bà anh thường có đưa tiền không? Không biết nữa, người ra hỏi bà có đưa tiền không? Tại nó Linh nó chưa chuyển tiền. Rồi lấy 2 chút 2 mọi người, ngày mã 2 giùm em. Ghi 2 chị một. Ok, mã 1 cho chị Mỹ Linh to. Một. Rồi mọi người nghe lấy comment 3 mọi người nghe mã 3 giùm em. Không còn thì ra sao là mã 3, 355 ngàn. Rồi mã 3 mấy chị yêu ơi, mã 3 giùm em nè. Đẹp lắm mọi người nghe, lụa này lụa siêu thiện luôn. Không ở đâu có giá 65 ngàn hết trơn mấy chị ruột nghe, em bao mấy chị luôn. Ừ. Dạ cái này hả chị, 45-62 đó là vừa. Ừ. Ok, 3 chị Nguyễn Trà 3. 70kg hả chị, từ từ em lên. Ừ. Mẹ ghi mã mình ơi 3 nè. 3 chị ơi, Diễm Kiều. Chị Lo Nguyễn, chị Lo Nguyễn này lấy mã 9 gì đúng không? Ừ. 3 chị Diễm Kiều, cho số hỏi đi Kiều ơi. Kiều. Đây con hỏi đi con. Nè mẹ ghi 3 lên cái mẫu 3 nè. Ok, dùng Nguyễn Kiều 3. 3 nè. 3 đi. Quần nam phía sau 90kg em hết. Trời ơi. 3 chị Hăng Ngọc 3. Cái này mình không biết cái nút không được cũng không tiện. 3 chị Huệ 8 3. 3 chị Mỹ Linh to 3. Rồi. Còn 1 bộ 3. 3 chị Hoa Nguyễn 3. Chị Hăng Ngọc 3 có chưa ta? Đưa bật cho bà hai coi. Hăng Ngọc, Huệ 8, Mỹ Linh to, Mai Nguyễn. Rồi mấy chị ơi, 4. 4 mấy chị nha, lấy 4 chút 4 giùm em nè. Hai liêu này đủ luôn đó. 65 ngàn người nha. Không lấy 4 chút 4 giùm em. Không, đây đủ hả? Mấy chị nghe đẹp quá nè. 4. Rồi chị lấy 4 chút 4 mọi người nha, 65 ngàn. Rồi 3 em hết chị ơi. Còn bỏ 3, còn bỏ 3. Đủ biêu rồi, đủ biêu mẹ. Yeah. 4 chị Nguyễn Trà 4. 4. 65 ngàn bộ thôi mọi người nha. 45 đủ lên, 62 lại mấy chị bạn bao đẹp giùm em nha. Cái tay là nó dặn như là nó hơi gì vậy ta, bạn dễ thương lắm, hồng hồng dễ thương cực kỳ mọi người nha. Em bạn lên nó chị chảy nước miếng chảy nước miếng không bộ. Em bạn lên là mọi người chảy nước miếng luôn á, mà sợ mấy bài chảy nước miếng là tốn nước miếng nữa. Ồ bữa nay lượt khách thì nhiều mà lượt chia sẻ ít ha. Rồi rồi cho lấy 4 chút 4 mọi người nghe, 4 giùm em. Đẹp quá mấy chị ơi, dầu đột quỵ 45 ngàn. À cho Lê Thảo lấy dầu đột quỵ phải không? Ok rồi, 4 mọi người ơi, 4 chị Hạnh Nam. Rồi cho nó lấy 4 chút 4 mọi người nha. Mã 4 giùm em. 85 ngàn một bộ mọi người nha. Mã 5 nè. Ồ đẹp quá, 57kg bao dừa. Coi lại mã 8 nha mẹ. Bên cái lụa chung với mẹ có còn mã số 8 còn không mẹ? Đẹp không? Đúng rồi mẹ. 57kg bao dừa luôn nha chị Út em nặng như dấu ơi. Có đưa tiền không? Không. Rồi mã 8, hai lấy 8 chút 8. Mã 5 này chị Nguyễn Trà, cái tán này là quần mango 115 ngàn mọi người nha. Em cho chị kia coi lại ngay chị một nha. Ồ má tám đẹp quá nè. Ồ đẹp quá. Ừ. Bọc rồi. À, mình coi mình nấu cái bồn á, mình pha cái bồn á mình nhảy lên đúng không? Rồi đấy chốt năm mọi người nghe, năm giùm em nè, đẹp quá, năm thân thủy đẹp quá. Mã 5 thân thủy quá trời sang mọi người nghe, mấy chị nghe lụa mango quần có túi luôn, mấy chị nghe đẹp nè. Có túi luôn. Ừ. 52kg dừa. Chồng em mua 75 ngàn. Ủa này chưa có like lần nào luôn á. Chưa có like luôn á nghe. Mã 5 Mai Nguyễn. Bạn mua 75 ngàn chỗ khác phải không? Mã 8 là 115 ngàn. Lụa quần chính đắt ngay chỗ của em nặng ơi. Rồi nè, lấy 5 chút 5 mọi người nghe. Mã 5. Mã 5
5 là chị Diễm Kỳ dùng đơn. Cái mã 8 là quần chín nách nha, chúc em nặng nha, 815.000 á. Rồi 5 chị Mỹ Linh to dùng đơn, mã 5. Ê cái mã này còn nè, mã 3. Mã 3 nãy em còn nha, mã 3 cho chị gì nè. Mã 3 cho chị Gia Hùng Phạm. Chị Gia Hùng Phạm có mã 3 nha. 5 Mỹ Linh to ok, rồi 5 mấy chị, 5 dùm em nè. Mã số 5 mấy chị ơi có 65.000. 5 chị Huệ Tiết. Vậy hả? Rồi mấy chị ơi, ai lấy giùm em mấy chị ơi, mã 6. 6 giùm em nha. Bịch tắm trắng là 35.000. Bịch tắm trắng là 35.000 mà tắm được có lần nha mấy chị gái nha. Rồi mã 6 giùm em nè. 6 mấy chị ơi, lấy 6 chút 6. Đẹp quá. 6 giùm Nguyễn Trà. Rồi ai lấy 6 chút 6 mọi người nghe, 6 giùm em nè. Dạ. 6 mọi người nghe, 65.000 bộ thôi mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Ồ đẹp quá. Mua của em hả? Vậy em bị ngáo hả? Em bị ngáo nên bán có 65.000 hả? Rồi. Rồi mã 6 mọi người nghe, lấy 6 chút 6 giùm em. Tiền xếp 25.000 đơn chị Ngọc ơi. Nhận hàng được kiểm tra hàng bà ơi. Bà mua đã đồ luôn. Rồi thôi thôi ơi. Có thể nào cho mình một bộ được không? Ồ đẹp quá nhỏ. Ồ đẹp quá, mã 6 chị Phạm Kim Thi nè. Ồ, quá sàn đó mẹ ha, cái bông này nó sàn, cái nó gơi mã 7 đó chị ơi. Mà mặc cái quần này thôi bẩn. Ôi ôi, nó dễ thương cực kỳ, mọi nghe mã 7 giùm em nè. Thường là nó lẻ đi, ok chị. Ok, ok. Đây mấy chị. Ôi ổn. Em không chịu đâu, em không chịu đâu, mã 7 nha chị Nguyễn Trà. Em không chịu đâu, quá dễ thương mà mấy chị ơi, mà lụa manh gồ mấy chị nghe, manh gồ mà đùi mà có 65.000 à, trời ơi ở đâu ra, ở đâu ra mấy cha ơi nè. 7 mấy chị ơi, lấy 7 giùm em nha. Ủa cái mã này lấy còn nè, mã mấy hả? Một mã một. Có lẽ mấy vậy, mã một còn bộ nè, nãy ai comment mã một không có nè. 65.000 mã một mọi người ơi, đẹp quá nè. Mã 7 chị Tiên trời ơi, mà cho chị chi và Mai Nguyễn. Trời ơi mua đâu 100 lần rồi cho địa chỉ nhiều ngoài. Trời ơi chết luôn. Mã 7 cho Hăng Nập, mã 7 nè. Còn không? Mã 1 cho chị Nguyễn Trà, mã 1 nè. Mã 7 chị Mai Nguyễn, mã 7 nè. Hết. Rồi ăn cho mình vào bộ đồ đó trả người ta đó. Ăn cho mình đó bà nội. Rồi con đâu mẹ? Hết. Chết à, trời ơi nó đẹp chết luôn chết rồi. Quá đẹp rồi. 7 em hết rồi chị Ruột ơi, 7 hết nha. Rồi mã 8 đi chơi, lấy 8 chứ 8 nè, em không có bộ nào luôn nè. Rồi cho lấy 8 mình 8 đi chơi, 65.000 nha mã 8. Mã 8 đi chị ơi, đẹp quá. 8 giùm em đi 8. Mã 7 hết rồi. Mã 7 hết mọi người nghe. Trời ơi cái mã 6 nó cũng đẹp giá mang luôn nè mấy chị nghe, màu đỏ nè, Tết mình bận vô mọi người nghe mấy chị. Quánh bài là ăn từ sáng tới chiều nha. Ừ vậy đi đó mà đi đánh bài không lẽ bạn quần đùi bạn quần dài đi nghe mấy bạn nha. Trời ơi cái mã 6 nè, trời ơi dễ thương không. Mã 8 chúng em đặng mã 8 nè. Rồi mấy chị ơi còn mã 6 nữa chị nghe, Tết nè bạn màu đỏ nhớ sang. Ừ mã 8 không bà nội, mã 8 là bộ đó đó, tao nói toàn mã 8 đó. Rồi mã 4 mọi người nghe mấy chị nè, đẹp không. À, cái này không phải 10 ký rồi, giờ em còn mã 6 mã 4. Chứ em nào lộn lộn nè, mã 6 mã 4 mọi người nha. 65.000. Ừ bán rất là cao nha mọi người nghe, tới 65.000 bộ nè. Mà lụa đẹp giá men luôn. 6 cho bà Mai Nguyễn 6 nè. 8 còn bộ. Rồi mấy chị ơi mã 4 nha. Mã 8 em còn bộ luôn mấy chị nghe, mã 4 cũng sang ghê luôn nè. Mã 4 còn sang mọi người nghe mấy chị, mã 4, mã 8, mã 6. Ừ. Rồi lấy chốt mọi người nghe, đẹp quá. Ok chị yêu nè. Ba bộ ba màu, ok chị Ngọc Diễm. Mọi người cho em muốn cái nước cái nghe còn lên áo lẻ. Mã 4 thì Thu Trang, mã 4 nè. Mẹ đi. Rồi em còn mã 6 với mã 4. Còn cái bộ. Em còn mã 6, mã 4 mọi người nghe mấy chị. Ờ, ế mặt luôn. Ế mặt cái mẹ luôn nè. Ừ. Rồi lên áo nè mọi người nghe, bây giờ lên áo nha. Chuẩn bị lên áo nè. Rồi một bộ beo tay lỡ nghe mấy chị nghe, 115.000 luôn, Latin cao cấp đẹp. 45 mũi lên, 6 mũi lại vừa nè. Rồi lấy bộ beo này chốt liền giùm em. Mã 25. 40 đổ lên nha, 6 mũi lại vừa, mã 25. Beo mọi người nghe mấy chị beo đẹp cực kỳ luôn.
115.000 beo. Rồi cái bộ vàng này mã 29 mọi người nghe cũng 115.000 luôn. Đó, 45 đổ lên nha, 6 mũi lại vừa, nghe mấy chị bạn là cái form đẹp lắm. Cái dáng quần đẹp cực kỳ luôn. Đây. À, lấy comment mã 29. 29 115.000 mã 29 mọi người nha. Cho nó 29 cho 29 giùm em. 29. Rồi lụa manh gò quần chính bác 65 67 đẹp người nghe mấy chị dọn sóng đẹp cực kỳ nè. Rồi lấy mình giờ dọn sóng. 2915 chị Nguyễn Trà. Ồ ồ mấy chị nghe lụa manh gò dọn sóng đẹp quá. Rồi 65 67 là vừa mấy chị nha. Comment em mã dọn sóng. Dọn sóng giùm em. Quần nam bao nhiêu tiền? Quần nam 70.000 chị cuộc ơi. Rồi một bộ gấm mọi người nha. Ủa đẹp quá chị. Rồi gấm lửng. Gấm lửng 60 đó lại mấy chị bạn đẹp em mấy chị ơi, gấm lửng 95.000. À lấy mình mã gấm lửng. Đó, ok, dọn sóng chị Nguyễn Trà dọn sóng. Rồi cái bộ bi. Đó, 40 đổ lên 55 56 lại đẹp mấy ha. Cái mã bi hồng 95.000. Gấm lửng 95.000 chị Nguyễn Trà gấm lửng. Rồi lấy mình bi hồng. Bi hồng 95.000. Bi hồng 95.000 giùm em. Chị xem comment mã gì chị? Mã gì chị? Ok, mã 29 đang còn. 29 cho chị Lan Nguyễn. Bi hồng 95 chị Nguyễn Trà. Rồi mọi người nha. 65 67 là đẹp mọi người nha. Cái này mã 100. Mã 100 này 115.000. 115.000 mã 100 nha chị, lấy comment mã 100 giùm em. Mã 100. Rồi cái bộ này ngày qua dành quá trời luôn mấy chị nha. Dành dành tính lên tính xuống này dành đã rồi không nghe không lấy không nghe máy rồi ơi mấy chị con bò xanh 115.000. Đó, mã 100 chị Nguyễn Trà luôn. Chị Quế Tiết nhiêu ký? Chị Quế Tiết ơi, cái bộ đó là có 55 ký lại thôi nghe chị Quế Tiết ơi. Rồi cái mã bò bò xanh. Bò xanh này mấy chị gái nghe 115.000 lụa manh gồ cao cấp luôn. 56 ngày cái bằng đẹp màu xanh mấy chị ơi, bò xanh giùm em đẹp dữ lắm, hôm qua em bạn là quá trời người dành luôn. Bò xanh giùm em. 115.000 bò xanh. Rồi mấy chị gái nha, đẹp quá nè. Ồ ồ mấy chị. Rồi. Gấm lửng rồi thấy. Hôm qua đặt con chiến cái đó. Ở lâu rồi nha. Nằm đâu trong đây nè, ai biết móc ra nè. Cái tem nó phải ngắn không? À, không có chữ ngắn gì hết trơn, không có chữ gì hết trơn nè. Rồi gấm lửng nâu 95.000 của mấy chị nha. Đẹp không? 55 đổ lên, 65 này vừa, gấm lửng nâu 95.000 luôn. Gấm lửng nâu 95. Ừ. Rồi bọn này 55 nó lại mấy chị bạn đẹp mọi người nha. Đây sao có dây kéo mọi người ha. Rồi cái mã xanh. Xanh này sale mọi người 75.000. Đó. Ok, nu lửng cho chị Nguyễn Kim Phụng. Xanh giùm em mấy chị xanh 75.000 xanh. Ở cái nơi xanh này nói ai chốt nè thi. Rồi nơ xanh mọi người nghe, nơ xanh này 105.000. 65 67 đẹp mọi người nghe mấy chị. Nơ xanh 105.000. Lụa phối đẹp cực kỳ. À, cái gì bộ xanh 115. Ok, con bò xanh 115 cho chị Thị Thu. Ở xanh 75 cho Lan Quy. Ờ Lan Quy bạn có được á. Bộ đó nhỏ xíu luôn á Lan Quy nha. Bộ đó bạn đẹp. Ồ bộ đen đẹp cực kỳ mọi người ha. Rồi mọi người nghe 45 đổ lên, 60 là đẹp mọi người nghe. Chứ mã 4 115.000. Mã 415.000 mọi người nha. Mã 415.000 giùm em. Ồ ồ bộ đẹp cực kỳ. Rồi 65 67 đẹp mọi người nghe. Trời ơi cái hoa này nó đẹp mọi người ha. Cái bộ này mà nó nhỏ lẹm lụm rồi. Rồi cái mã 23. 65 67 đẹp mọi người nghe. Mã 23 nha. Cái chị bạn này lên nó sang cực kỳ luôn. Mã 23 giùm em. 23 mọi người nghe mấy chị. Quần đẹp thấy ghê không mấy chị nha. Lụa manh gồ cao cấp mọi người nghe, mã 23, 115.000 mã 23. Rồi, mã xanh là gì ta? Xanh hết rồi, mã xanh 75.000 hết rồi. Có rồi, chị Nguyễn Kim Phụng có cái bộ gấm lửng. Rồi 50, 60 cái bạn đẹp. 23 chị Hằng Nguyễn nè. Rồi bộ đuổi đùi 75.000. Đó, 45 đổ lên, 60 là đẹp mọi người nghe mấy chị, chứ mã đuổi đùi. Đũa đùi giùm em 75.000 đũa đùi. Ừ. Rồi mấy chị ơi 65 67 đẹp mọi người nha mấy chị nè, mấy chị manh gồ phối luôn nè. Cái mã 17 mọi người nha. 17 giùm em 115.000. Lụa manh gồ phối giùm em mọi người nha.
Ủa chứ đều lấy 17 chứ 17 giùm em. 115 ngàn mã 17. Cái này là cưng xả hay vậy? Ừ. Nay có đơn. Bỏ lại hay sao? Bữa nay mua nhiều. Rồi mấy chị ơi, một bộ cô tôm mịn. Ôi ôi sao đẹp chứ hả? Ôi ôi mấy chị nha, 60-65 cái bạn đẹp em nè. Cái mã 21 một người nha. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, 115 ngàn. Rồi 75 ngàn cho chị Ngọc Diễm yêu dấu nè. Rồi mọi người nghe, 60-65 cái bạn đẹp mấy chị ơi, cái mã 17. Cái lọ mã 21. Mã 21 nghe 115 ngàn. Cô tôm mịn thiết kế đẹp ghê. Lửng đùi là gì ta? Ừ. Rồi mã 21 chị Nguyễn Kim Hụng 115 ngàn lụa manh gồ. Ở đoạn cái gì à, đuổi cái gì cô tôm mịn 125. Không, bán 115 ngàn luôn cưng, cho đi luôn. Áo lẻ lên liền, em cho chỗ này cho trống này lên nè. Rồi bộ này mấy chị nghe 65-67 là vừa nè. Pyjama. Pyjama mọi người nghe, rồi còn bộ này xem mọi người luôn. Chứ em mã đen 90 ngàn. Đen 90 ngàn mọi người nghe, lấy bộ đó chứ mã đen 90 giùm em. Rồi một bộ tay dài có hai lá nha, tại móc chỗ này nè, ra cho nó gọn nặng nên mình lên áo lẻ đó mấy chị nha. Rồi màu da màu bò là cái gì chị thấm lòng ơi, lấy cái gì chị buộc. Đủ đùi em hết rồi. Rồi tay dài mấy chị nha. Tay dài này 50 đổ lên nha, 62 lầy dừa. Rồi tay dài có hai lá giùm em mấy chị ơi, 125 ngàn. À lấy tay dài, chút tay dài mọi người nha. Tay dài. Mã 90 cho chị Hằng Nguyễn luôn nè. Rồi bộ này mấy chị gái nha, gấm thái 65-67 là vừa. Ừ, 90 ngàn á. Đang 90 em hết rồi. Có nghe chị Hương có con bò. Rồi mọi người nghe, đang 90 em hết rồi. Rồi 65-67 là vừa, mọi người nghe cái mã 10. Mã 10 này sale cho mấy chị 80 ngàn. Mã 10 80 ngàn. Rồi tay dài mấy chị nghe lụa manh gồ. Ồ mấy chị nghe đẹp không? Rồi 62 lại mấy chị bằng vừa nghe nha. Cái mã tay dài 120. 62 lại vừa mọi người nghe, tay dài giùm em 120 ngàn. Tay dài mày lấy gì gì không biết nè. Rồi cái này mọi người nha, tay 2 55-56 là đẹp mọi người nha. Đuổi khói lụa manh gồ giùm em nè. Ôi đẹp ghê luôn nè, quần chính tắt. Rồi 55-56 đẹp mọi người nghe, cái mã xanh 95 ngàn. Hello chị Tường Lam. Rồi cái mã xanh 95 ngàn. Mấy chị nhớ bấm thích trang giùm em mọi người nghe. Thích cái trang like mấy chị nghe để cho nó nổi lên. Rồi bộ đuổi mọi người nghe đẹp ha. 55-56 là vừa. Quần chính bắt giùm em chứ mã đuổi nâu. Đuổi nâu 95 ngàn, đuổi nâu giùm em mấy chị ha. Ngày đẹp không thoải mái hay vậy. Rồi mấy chị ơi, xanh 95 là chị Hồng Thấm. 40 đổ lên 52 là đẹp mọi người nha. Trời bữa đó mấy thầy bán cái găng đầu lai nè. Rồi lấy bộ sữa này mấy chị nghe, trói lên xe bông về nhà chồng luôn. Mấy chị giá chưa từng có luôn, 65 ngàn. 65 ngàn, lấy chiếc mã sữa tay dài 65 ngàn. Rồi một bộ xe đại 65-67 đẹp mọi người nghe. Cái mã 49. Mã 49 giùm em 115 ngàn. Cái gì mà có 65 chứ chị cuộc. 65-67 đẹp ngồi nghe, chứ mã 49 giùm em. Mã 49 lụa manh gồ 115 ngàn. Sữa nhỏ nghe, sữa cho chị Úc Chương. Sữa chị Úc Chương. Rồi mấy chị ơi, bộ đuổi đỏ nè, 56-57 là đẹp mọi người nghe. Trời ơi bán chi ăn mà bây giờ cũng xả ra nè. Rồi cái mã đuổi đỏ quần dài luôn, 55-56 là vừa, sale đỏ 70 ngàn. Đỏ 70 ngàn em. À chị Quỳnh Lan ơi, chị gì comment trước rồi nè. Chị Úc Dương comment trước chị Quỳnh Lan nha. Rồi lấy bộ này cho em đỏ 70. 56 rất là đẹp, đỏ 70 giùm em. Rồi chứ lấy đỏ 70, comment đỏ 70 giùm em. Không có 70kg nè chị ơi. Ồ đẹp nè mấy chị. Lụa manh gồ cao cấp luôn, size 3. 55-62 cái bạn đẹp, cái kiểu này và chị Phương Dương bạn đẹp nè. Cái mã 85 mọi người nghe, mã 85 115 ngàn.
55 62 cái bằng đẹp ngồi ngay cái mã 85, lụa manh gò cao cấp mã 85. 115.000 một bộ. Rồi mấy chị gái nghe, 62 63 đẹp mọi người nghe. Đây cô Tông Thái quần dài. 120.000. Chị yêu lấy bộ này cho mã đỏ mấy chị nghe. Đỏ giùm em 120. Mã 85 chị Nguyễn Minh Phụng. Rồi mấy chị ơi, chị Nguyễn Minh Phụng nhiêu ký hả? 63. 63 ký. 63 ký cao nhiêu chị gục coi. Không vừa. Mã đó không vừa. Chị Quách Hoàng cũng không vừa luôn. Rồi cho chị Ngọc Kim. Đó là 55 đổ tháng 2 đổ lại chị nghe. Xe đại, chị Nguyễn Minh ơi lấy xe đại hả chị? Xe đại còn cái nào không thì lấy xe đại cho Minh coi đi. Rồi ngồi nghe mấy chị. Ở 62 lại mấy chị bằng vừa nữa chị nghe chứ mấy vàng. Vàng 120.000. Ai lấy vàng comment vàng giùm em. Ok chị Ngọc Diễm cái bộ màu đen nó trước còn bộ đó lấy chị Ngọc Diễm một. Đen ta lỡ. Còn con thiệt thấy có con đây nè, con bò nè, 65 67 là dừa bò hồng nè, 65 67 là dừa bò hồng. Chị Ngọc Kim 55 cái bằng dừa, 65 67 là dừa bò hồng nè. Mấy chị ra lấy bò hồng chứ, bò hồng em xây đại nè chị em anh ơi, xây đại nè chị. Rồi nè chị, nó vàng sủi giùm em nè. 85 chị Phụng Kim Minh Phụng không có dừa nha, không dừa chị gô. Cái phần là 60 kéo lại à. Rồi nè vàng nè chị, mới vàng nè. Xe đại nè chị ơi. Đây hỏi con bò nè ta. Rồi nè chị, xe đại nè, 65 đổ lại vừa nè chị nha. Đẹp quá. Xe 3 lại mặt vừa. Vậy hả chị? Ok, để nữa em lấy diện bộ. Ờ Quỳnh Trinh, vậy hả đẹp hói. Cho con đi đúc. Đúc con cho con ăn à. Rồi nè chị, nó xe đại nè chị, chị Minh ơi, xe đại còn như là chị nè. Còn hồng bò nè, hồng chữ nè. Rồi cam nè, chị Minh lấy hết giùm em cái này được không? Đây là chị xe đại tướng nha, mà lụa đẹp lắm, 65, 67 là đẹp nè. Rồi chứ mã 32. 32 là xe đại nha chị ơi, 32 xe đại nè. Mấy mặt này bỏ đi. Rồi nè chị, đây, cái hoa nhí nhí đẹp không? 65, 67 đẹp người nha, mã 20 giùm em nè. 20 đẹp cực kỳ, mã 20 giùm em. Rồi đen khói ok chị. Rồi đây mấy chị, ỏ đẹp luôn. Ok đại nhí nè, đại nhí còn hai bộ nè chị Minh ơi, lấy đại nhí hai bộ đi nha. Đại nhí hai bộ trước đi. Rồi cái này nó gì nha. Ok, đại nhí còn hai bộ đi chị Nguyễn Minh. Rồi bộ beo mọi người nha. 65 67 đẹp mọi người nghe chứ mã beo em 65.000 nè. 65 67 là vừa mọi người nha. Beo 65.000 giùm em. Chị nào lấy beo xúc beo. Rồi mấy chị con bò lửng nè, lụa Latin mọi người nghe, Latin. Đó, 50 60 cái bằng đẹp bò lửng giùm em. 50 60 cái bằng đẹp bò lửng 105 mấy chị nha. Chị nào lấy bò lửng chứ bò lửng giùm em. Bò lửng 105.000 bò lửng. Chị nào lấy bò lửng, bò lửng giùm em nè. Đẹp dữ lắm mọi người ơi. Em không biết cái này gì nè, tùm lum hết trơn nè. Rồi bộ ngố mọi người nha. Đó, 50 đổ lên 65 cái bằng đẹp. Rồi ai lấy bộ ngố thì cái bộ ngố xanh nè mấy chị nha. Ngố xanh giùm em 115.000 ngố xanh. Ngố xanh 115.000. Rồi đùi mấy chị nghe, đùi manh gồ. Cánh dơ hai túi mọi người nha. Hương gỡ chị số 3 không? Gì hả chị? Ờ để chị em kiểm tra nha, nếu mà vừa em lấy cho chị. Rồi mấy chị ơi lấy bộ này đùi xanh mọi người nghe, đùi xanh giùm em 95.000. Nhưng mà bán 50 62 cái bằng đẹp mọi người nghe mấy chị. Cái mã đùi xanh giùm em nè. Đùi xanh 95.000 đùi xanh. Ủa thì trang này sao hay sản quá chị mệt mất quá. Mà sao nãy kêu gửi luôn vậy rồi. Thấy nhắn tin đây nè, gửi đồ hay là dọn đơn gì đó. Rồi sao tao nghĩ mà. Có sai hết xe 1 nữa. Không biết luôn. Chỉ mua xe 2 không mà. Rồi bò lửng như chị Quỳnh Trinh 105. Rồi một cái áo màu xanh đẹp người nghe thấy xl 70 ký bình lại giùm em á. À lấy áo này chốt giùm em mấy chị nha. Comment xanh đẹp. Xanh đẹp giùm em 125.000.
Rồi mọi người ơi, đẹp quá nè. 50-60 kg bạn đẹp người nghe chứ, mã 87 giùm em nè. Mã 87 115.000 người nha. Lụa mango, mã 87 giùm em. Rồi bên gái đẹp mà chốt không kịp. Từ từ chốt. Thương cho coi bộ mã mồi 80k như cái dừa. Là gì không biết rồi. 80k như cái dừa, mã 10 là bộ nào? Rồi 50-60 cái bằng đẹp ngồi nghe cho mã bi đen nè. Trời ơi bi đen nãy giờ dơ lên hết rồi. Bi đen ngồi nghe 115.000. Mã bi đen. À mã 10 này hả chị, cái này là lụa, cái này là gấm giật C4. C4 nha, 60-65 cái bằng dừa chị. 60-65 cái bằng dừa nha, 80.000. Đó, đâu có bộ nào trong đây xả ra nè chị ơi. Người mà quấn bức tùm lum hết trơn. Rồi ôi mấy chị gặp ly nè. Ồ giật ly này đẹp lắm nè. Rồi bữa đó em tính lấy một bộ bạn không lấy nè. Bi đen chị Kiều Lan cho chú hỏi đi chị. Rồi giật ly 50-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, 115.000. Giật ly quần chính tắc. Giật ly chính tắc 2 tầng mọi người nghe. Chốt em với chị ơi giật ly. Ok chị Quanh Hoàng cầm em là đỏ 80 đi chị nha. Bi đen Kiều Lan cho chú hỏi đi chị. Đó bi đen cho chú hỏi em với chị Kiều Lan nha. Đó chị hổng cho số thì em chốt cho chị Nguyễn Minh nha. Rồi dập ly. Dập ly nó có bộ bự, bộ nhỏ mọi người nghe. Bộ bự 65-67 là vừa nè. 65-67 là vừa mọi người nghe. Lấy comment dập ly bự giùm em mà mã 36. Mã 36 giùm em nghe chị Kiều Lam cho số sai đó chị. Sai rồi. Rồi một cái áo khoác mọi người nha. 55-60 cái bằng đẹp này chứ không phát xanh mọi người nghe. Phát xanh giùm em 125.000. Ok chị Kiều Lam. Đỏ 80 nè. Ok chị Quanh Hoàng. Dập ly bự chị Quỳnh Nguyễn Ngọc. Dập ly số bự đi. Đẹp quá chị ơi. Có chơi 115.000 là đẹp lắm. Rồi đó, 50-62 cái bằng đẹp ngồi nghe chứ. Mãi 24 115.000 của Mango. Áo khoác 125.000 nghe chị Thảo Quỳnh thôi. Rồi lấy bộ này chốt liền em. Mã 24 115.000 mãi 24. Ồ bộ đẹp ghê luôn. Rồi mấy chị 56-57 đẹp ngồi nghe chứ. Mãi 29 dập ly nhỏ cho chị Lan Nguyễn. Rồi ở lấy còn bên này 29 mọi người nha. 29 giùm em. 115.000 mã 29. Ok cảm ơn chị Phạm Kim Thi. Mã 36 chị Nguyễn Dung cho số điện thoại chị Dung ơi. 36 trên số điện thoại. Lấy cho chị cái quần đang treo size 60kg. Ok trời mừng quá, size 60kg em có size. Rồi một lụa đùi manh gò bò nghe mọi người nghe. Mấy chị manh gò bò size bự 65 này mấy chị bằng dừa. Mã 29 thì chị Nguyễn Trà. Rồi lấy đùi bò với đùi bò 95.000 mọi người nha. 65-67 lại mấy chị bằng dừa. Mấy chị nghe cho mã đùi bò nha. 95.000 đùi bò. Đó đùi đó là đùi bò lụa nha mấy chị nghe. Rồi con bò đây mấy chị nghe cũng là con bò mà bò đùi cô tông. Đó 60 đầy dừa mấy chị nghe chứ mã bò này 95.000. Bò trắng đen mọi người. Bò trắng đen em. Chị Hương có bán khẩu trang không? Có đùi bò 95 mấy chị Mỹ Ngọc. Còn này mình đòi trắng đen em nha. Đòi trắng đen 95. Khẩu trang chị mua khẩu trang dược phẩm không hay sao? Có khẩu trang dược phẩm anh lại lấy em khẩu trang dược phẩm nè. Khẩu trang dược phẩm sale luôn đi anh ha. Còn mới sale tặng cho mấy chị ba xài luôn rồi. Khẩu trang này mọi người nghe nó có cái mùi thơm rất là đã luôn. Nó có mùi thơm rất là tuyệt vời mọi người nghe. Nó dặn như là dặn thuốc nha. Rồi ok chị Lan Nguyễn đây mấy chị nè. Trong một hộp, cái hộp trong phòng mình còn không anh? Không, không phải cánh dơ nha chị ơi, cái đó là tay thường nha chị ruột. Dặn như là tay nó tay lỡ hơn chị ruột, không phải cánh dơ. Dạ đúng rồi, không phải cánh dơ. Rồi, trong phòng mình không còn không, mà nặng mình khui cái hộp mới luôn. Còn hả? À, đùi bò đó hình như không biết không còn không. Mấy chị cầm gì nữa thôi mọi người nha. Đây mấy chị, đây cái bịch có nói trong là nó khẩu trang nó gì nha mấy chị nha. Cái này là diệt khuẩn 99%, diệt vi gốt mọi người nghe, để là diệt vi gốt 99% nha. Rồi ok chốt vậy rồi. Mã 36 là bộ dập ly bự đúng không? Đúng rồi chị, có đó em còn nha chị Dung ơi. Đây mấy chị nghe thơm, thơm dữ lắm mọi người nghe. Mấy chị thay mình khẩu trang rồi mấy chị không muốn bỏ luôn. Không muốn bỏ. Trong một hộp nó có 10 miếng như thế này. Nhưng mà mọi người nghe bây giờ gì nè. Em ơn vừa bán vừa tặng cho mấy chị xài. Tặng em nói chung là em cũng muốn dọn tủ luôn mọi người nghe. Đây tặng Tết là bên em
ở trang trí nhà này kia lọ đó mấy chị nha. Rồi chị yêu nào chốt comment liền em mấy chị nha. Một hộp như vậy mùa nghe mười cái khẩu trang em Hương sale tặng cho mấy chị giá 39 ngàn, em bán 55 ngàn. Có thật sự mọi người nghe lúc trước bán 55 ngàn là em lờ được có 3 ngàn rưỡi, thật sự luôn, cái này chia sẻ thiệt. Ok chị, đợi em xíu, trời ơi chị ruột của em nè, tội nghiệp không đời, tội mệt quá chị, thương em thì đợi em 50 giây nghe em lên khúc này xong đó rồi ấy nghe. Rồi chị nào có đơn quăng lên nghe mọi người nghe, 39 ngàn một hộp, nó có 10 miếng thôi mọi người nghe, cái này gọi là khẩu trang Việt Quy Gút nha mọi người nghe. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Chị Hương mặc đùi hay là lửng? Đùi nghe để lỡ ơi. Đó, một hộp nó có 10 miếng khẩu trang, mà khẩu trang là Việt Quy Gút, lộn Việt Quy Khuẩn mọi người, Việt Quy Gút chứ. Mấy chị bịch vô nha, là cái khẩu trang nó bám từ bên ngoài nó tự chết mọi người nghe. Rồi mấy chị, 39 ngàn. Ai lấy chốt mọi người nghe, em Hương bán hết lần này là em nghỉ luôn á. Ừ. À đây chốt nghe, 39 ngàn khẩu trang. Rồi mấy chị ơi, đùi bò lộn ngố bò hồng đó, 50 đổ lên nghe, 62 là vừa nè mấy chị, ngố hồng em 115 ngàn, ngố hồng 115 ngàn, lấy ngố hồng chút ngố hồng giùm em, ngố hồng 115 ngàn. Rồi gấm mọi người nghe đẹp không, 55-65 cái bạn đẹp nè. Rồi gấm xanh giùm em 95 ngàn, 55-65 cái bằng đẹp ngồi nghe, gấm xanh 95 ngàn. Ủa khẩu trang em bán lỗ mà cũng phải mua hả? Ừ xài đã luôn. Xài đã luôn. Rồi 45 đổ lên, phá mỗi lại vừa mấy chị nha. Rồi đuổi đùi 75 ngàn, gấm 95 thì chị Nguyễn chào. Ok cảm ơn chị yêu nè. Rồi cái mã đuổi đùi 75 ngàn, cái đâu mà gớt cái đuổi đùi này ra hoài vậy, buồn dữ vậy. Rồi mấy chị ơi, một bộ mấy chị nghe nó dễ thương không, lụa lửng nha, manh gồ lửng cánh dơ nhẹ nha, cánh dơ nhẹ em nè, chứ mã đỏ 105 ngàn, 50 đổ lên tháng hai cái bạn đẹp nha, chứ mã đỏ 105, trời ơi làm gì mà đi băng băng dữ vậy. Rồi cái mã đỏ mọi người nghe, đỏ 105 ngàn, đỏ 105 ngàn. Rồi mấy chị gột nghe đẹp quá nè. Rồi ôi đó. Rồi đùi mọi người nghe mấy chị, đùi xanh giùm em luôn. Đùi xanh này cánh dơ nhẹ nha đó, 50-62 cái bằng đẹp đùi xanh giùm em mấy chị, đùi xanh 95 ngàn. Ai lấy đùi xanh chút đùi xanh. Quần dài hả, cái gì quần dài baby, cái gì quần dài, cái này đẹp lắm mấy chị nghe, cái cổ đẹp cực kỳ luôn, ngày qua 3-4 người dành bộ này là thi. Mã 23 60-65 cái bằng đẹp mã 23, cái cổ đẹp cực kỳ luôn, cái mơ bầu ơi. Rồi mã 23. Em hỏi giùm chị cho chị ngăn nha. Em hỏi giùm cho chị ngăn nha. Bao nhiêu một hộp? Ừ. Rồi ai lấy bộ này chốt mọi người nghe, mã 23 nha mấy chị, 115 ngàn. Ok, mã 23 nè cho chị Quỳnh Nguyễn Ngọc. Đỏ 1.5 cho chị Quỳnh Trinh. Ừ. Rồi một bộ gấm tay dài mấy chị ơi. Bộ đẹp quá. Rồi tấm tay dài mấy chị gái nghe, quá xuất sắc luôn, rồi theo luôn 100 ngàn. Cho lẹ đi. Gấm tay dài 100 ngàn, ở đấy chứ gấm tay dài 100 ngàn. Gấm tay dài 100 ngàn, rồi mấy chị, giờ mấy chị còn đông em Hương tặng giống như cây này nè. Tặng cái này hết lên cái áo nha, cần hồi cho mấy bạn mua áo chữ em nè. Phan mọi người nghe, cho em muốn mấy nước cái em tặng cái này nha. Bật cho bà hai con. Mà 23 anh chưa hết rồi. 23 có một bộ một cái gì á, cây này cây số 3 cái gì nè. Ừ. Rồi mọi người nghe, bây giờ mấy chị nè, đây mấy chị nghe siêu tặng, cái bà mua cái này em, cái này em bán nhiêu quên thôi vậy hả. Rồi con bò lỡ thì mấy chị nghe đây, rồi tặng chiều xong rồi tới lên áo nè mọi người nghe, mấy chị thông cảm với bà áo đợi em chút nghe. Rồi cái số có không có duyên với bán khẩu trang, đã nói rồi, tôi nói tôi bán khẩu trang không có được rồi, mấy bà hỏi hoài tôi thấy khẩu trang thì tôi bán, cái số tôi không bán khẩu trang được. Ừ. Ừ em đeo luôn. Rồi từ từ em lên chị xem cho cái áo trống cái này cái tên áo nha. Rồi mấy chị nha, cái quần là lụa manh gồ nha mọi người nha, áo là nó là dạng cũng là manh gồ mà kêu bằng manh gồ gì em không biết nữa. Ờ manh gô lăn gì đó mấy chị, manh gô lăn gì em không biết nha mấy chị, lỡ gì nè từng. Rồi 65-67 là vừa mọi người nha mấy chị, rồi bán tặng luôn mấy chị ơi, ra lấy chốt em nha. 89 ngàn, 89 ngàn bộ nghe, lấy chốt em nè. Bò cam
bò cam, bò hồng. Bò cam, bò hồng nữa chị nghe qua hồng giùm em mấy chị ơi, 89 ngàn. Ồ, hình như là chị Trà hãy hỏi em cái lụa lửng cái gì nè, lụa lửng dây cái gì nè. Chị ruột, đẹp lắm nghe, lụa mango đẹp cực kỳ luôn. Rồi lấy con hoa hồng giùm em nè. Đó, bò hồng, hoa hồng. Rồi bò cam chị Mỹ Ngọc, bò cam lên size với 5kg em muốn gì. Bò xanh Thiền Nguyễn muốn gì đây, 50kg có luôn. 50kg có bò xanh nè. Rồi lấy con bánh cho chị gái nghe nè, bò xanh. Có size nhỏ luôn các chị nghe, bò xanh bò xanh đậm nè, bò xanh lá nè, bò xanh đậm, bò xanh lá mọi người nha. Rồi chị nào chốt em mấy chị 89 ngàn. Mango có tầm ý vậy đẹp lắm. Ừ. Đó, chị Nguyễn Trà nè. Ê chị Trà ơi, chị dài dấu của em nè, hỏi dây nè chị, đẹp lắm, bằng dễ thương nha. Đó, một chị người bạn hai bộ thôi, đẹp lắm. Bộ hơn mà còn màu khác không, hình như là còn màu trắng nha chị. Ok chị Quanh Hoàng nè. Rồi lụa mango hai nhí nè. Trời em mới vừa lên nãy nè. Rồi bộ này 89 ngàn nha. Chị này nó chốt em nè. Đây xe nhỏ có liền. Chị thì Thu 89 ngàn lụm Thu ơi. Đây xe nhỏ đây. Trời ơi chị Thu 55kg hoành lại giùm em nè. Dễ thương quá, em cũng để lại em bỏ mặt mặt. Đây chị Thu ơi, em bỏ cưng xỉu luôn. Đó, đây em còn bò. Đây này chị xe thứ ba nè, chị xe nhỏ nè. Đây chị màu xanh, màu vàng, màu đỏ chị Thu ơi. Rồi hoa nè chị, hoa nó có hoa hồng, hoa xanh ngọc. Rồi lấy con xe nhỏ lấy cho mẹ con hai bộ xanh đậm, xanh lá. Xanh đậm, xanh lá, xe nhỏ phải không? Của ba. Đây xanh đậm, xanh lá, xe nhỏ cho mẹ của đây quá đẹp luôn con gái ơi. Xanh đậm, xanh lá cho mẹ Nguyễn nè. 89 ngàn đẹp quá con gái ơi. Rồi rồi cái này mạnh dễ thương lắm mấy chị ơi. Rồi chốt kèm màu ngồi nghe dễ thương quá nè. Rồi ôi mấy chị nghe dễ thương, đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Nó bán mấy ngàn. Chị Hương chiều điện cho em nha. Ok. Rồi chị nào lấy chốt em nè, tay nhỏ nha, 55 đây vừa. Bởi mà còn có màu này với màu trắng đó chị Thiên Mỹ Hương ơi. Rồi ôi mấy chị nghe, lụa đẹp một cái giả mang luôn. Rồi lấy chốt em mấy chị nghe, 89 ngàn. Ok, bò xanh lá. Bò xanh lá cho chị Lan Nguyễn nè. Số 4 nè. Chị Phụng Dừa. Chị Nguyễn Minh Phụng Dừa, chị chốt màu. Dừa nghe chị nghe vô dừa luôn, cây này là em có thai. Cây đó em có thai nè chị Phụng ơi. Thay ôm vô cũng linh á, ta ôm vô bắt hết trơn, thay ôm vô cũng được. Thay ôm vô cũng được nha đây nha. Rồi. Đỏ chị thì Thu bò đỏ nè. Ok, Thu có bò đỏ đẹp quá chị Thu ơi, hai đứa mình chơi đủ màu nghe Thu. Hai đứa mình chị em xin đôi đi. Bò cam số 5 là chị Nguyễn Minh Phụng. Rồi bây giờ lên áo rồi mọi người nghe, áo đúng không? Rồi với chị áo nè. Rồi mình mấy chị ơi, bây giờ áo trước nha, rồi mình sao nha. Bán được trời ơi, lên áo cho bằng được coi. Đây áo nè mấy chị nghe. Trời ơi mấy chị ơi, áo đẹp giả mang luôn. Tèn 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 tèn. Rồi mọi người nghe, mấy chị cái này là hàng cao cấp đẹp luôn. Ê Thi à, shop của Thi mua 250 là Thi. Thi ơi Thi. Ồ ô đẹp ghê. Rồi mọi người nghe, 55-65 cái bằng giùm em. Cái cây áo này mọi người nghe, size nó hơi to nha. Dưới 55 cái nó hơi rộng mọi người nghe. 55-65 cái bằng giùm em mấy chị nghe. Nói mấy chị cái này là cái kêu bằng cái gì à? Vải cao cấp gì đó em không biết nữa mọi người nha. Rồi chị yêu này chốt rồi em mấy chị gái ơi. Đó, bán giá đẹp cực kỳ. Đó, 79 ngàn. Đúng rồi, em lấy bò nhỏ cho chị. Rồi 79 ngàn mã 1 nha. 55-65 cái bằng đẹp mã số 1 giùm em. 79 ngàn. Mã 1 màu cam, màu đỏ. Mã 1 màu cam, màu đỏ. Vậy là nó lộn xộn màu rồi ha. Eo 86 bằng dừa không? Bạn nhiêu ký hả? Chị Hân Ngọc. Hai Ngọc xong có chút ký ở đây nè. Đẹp lắm chị, sang cực kỳ luôn. Đây mọi người nghe. Ví dụ như chị nào mà giờ bạn hơi rộng mọi người nhắn cái này xíu bằng đẹp cực kỳ. Ok, màu cam đỏ chị Nguyễn Trà 79 ngàn bộ, à, lộ 79 ngàn áo mọi người nha. Cái này là gọi là cái thằng gì cao cấp mọi người nghe, nó cắt cái màu có tiêu rồi không biết nữa. Ừ. Rồi lấy màu lên màu mọi người nghe mấy gì màu. Đẹp lắm.
nhỏ đẹp cực kỳ người nha. Rồi một giùm em. Rồi một khoan chị ơi, một đỏ hết rồi. Một đỏ hết rồi, cái này nó cái hết rồi. Ok, một cam chị Nguyễn Minh có một cam. Đây mấy chị nghe đẹp ghê luôn. Rồi lấy cho bên mã này nghe mấy chị nha. Hai. Xuất phát mọi người nghe mấy chị người bỏ băng nè. Đẹp lắm. Cái này hồi trước em mua ở ngoài chợ chỗ em bán đó mọi người nha. Là 135.000 một cái. Là quả nó như vậy nha mọi người nha. 135.000. Rồi lấy hai comment hai mọi người nghe mã số 2 giùm em. Mã 2 này cũng tầm size 62 63 là vừa mọi người nha. Chị nào câu cao là 65 giùm em. Mã 2. Mã 2 mọi người nha, hàng có thương hiệu luôn á chị nghe đẹp lắm. Trời ơi vô vừa. Được luôn, có mã 1 một cam nó được nha chị Thanh Ngọc ơi. Rồi cục vàng lấy hai comment hai mọi người nghe, cái này là giận nha. Có chị bạn đi dạy cũng đẹp cực kỳ luôn. Rồi chị lấy hai comment hai giùm em. Mã 2. 79.000 áo mọi người ơi. Ôi ôi cái này đẹp nè. Ôi ôi. Mã 3 giùm em mấy chị ơi. Mã 3 giùm em mấy chị gái nha, lấy 3 chút 3. Quá đẹp. Mã số 3 mọi người nghe 79.000 mã 3 giùm em. 50-62 rất là đẹp mọi người nghe mã 3. Rồi chị lấy 3 comment 3 giùm em mã số 3. 2 cho chị Nguyễn Minh cái 2. Một cam cho Thanh Ngọc, một cam. Trời ơi, cái này là phong cách của Thi nữa nè. Phong cách của bé Thi. Dễ thương quá chị nha. Phong cách của Thi nữa chị nha. Áo này em bảo đảm chị vô trong shop mua 200 mấy luôn nè. Cái này là mua 200 mấy luôn mọi người nha. Rồi mấy chị. Mã 4. Mã 4 em nha, có không cổ tròn không, bao la luôn chị ơi. Rồi mấy chị yêu nha, lấy mã 4 kèm màu em nè. 3 tiếng cho chị Thanh Ngọc có 3 tiếng luôn, 3 tiếng đang còn mọi người nha. Không nghe chị Lan Nguyễn con em địa chỉ số điện thoại có đầy đủ rồi, không cần cho lại. Rồi 4, 4 trắng. 2. Ok, 2 chị Nguyễn Hoa 2. Ok, Zoom Battle. Rồi mọi người nghe mấy chị đẹp nè. 4 trắng, 4 vàng. 4 trắng vàng đỏ. Ồ trời ơi thấy màu luôn. 4 trắng vàng đỏ 3 cái chị Nguyễn Trà. 4 vừa lấy cho chị cả màu. Về màu chị ơi, hộc gà, xanh, đen, hồng. Tiếp vừa nghe chị Nguyễn Phụng vừa comment màu giùm em. 65 nó lại vừa nghe chị mà Quỳnh Hồng ơi. Vải gì hả? Cái này kêu bằng vải áo shop á. Nó cắt mất tiêu mẹ cái giải của em ơi, có biết cái giải gì đâu nè mấy chị nha. Mà em biết cái này nè, hồi trước ông Thi nó hay bằng em biết nha. Là em hỏi nó mua bao nhiêu, nó mua dao động là từ 230 tới 280 một cái. Ừ. 4 trắng nè, cho chị Quanh Hoàng 4 trắng nè. Rồi em còn 4 tím. 4 tím 4 hồng. Rồi bên màu em với chị Quỳnh Hồng ơi, đẹp lắm. 4 hộp gà. 79.000 áo mọi người nghe mà giải nó đẹp một cây. Ok, hộp gà em chị dành trước mai. Rồi lấy chốt màu em nè, chốt màu giùm em. 4 trắng em hết 4 trắng rồi. Đổi màu giùm em đi chị Nguyễn Minh Phụng ơi. Em hết 4 trắng rồi chị Phụng ơi, em còn nè. 4 hồng, 4 tím. Không có rộng đâu chị, không có rộng đâu. Trời ơi, kiểu áo này là bạn đẹp lắm. Ừ. Cái tay phồng phồng nha mọi người nghe, nhất em là bạn tay phồng. Ok, 4 ngọc xanh cho chị Quỳnh Hồng nè. Rồi bóng đen dần rất mai nè. Rồi còn tím. Còn tím với hồng. Hết vàng. Hết vàng nha. Ôi ôi mấy chị nghe bạn lên đẹp lắm. Mấy chị coi nè, người mẫu bạn nè. Mình bạn lên đây trang người mẫu gì đó. Rồi em còn hồng với tím nha. Bóng nồng bóng tím giùm em. Rồi chị nào lấy cho em bóng nồng bóng tím. Ok bóng tím cho chị Nguyễn Minh Phụng. Bóng đen hết luôn, em còn bóng tím bóng hồng. Trời ơi mấy chị. Ôi ôi cái áo nó sang gì đâu mọi người nghe mấy chị nghe, nó may đúng á. Kiểu mọi người thấy cái kiểu không, thấy được cái kiểu không ta. Rồi mấy chị ơi mã 5 giùm em nha. Ôi ôi mấy chị nghe cái tay nè, đẹp cực kỳ luôn. Em coi cái màu này cho mấy chị giải thấy nè, cái màu vàng giống gì thấy kiểu nè. Rồi 5. Không có len, ở bữa nay chưa có len. Bữa nay chưa có len nha, len phải đợi nó kiểu như nó tập hợp lại một cái rồi mới đưa nha. Đưa cho em 4 hồng cho chị quậy 8 4 hồng. Rồi 5.
năm đỏ tết rồi, năm vàng còn hột gà không, giả hết thì hột gà, năm cam, năm hồng, à, năm dâu cái chị nghe này, năm dâu nè, năm này năm hồng, năm da, năm đen, năm xanh. Rồi mấy chị ơi, 79 ngàn, đẹp chị. Có phát người lớn tuổi không? Dạ có phát người lớn tuổi luôn chị gái nha. Rồi chị lấy năm cho manh màu mấy chị ơi, chị đẹp quá thì ha. Chảy nước miếng lên hay tao chảy nước miếng tao chùi nãy giờ. Mã 1 còn không thi? Mã 1 em hết, mã 4 mà hồi đen em hết luôn rồi chị Loan ơi. Chị Loan ơi em hết mã đó luôn rồi, chị Loan ơi giấu rồi, cái này chị Loan mặn đẹp lắm nè. Rồi qua tới mã 5 đi chị Cuộc ơi. Qua tới mã 5 nha, em còn 4 màu tím. Em còn 4 màu tím nha chị ơi, mã 1 thì em hết rồi nha chị Cuộc nha. 4 màu tím, 3 màu rồi, tím, 2 màu. 5 đen chị Nguyễn Minh, 5 đen. À, Yến Nhi nãy giờ có đơn chưa thi? Yến Nhi lấy 4 tiếng đi với chung chai hết. Ok. Năm đen hết, năm đen nha. Bây giờ năm em còn vàng, à, em còn sữa nè. Em còn dâu. Em còn hồng, em còn cam, em còn vàng. Em còn xanh nha mọi người nha. Hết năm đen rồi chị, hết năm đen. Năm đỏ chị giỏ hồng, năm đỏ nè. Cam cam trả lời cho mình. Ôi ôi mấy chị nghe, quá đẹp luôn, năm xanh mấy chị nha. Ok chị Nguyễn Loan. Rồi lấy năm xanh rồi bên năm xanh mấy chị ơi, đẹp quá. Ôi mấy chị nghe đẹp dữ lắm. Em là sợ mọi người nghe 79 ngàn mà mấy chị đổi lại cái áo đẹp cực kỳ luôn, năm màu xanh nè. Có giải đẹp dữ lắm mọi người nghe, giải đẹp khủng khiếp luôn. Phải gọi là đẹp từ khủng khiếp mọi người nghe, xịn lắm. Rồi mấy chị ơi, năm vàng giùm em nè. 62, 63 lại lấy chị bạn vừa nghe, 50 đổ lên mấy chị nha. Mấy chị bạn lên một cái hổng sang luôn, hoàn tiền. Cái này chị nào cao cao 65 cái mấy chị bạn được nha. Rồi màu cam. Ủa chị nghe màu gạch nè. Cái loại màu vàng. Màu vàng, màu gạch. Màu gạch mọi người nghe mấy chị nè, đẹp quá. Có nè chị ơi, có nha. Rồi hồng da. Ủa dữ đẹp quá trời luôn, sao mà ới hả tại thấy vậy thôi. Ôi ôi mọi người nghe mấy chị coi cái hộp này. Ôi ôi sang chua. Rồi chị lấy chốt màu mọi người nha. Quá đẹp luôn mấy chị nha. Rồi năm kèm vàng em. Năm gạch cho chị Nguyễn Minh. Ok chị Minh có năm gạch. Rồi ok năm sữa cho chị Thiên Mỹ Dương. Rồi mấy chị ơi, gắn cái này vô để hồi nè thi cầm để thi đã chị like xong rồi gắn vô chị đó thi. Rồi mấy chị nghe, ồ quá đẹp luôn. Rồi mã này là mã 6 giùm em nè. Đây mấy chị nghe, ở chính giữa nó có cái hộp này nữa, mình gài vô em mới làm rớt ra cái bụp mọi người nha. Rồi 6 đen, 6 đen, 6 dâu, 6 trắng, 6 đỏ mấy chị ơi, mỗi một cái áo là nó cài một cái hình khác nhau nha. Rồi 6 cam. Ok cô Hoan đẹp nè. Rồi 6 xanh. 6 hồng. 6 vàng. Rồi chị nào lấy mã 6 kèm màu. Kem 65 cái vừa không? Hết kem rồi người ơi. Có đó không ẩm xanh bạn được. Rồi chị nào lấy chút màu người nghe mấy chị đen nè. Đẹp không? 6 trắng thì chị Quỳnh Hồng 6 trắng nè. Mở ra một cái áo màu xanh ra coi. Mấy chị nghe sáng ghê nè. Đó mấy chị nghe đây. Ôi mấy chị ơi đẹp quá. Rồi chị lấy 6 rồi bên 6 người nha, 6 kèm màu. Sửa hết rồi nghe con bạn xăm ơi. Rồi lấy comment mấy chị ơi, 62, 63 lì mấy chị bạn vừa. Chị là cao cao 65. Rồi 6 đen chị Tú. Ok Tú có 6 đen. 6 dâu cho chị ok dâu chị Dung Quỳnh Thị. 6 đen cho chị Trần Tiết Mai. Rồi 6 xanh vàng cho chị Nguyễn Trà. 6 đen em hết chị Cuộc ơi. 6 vàng em còn, 6 vàng, 6 hồng, 6 cam, 6 đỏ, hồng vàng cam đỏ nè chị ơi. 6 xanh có, 6 xanh, 6 vàng chị Dương Mỹ, 6 vàng quá đẹp luôn mọi người nha. Ồ mấy chị nha,
Có chị nhận vậy cáo này, cái chị không có ngờ là sao mình mua được 79.000 thiệt. Cáo đỏ chị Nguyễn Minh. Thật sự mà ngồi nghe mấy chị nhận vậy cáo thôi nhẹ mua, mấy chị nói bất ngờ, dùng từ bất ngờ để mà dùng cái này nói chị nghe. Không, rộng. Chị Thu Hà Nguyễn đừng có mua cái này chị ơi, rộng á, mà bốn mấy cái bạn rộng. Sáu cam chị Nguyễn Minh. Rồi em còn sáu hồng á chị ơi, đẹp dễ thương cực kỳ mùa nha. Chị bốn mấy ký đừng mua mấy cái áo này, cái áo này là rộng. Em còn cái sáu hồng á chị ơi, giúp em luôn đi. Quá đẹp mà, quá đẹp. Dễ đẹp lắm á chị nha. Sáu hồng cho chị Minh luôn, ok chị Minh. Rồi mấy chị gái nha, theo qua mà. Em hết rồi chị Lê Tiên ơi, rồi mấy chị ơi mã 7 giùm em nè. 7 giùm em nha, lấy 7.7. Ôi ôi mấy chị mã 7 cái tay nè. Ôi ôi mấy chị nghe. Cái này cái chuyện rồi mà. Cái em bẻ đầu này qua. Em nhớ không chừng là em nhớ cái này như người ta like tới 190.000 rồi đó. Em thấy người ta like cái kiểu gì là 190.000 một áo nữa mấy chị nghe. Em like mấy chị 79.000. Giờ người ta thấy nào cũng chửi em. Người ta thấy nào cũng chửi em nha mọi người nghe. Rồi mấy chị chốt em mã 777. Mã 7 mọi người nghe, 7 tím. 7 tím, 7 da. 7 đỏ. Mà bạn có màu gì là bộ đồ giá. 7 trắng. 7 đen nha mọi người nha. 7 cam. Ê nãy 1 còn nè. Ê mã 1 còn rất đây nè. Mã 1 nãy chốt gì ta? 7 trắng chị Lê Tiên nè. Mã 1 nãy chốt cái gì tôi quên rồi quay. Thấy. Cái gì? Đi vô bìa con. Rồi, 7 trắng cho Lê Tiên. 7 đen cho chị Nguyễn Minh. 7 tím thì Thu Trang. Con Phạm Sâm 7 màu gì? Con Phạm Sâm 7 màu gì? 7 đỏ chị Nguyễn Minh. Con Phạm Sâm comment màu giùm con nữa con. À con Phạm Sâm chắc comment mã 7 màu nu quá. Con Phạm Sâm mã 7 màu nu nè. Rồi em còn 7 cam ấy chị ơi. Ok, 7 cam chị Nguyễn Minh, 7 cam luôn nè. 65 cái dừa không em? Chị cao bao nhiêu chị gột nè, cái này là 65 cái loại là dưa dừa này, này này là mã 1 không đây. Rồi chị nào chốt mã 1 ném được chốt này em nè, đâu nằm bên đây em không thấy đường. Rồi mã 1 ném còn nè mấy chị ơi, mã 1 màu cam nè. Màu vàng, màu đỏ. Màu cam vàng đỏ nè chị, 65 cái là dưa dừa luôn. Rồi 79.000. Giải đẹp một cái nha, mấy thật sự mấy chị nha. Em không biết dùng từ sao luôn á, với cái cách vải này mọi người nghe mấy chị. Lụa thì không phải lụa đó. Mà thun không phải thun nha mọi người nha. Đẹp lắm, màu kèm màu. Màu cam chị Quanh Hoàng. Màu gì chị Dung ơi, chị Hồng ơi. Chào. Lượng ơi chị Hương Trần ơi. Một phải kèm cái màu cho em đó chị. Một phải kèm cái màu cho em. Để tiếp. Còn đi. Ok, một vàng cho chị Quỳnh Hồng, một vàng. Một cam cho chị Nguyễn Loan. Một cam chị Nguyễn Loan nè. Em còn một đỏ. Em còn một đỏ là chị Nguyễn Minh ơi. Em còn một đỏ là chị ơi, còn một đỏ. Còn một đỏ. Còn một đỏ nha chị yêu ơi. Cái gì? Cái gì? Đang dài người ta chưa kịp. Rồi ngồi nghe. Ok, một đỏ chị Nguyễn Minh. Trời ơi, cái gì vậy thế ơi. Trời ơi, nó đẹp đó chị ơi. Thầy ơi, thầy chắc là xỉu quá thầy ơi. Quá đẹp đó chị ơi, mã 8 giùm em đi. Mấy chị qua mã 8 giùm em nè. Đây mấy chị nghe người mẫu bạn. Một vàng hết nha. Rồi 8 đen, 8 da, 8 đỏ, 8 xanh, 8 vàng, 8 nu cho mặt trời vừa lên trên ngọn cầu. Đó, mẹ lại về đến cho ma coi rồi, 8 trắng, 8 hồng, 8 hồng, 8 dâu, mọi người nghe này dâu nè. Rồi ai lấy 8 mình tàu, ai lộn ai lấy 8 rồi mình tàu. Ai lấy 8 mình tàu, 8 rồi mình tàu. Rồi 8 vàng màu mọi người nha, trời ơi đẹp quá chị ơi. 79.000 giá cái áo đẹp một cái. Em không biết sao nói giờ tao nó quá đẹp rồi. Thôi đi coi coi. Cầm cái đi. Trời ơi. 8 đen cho chị Dương Mỹ, 8 đen.
Rồi tắm hồng, tắm dâu, tắm đỏ. Ôi ơi mấy chị tắm đẹp một cái dữ lắm thiệt. Tắm đen cho chị Thu Trần, tắm đen. Rồi tắm trắng, tắm vàng, tắm xanh mấy chị ơi, đẹp quá. Tắm xanh cho cô Hạnh Trâm nè. Tắm đỏ cho chị Minh Phụng nè. Tắm đỏ cho chị Minh Phụng. Tắm đỏ chị Quỳnh Thắng. Hết đen nha, hết đen, em còn vàng, trắng. Vàng, trắng, dâu, hồng. Vàng, trắng, dâu, hồng giùm em. Hồng cho chị Nguyễn Minh. Rồi cho lấy số 8 cho màu mọi người nha. Ôi da con mấy đôi 79.000 đẹp giả men con nghe mọi người nha. Ôi mấy chị ơi, nó giải đẹp dữ lắm mọi người, nghe nó may sao mà nó có tay khéo dữ lắm mấy chị, nghe nó may cái tay khéo dữ dằn luôn. Rồi lấy chốt mọi người nha. Giải là thấy. Rồi 8 theo màu mấy chị gái nha. Ai mấy chị quá đẹp luôn. Rồi 8 cái này là trung niên bạn cũng được nha mấy chị nghe, mà trẻ trẻ bạn cũng được luôn, tại vì kiểu này nói chung là không có kém người bạn nha mọi người nha. Quan trọng là bạn vừa lụm. Rồi tắm dâu, tắm vàng, tắm trắng mấy chị nghe, tắm trắng giùm em. Rồi lấy chốt trắng thằng màu. Mặt thử da con luôn, hết da. Hết da nha, lên lửng chưa hôn, nãy giờ em lên lửng. Rồi, tắm dâu chị Nguyễn Minh. Hết da chị ruột ơi. Rồi ngồi cái giải quá đẹp, 79.000 cực kỳ đẹp mọi người nghe, cái mã chính giùm em, mã chính mọi người nghe. Em thử cái gì coi. Ok chồng em, hôm qua tắm trắng thì chị Nguyễn Nga, còn tắm vàng cái gì biết hả? Cái gì? Rồi mọi người chín giùm em nè. Đây mọi người, nó có giãn nha mọi người nha. Đó, đẹp quá nè. Cái chín này nó nhỏ hơn cái 8 nha mọi người nha. Cái chín này 60kg lại thôi nha. Cái chín này nó nhỏ hơn cái 8 đó. Tết, tết, tết. Chết mẹ, tao còn gì thôi. Tết hôm nay tôi học màu gì ta? Học màu gì, học màu gì, ta học màu gì ta? Ờ, màu xanh đi. Đây có màu xanh. Cái này đó, nở ra. Nở ra. Rồi. Vậy cái này nhỏ nghe là cái 60kg là vừa nghe. Cái này 60kg lại nghe, nó nhỏ hơn cái nãy nha mọi người nghe, nó nhỏ hơn cái kia. Nó nhỏ hơn cái kia mọi người nghe. Rồi, còn màu da. Đứng lên coi hả? Ok, để mặc cái da cho mọi người rồi đứng lên coi hả? Trời ơi mọi người nghe đẹp quá trời luôn nè. Chị Quỳnh Hậm ơi, cái này nhỏ nghe, chị mua cho con chị được nghe. Cái này nó nhỏ hơn cái kia. Cái này nhỏ hơn cái kia. À mày lấy mày thanh mét mày lấy mày đó đi. Con này hả mẹ? Ừ. Tết. Con vàng hả? Ừ, xin đấu thế nè. Vậy hả? Thôi con tính bạn cái màu màu xanh cho nó khác loại là khác nè mẹ. Màu xanh cho nó hy vọng nè. Ừ, mua lại nè. Đen cho Nguyễn Minh. Mấy thì chín nè. Ờ ôi mấy chị nghe đẹp quá, cái màu nào cũng đẹp hết trơn mọi người nghe, màu nào cũng đẹp hết trơn. Rồi ai lấy chút màu mọi người nghe nè mấy chị. Đó đẹp luôn. Ok. Đỏ chị Minh đỏ nè. Rồi em còn hồng, trắng, cam. 57kg mới 50 được không? Được chị, được. Được, 57kg 50 bạn được nha. Dư được luôn, em bạn là hơi rộng đó. Đẹp. Đẹp, ok, chính xanh gì Lê Tiên. Ok, gặp cho chị Nguyễn Minh. Quá đẹp. Rồi còn hồng, còn nu, còn trắng. Hồng, nu, trắng. Đẹp quá mọi người. Còn thì đẹp luôn á chị, 79 nè. Hả? Rồi mình nghe trước con nội ôm đi, con nội ôm. Ok, chị Nguyễn Minh. Không có đỏ nghe, hết đỏ nghe. Da cho chị Quanh Hoàng. Hết da. Hết da mọi người nha. Hồng cho chị Nguyễn Minh hồng. Em ơi mình có phát không nón không? Không phát không nón chị mua sang cho tí. Trời mấy chị ơi, màu này cũng đẹp nè mẹ. Màu này cũng ngọt á, màu cam mấy chị. Cam. Nó rõ màu già lấy mặt ta. Màu già đi. Bà hàng bảy kia nè. Thôi bằng vàng đi. Anh dẹp nó gái mấy chị em ơi. Để nó buồn. Đó rồi giờ tự lớp hả em? Khỏe không? Rồi cam, còn cam nó trắng.
hết xanh rồi. Ê, này là mấy ơi? Này mấy? Chín chị ơi. Cam chị Minh đã có cam rồi. Chị Minh đã có cam rồi nha, cam chị Vinh Hoàng. Rồi em còn trắng luôn rồi, nghe đẹp quá trời đẹp luôn quý chị, thiệt siêu đẹp luôn. Ôi ôi, bạn cái cho chị nghe xuất sắc luôn. 79.000 mà bạn lên cái đẹp cực kỳ. Đây mọi người nghe, cấp hôm nó có nhỏ đâu, mọi người thấy nhỏ chứ nó không nhỏ đâu mấy chị nghe. Đây mấy chị. Thấy luôn không? Bánh cái tay đẹp. Ồ, lạnh tay đẹp thấy luôn ha. Bảy mấy ngàn mà cái này là dạng xịn nhưng mà cái gực cho bạn có lụa gì đó chứ không phải là lụa nó. Đây là có phi. Phi hốt ra rõ liền cả. Rồi còn cái áo trắng rồi người ơi. Ôi ôi, trắng đẹp quá. Bạn trắng lên nhìn tướng thơ ghê nè. Cái còn con cái nè. Rồi. Lên nó mã mấy đi? 10 phải không? Rồi 10 mọi người nghe, lấy 10 lên 10. Ôi ôi mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Cái này tới qua tới cái giải khác nữa nè. Này qua tới cái giải khác nữa mọi người nghe, đỉnh hơn nữa nè. Rồi. Ok, trắng thì chị Nguyễn Trà luôn nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lấy 10 chút 10 em mấy chị ơi, qua 10 đi. 10 giùm em. 10 đen. 10 đen, 10 đỏ. 10 đen, 10 đỏ, 10 tím. 10 vàng. 10 trắng, 10 hồng. Rồi giờ lấy 10 cho anh 10 giùm em mọi người nha. 10. Mã 10 mọi người nghe, 10. Lụm mấy chị ơi, 10 10 giùm em. 10 mấy chị ơi, 10 10. 10 đen chị Lê Tiên, 10 trắng chị Mai Nguyễn. Rồi ai lấy 10 chắc 10 thì trắng ra. 10 đỏ đi cô Phạm Tâm. Ồ mấy chị ơi đẹp quá. Rồi 10 kèm màu mấy chị gái nha. Sang ghê. Có đẹp sang. Quá sang luôn. Rồi ừ. Rồi lấy 10 cho anh 10 mọi người nha. Để bạn cái hồng này coi. Giải xịn nha mọi người nghe, cái này mấy chị vô là mua là từ giá 200 mấy không á. Vô sắp mua 200 mấy mọi người nghe, không có nhỏ đâu, đẹp quá. Ôi ôi. Ôi ôi mấy chị nghe, sang chưa? Rồi. 10 hồng. Ok, dùng Nguyễn Minh có 10 hồng không ạ? Chị thấm thạm sao mà nguy hiểm mà không bắt máy. Chị bạn nghe máy không? Thấy mấy đứa nó chốt mà không nghe máy nè. Rồi mấy chị em còn 10 đen. 10 vàng. 10 tím, mẹ còn cái 10 đỏ nữa kìa, đỏ không? Ồ, giải đẹp quá. Này không biết kêu bằng giải gì luôn á này. Thấy không? Ồ, sao dễ thương quá này, con bạn dễ thương nè. Rồi, 10 đỏ vậy Thám Thảm ơi, cho chị không nghe máy rồi sao nữa, cho em chút đơn. Rồi, 10 đỏ, 10 tím, 10 vàng, 10 đen. Rồi, lấy 10 chút 10 mọi người nha, ồ, dễ thương quá. Giải đẹp ghê mấy chị nha, sang. Có cái hàng ngọc trai chắc ngực. Đẹp quá à. Nó xem nhiều người, em không dám lấy nhiều, biết sao em sợ nó bị trùng, sợ nó trùng nhiều. Ủa này là kiểu khác hay là mã mấy nãy, mã cũ là khác đi, khác nữa à. Khác nữa phải không? Rồi 11. 11 mọi người nha. Ôi ơi 11 cái màu vàng nó dơ rồi nè, coi giặt nó ra không thấy. 10 đỏ là chị Quanh Hoàng. Lỗi đi. Không đi cưng. Ok. Rồi 11 người nha. Ủa đẹp quá. 11 em nghe mấy chị, 11 65 nó lại vừa nè. 11 65 lại vừa nè mấy chị ơi. 11 cam, 11 trắng, 11 tím, 11 xanh, 11 đen. Trời ơi con mẹ, 11 này mấy chị ơi, xanh lạ. Ở xanh biển cái gì á. Ờ, xanh biển mà nghe, xanh biển. Vàng. Cam. Ok, áo đang mặc cho áo đang mặc con ta rồi. Trời ơi, cái chết nhỏ quá. Tạo khác đi. Áo đang mặc con người có ai đó hả? Áo mặc có người chốt rồi người yêu ơi. 11 tím chị Quỳnh Hồng. 11 đen cho chị Nguyễn Minh. Chị Nga Ngô ơi, cái đang mặc mẹ cho con cái màu tím rồi nè. Mặc cái màu tím rồi coi. Ừ. Chị Nga Ngô, cục vàng của em nè. Lấy lại màu tím em được không chị ruột? 11 cam chị Nguyễn Minh nè. Chị ruột ơi, bạn cái màu tím đi nó sang chảnh luôn nè.
màu tím là nó quý phái nè chị gái nha. Ok, màu cam chị Lê Tiên nè. Đây là chị yêu màu tím nè. Hello Diễm Tú nha. Ông nay phải ủng hộ dưới trơn trời. Đây mình một năm là chị. Ồ mấy chị nghe, còn đó nó sang. Dễ đẹp cực kỳ. Rồi màu xanh nè. 11 xanh nè chị. Ồ đẹp quá. Chị Ngân ơi, ủng hộ em có tím đây. Ok, em hai hộp ba chi cam. Cảm ơn chị Thu Trần. Rồi nói chị nghe nè, bây giờ nói chị nghe chương trình bán lỗ nữa nè. Còn lấy rồi lấy em nè, rồi lấy cái xanh đúng không, mà không comment cho chị chết em luôn nè. Mấy chị nè còn ít nữa, mọi người nghe đây nè, mấy chị bấm lên là nó sẽ hiện giờ. Rồi áo nhiều á, áo này 65 này vừa em ơi đó. Ê bút nó nữa Tú, bữa nay ngậm cái này em cũng là cưng. Uống ngậm kết hợp đi, cái này 165 ngàn có 7 viên à. Anh đừng có tắm, anh giữ mình, anh lao sơ sơ thôi đúng không? Lao nước chồng cho nó mười một tím. Ủa gì ạ? Chạy ra đang mặc, đang mặc phải không? Tím đang mặc cho chị Ngan Ngô nè. Tím đang mặc Ngan Ngô. Nha chị Ngan Ngô, tím đang mặc ha. Rồi chị ơi, cái này bán nhiêu quên thì. 49 hả? Hôm nay bán 39 ngàn. Rồi các chị nghe bán tặng mọi người 25 ngàn. Cái đồng hồ bé mọi người nghe 25 ngàn một cái. Các chị nghe bấm thở lên giờ, mọi người nghe bấm thở lên giờ nha. Đó, rồi lấy cho em 25 ngàn. Pin nè, xài pin nè chị. Xài pin năng lượng mặt trời. Có rồi, nắng là nó có. Còn pin cái rồi, thôi cho nó cái đi. Có nắng là có giờ. Mày lấy màu tím em đừng ông, mà lấy màu đỏ bà. Màu nào cũng được, có hai màu à. Này rồi mấy chị ơi, lấy cho em ha. Em lên á. Ủa 5 giờ hả? Mau chứ trời. Giờ rồi. Ok, cái đồng hồ của chị Hoanh Hoàng nè, mấy chị ơi có xanh biển đẹp quá trời, đồng hồ quá trời. Rồi nè, ở đây chứ cái xanh biển mọi người nha. Rồi bên tôi về đây xanh biển giùm em nè. Rồi cái trắng cũng đẹp ghê nè mấy chị, sao thế vậy? Rồi lấy trắng rồi bên trắng giùm em ha. Ồ, trắng giùm em. Ok, gì đó thì thấm hai cái đồng hồ. Đó, cái 25 ngàn xả lỗ luôn. Lỗ nghe mọi người nghe, lỗ thiệt. Rồi lấy chó mọi người nghe trắng giùm em nè. Đẹp quá, còn biển còn 11 biển với trắng với là vàng. Biển trắng vàng nha, rồi đồng hồ thì có 25 ngàn đó các chị nha. Rồi lấy chốt em nè. Rồi. Rồi bây giờ em lên cho mọi người cái này là ok xanh biển cho chị Ngang Ngô. Rồi em lên mấy chị áo này á. Cho em coi áo khoác đi, em coi áo khoác gì em yêu. Đây mấy chị nghe, dễ thương không? Đó. Rồi, ok, Quanh Hoàng. À, chị Thần Nguyễn ơi, bây giờ mà thông cảm em nghe, ngày mai em lay quần nghe chị nghe, ngày mai em sẽ gom quần em xem hết cho mấy chị luôn. Và mọi người nhớ dán coi, đón xem cái live stream ngày mai. Quần bán giá hết hồn. Mớ bán giá hết hồn quần nha. Trời ơi, cái đó là không, hàng sale rồi bên em không giữ đơn cho mọi người nha. Áo em đang mặc là sale 79 ngàn. Rồi bây giờ áo này mọi người nghe, cái này là gọi là áo này kêu bằng làm cái gì nè, tầm ý tầm gãy này kia mọi người nghe. Đây mấy chị nghe đẹp lắm, nói chung là siêu đẹp. Tầm ý tầm gãy nghe, sau đây năm chứa lên nghe chị ơi. Đồng hồ 25 chị Tú nè. Ok chị Tú lấy cái đồng hồ màu tím. Rồi áo phát nữa mua xay nhiêu em ơi. Rồi áo này em sale cho mọi người bao nhiêu mấy chị? Áo này là giá, ủa hình như cây bên đây còn cây không ta? Ừ khoan, cái mã bên đây còn cây mấy chị ơi, mã bên đây còn cây nha mọi người nha. Đây mấy chị nè, bắt mắt nha, chị dễ thương chưa mấy chị nha. Rồi chắc mã 12 giùm em, 45-60 kg lần này mọi người nghe, chắc mã 12 mấy chị nghe. 12 sắc mắt, 12 đỏ, 12 tím, 12 vàng, 12 hồng, đó. 12 xanh, 12 nu, xanh biển em hết rồi chị ơi, 12 đen. Rồi lấy cái này 12 mọi người nghe, 12 giùm em. 69 ngàn mã 12. Mã 12 nghe mấy chị nhớ bấm thích trang mọi người nghe, mấy chị chia sẻ không được nhớ bấm thích trang giùm em.
Rồi chị nào lấy 12 chút 12 với chị ruột ơi. 12 giùm em. Ở đằng sau nó gì mọi người nghe đằng trước nó gì nghe, hàng cao cấp. Áo này mấy chị vô shop mấy chị mua là từ 108 dao động tới 200 mấy một áo mọi người nha. Em mua xem mọi người có 79.000. Rồi 12 kèm màu mọi người nha. Ok, để mặc thử cái 12 cho chị coi. Đây mấy chị nghe 12. Trời ơi. Em bạn là hơi rộng mọi người nha, em bạn hơi rộng. Chị nào mà 52kg nghe em là hơi rộng nha. Cái này 60kg là đẹp. Chị nào khoảng 54 tới 60 bạn đẹp hơn em. Em bạn là hơi rộng mọi người ha. Nếu mà em muốn lấy cái áo này em phải bớt cái nách lại mới vừa nè, tại hơi ốm. Cái người không có mọi người nha. Dễ thương nha. Rồi 12 mọi người ơi, dễ thương quá nè. Ở trước nè, 12 đen, 12 trắng, 12 tím. Đứng lên, ok. Ok, để em đứng lên, đứng lên. Hàng có đâu. Ok. Một đen, một đỏ thì chị quanh hoàng. Để em đứng lên. Đợi em 50 giây. Đợi 50 giây rồi đứng lên. Trắng thiệt không trắng ảo nha mọi người nghe. Đây vậy được ha. Cái quần em nè mấy chị nghe, kéo xuống kéo xuống. Đây chị dễ luôn không? Đó. Đây. 12 tím. 12 vàng, 12 hồng. 12 xanh, 12 hộp gà. 12 trắng. Đó vậy nha. Rồi. 79.000. Rồi áo vô này sale cho mọi người bao nhiêu? 69.000 áo à. 69.000 áo mọi người nha. Rồi 60 là vừa mấy chị gái nghe đẹp quá nè. 45 đủ lên nha mấy chị. 6 nay lại mấy chị bạn đẹp em mấy chị ơi, chứ mã 01. Không còn xanh biển với trắng đi luôn. Áo mà chung với lô xanh biển. Ok, trắng thì chị Thanh Tiền. Rồi mã 1 chị Thu Trần, cái này 69.000 nha thấy. Cái này tầm gãy tầm ý nha mọi người nha, tầm gãy tầm ý. 69.000 thôi. Rồi ủa mấy chị dễ thương không? Rồi mã 2 giùm em mọi người nha, 2. 45 60 cái này đẹp mọi người nha, 2. Ủa cái này thôi. Đó cái này mấy chị ra chợ 120. Em bán mấy chị 69.000. Rồi mã 2. Rồi một cái semi. Một cái semi 65 nó lại mấy chị bằng dừa. 65 cái này dừa semi mọi người nha, mã 3 giùm em. 65 cái này dừa nha mấy chị semi giùm em, mã 3. Chị nào lấy 3 chút 3 em mấy chị nha. 3. Ok, mã 2 cho chị Hoa Âu Lệ Hà. Em hết 2 người nha. Rồi 60 lại vừa mấy chị nghe mã 4 giùm em, 69.000. Ủa áo đẹp quá mấy chị ơi. Ủa dữ luôn quá nè. Ê. Thôi đó. Đẹp quá ha. Đó sang. Quá sang quá mẹ. Rồi mã 4 mọi người nha, 4 giùm em. Có đỏ 01 là cái gì chị? Đỏ 01 là gì chị Hoàng Hoàng ơi? Hả? Rồi mọi người nghe, ủa dữ thương nhớ chị nha. Rồi mã 5. Mã 5 giùm em nha, lấy 5 rồi mình 5. 5 mấy chị nha. Bán cho chị một cái trắng, chị Lâm Thu lấy trắng nào? Mã 4 cho Âu Lê Hà luôn. Chị lấy trắng mã mấy à chị Lâm Thu ơi? Chị Lâm Thu ơi, lấy cái trắng nào chị buồn? Rồi mấy chị ơi, mã 6 giùm em nè. Mã 6 ngay lại mấy chị bạn đẹp nói chị nghe này đẹp quá. Nó có heo trước ngực người nha. 69.000 á, mã 6. Có cơm cháy không? Còn cơm cháy hộp lớn 80.000. Hộp nhỏ 40.000 á baby ơi. Hộp nhỏ 40.000. Mã 4 em hết nha. Quần bao nhiêu cái bạn vừa. Quần này em có size. Đây mấy chị nha. Nè mấy chị, quần này có size nha. Chị nghe bạn cái quần này, cái này cũng đẹp nè.
quần giá ta như qua này quần bùi 70 ngàn, mã 40 hết mọi người nha, 40 hết nè. Ồ cái đĩa thương mọi người nha. Rồi mã 7 không đây. Rồi 7 mới chơi, mã 7 kèm mà em nè. 7 màu đỏ, 7 màu vàng. Rồi lấy bên 7 kèm màu, 6 gì Cẩm Tú. Hết của bà hai. 7 đỏ, 7 vàng nha, lấy 7 cái bên màu. Cái trắng 4. Cái trắng bên mã 4 á chị Lâm Thu. Rồi hai hộp con cái lớn thì Cẩm Tú. Rồi lên nó mát không? Ok là em thiếu nè. Rồi chị Lâm Thu ơi, chị lấy cái trắng cho mã 11 được không chị? Lấy cái trắng bên mã 11 được không? Được ok em nè. Trắng mã 11 nè chị. Rồi ai lấy chốt mã mấy này, mã mấy quên rồi. Rồi mấy chị ơi, 7 vàng. Có dây kéo đằng sau lưng nha mọi người nha. Đây mấy chị nè, có dây kéo sau lưng nha mấy chị nghe, mấy chị bạn rồi mấy chị kéo lên nha, dây kéo. Rồi 7 đỏ, 7 vàng. Chị Hoàng Hoàng lấy 7 kèm màu cho số thoại em chị ơi. 7 kèm màu cho số thoại em ha. Rồi 8 nha em. 6 mỗi lại vừa mã 8 mọi người nghe, chị lấy 8 mã 8. 45 tháng mấy cái bạn đẹp mã 8. 69.000 mấy chị nghe, có là quan tâm ý này kia đó mấy chị. Ồ dễ thương quá nè. Ở cái này giống như nó 4 luôn rồi nha. Rồi 39 giùm em. Mã 9 mọi người nghe, chị lấy 9 chút 9. Trời ơi cái này bạn lên cực kỳ cưng mọi người ha. 9 giùm em. Mã 9 mấy chị gái ha. 69.000. Ở đây 9 giùm 9 giùm em. À chị Thúy Lan ơi. À, chính rồi á là chị có đặt đồ em bây giờ chốt lại là bây giờ ai là người đặt. Tại chứng gọi chỉ có đặt á, mà sao mà khi anh em điện chút đơn á là cái người nghe điện thoại nói là để hỏi nhỏ em lại. Ờ hỏi sao đó. Rồi xong rồi cái em gu luôn không đây. Ừ là chốt lại là giờ ai mua chị. Bây giờ ai mua chị ngủ coi. Đó là cái đơn nó xả rồi đó. Rồi mọi người nghe. Ồ ồ mấy chị. Rồi 6 năm này giờ em nè. Ngon à. Nhiều đi. Rồi. À chị đổi mã 9 trắng được không em? Là em hết mã 9 luôn rồi chị. Mã 9 cho chị Cẩm Tú. Em hết mã 9 rồi chị gái nha. Rồi mã 10 nè. 10 giùm em á. Rồi 10 em có màu trắng nè. 10 trắng, 10 hồng. 21. 21 là gì chị? Rồi 10 trắng, 10 hồng, 10 nghe lấy comment mấy chị ơi. 10 trắng, 10 hồng giùm em. Đó, cái này 69.000 mọi người nghe lấy comment mấy chị ha. 10 trắng, 10 hồng. Chị nào lấy cho 10, comment 10. 160 hả? Đó, trên giá nó có 160 mọi người nghe, bán 69.000. Ồ, này dễ thương quá nè. Rồi lấy comment 10, 11. 6 mỗi đầy vừa 11 mọi người nha. 60 cái đầy vừa 11, lấy 11 cái 11 mọi người nha. 69.000 áo mọi người nha. Rồi 6 mỗi đầy vừa 12. 12 mấy chị ơi, lấy 12 chứ 12 giùm em nè. Bán 12. Ủa mấy chị coi nè. Đã ghê không? 45, 60 cái bằng đẹp 12. 12 dạy comment gì chị ruột. Ồ mấy chị ơi, 13. Cái này đẹp quá vậy đi. Trời ơi, cái này dễ thương quá vậy. Tao nói rồi, Tết tao không có bạn đồ lẻ. Mà sao tao gặp cái này tao cũng lụm nè. Ôi ôi cái này đẹp quá. Nó đẹp á. Mười mấy là đi? 13. Sáng nay sáng 3 là giờ nha. 13. 13 giùm em. 13. Rồi ở đấy này 14 mọi người nha. Sáng nay cái là giờ nha. 14 giùm em. 14 mấy chị ơi. 14. Ủa cổ dưới hướng ghê luôn nè. Mấy chị coi ngồi mẫu mặt nè. Dễ thương nha. 14. À, ok cô Phạm Thâm. Hết 25.000 ba chai. Ồ ô mấy chị nha. Rồi 15 mấy chị ơi, 15 giùm em. 6 mỗi lại vừa 15. Ok 14 mấy chị nha. Ngon.
tàu gỗ này dễ thương đó nè, 16. Ôi ôi quá dễ thương luôn. Đó, sáu mới lại giờ 16 rồi mọi nha đấy, 16 chứ 16 nha em. 16 chị ơi, này là 60 62 cái lại giờ 16. Tàu gỗ này dễ thương nữa nè. 17. 17 mọi người ha. 16 là chị Kiều An nè. Đó, có 89 ngàn áo thôi mọi người nha, 69 ngàn. Rồi lấy số mọi người nha. 17 giùm em mấy chị ơi, 17. Rồi 18 mọi người nha, 18 giùm em nè. Rồi chưa lấy 18, lấy 18. Cái màu vàng ở đây sao? Rồi mấy chị nha, 65 là vừa. Rồi 19. 65 cái là vừa 19 mọi người nha. 19 giùm em. Ồ mấy chị nha, nó làm cái cổ này đẹp không? Rồi mấy chị. 62 cái là vừa nghe chị em, 20. 20 giùm em mấy chị quê lấy 20 cái 20 mấy nha. 69 ngàn mấy 20. 20 giùm em. Ồ cái này dễ thương quá nè. Rồi đó là mình 21 người nha, cái tay bút như thế vậy. 6 mỗi là vừa 21 mấy nha. 21 giùm em. 20 giùm hoa chàng. Rồi mấy chị nghe 22. Ồ dễ thương không? Đó. Rồi lấy 22 chứ 22 mọi người nha. Cái này chị nào cao cao 65 chứ bằng vừa nha, không thì 62 cái lợi vừa em. Cái tay có gầy nút mọi người nha. Dễ thương nha. Rồi 22 mấy chị, 22 màu vàng. Đỏ ngoài. Ê 22 màu đỏ. Uống thuốc cho con để ăn được nó uống thuốc. Ồ dễ thương nha mấy chị nha. Rồi 62 lợi vừa mọi người 23. Ồ ô cái tay mấy chị nha đẹp quá. Rồi chưa lấy 23 còn 23 rồi nha. 23. 23 nha mấy chị nha. Cái này lỗi rồi. 23 chị Hoa Trần. Rồi 24 mấy chị nha. Ồ dễ thương quá. Này mấy chị bạn đẹp cực kỳ luôn. Rồi lấy 24 với 24 mấy chị đánh nha. 24 giùm em. Lấy 24 với 24 mấy chị đánh nha. 24. 24 giùm em. Ồ cái này đẹp quá nè. Rồi 62, 63 là đẹp người nghe chứ mấy 25. 25 mấy chị ơi. Ôi ôi cái đó là quá sang người nha. 25 giùm em. Rồi mấy chị một cái sơ mi 65 cái là vừa mọi người nha, cái mã 26. Sơ mi tay dài cái gì mấy chị bạn có thể là sang tay là cũng được. Rồi bạn ăn tay ni mọi người nha, đẹp cực kỳ luôn. Rồi 26 hôm nay. Rồi mấy chị nghe 27 giùm em nè. Đó à, lấy 27 chút 27 mọi người nha. Đây áo này sao mọi người em ru vậy. Đó. Rồi mấy chị ơi, vậy em bấm like mọi người nghe, 5 giờ mấy rồi. Đó mấy chị nhớ bấm thích trang, theo dõi trang mọi người nha. Bên em có bán đủ thứ hết trơn mọi người nha. Có bán con giấy khô gà nè. Xà bông gội đầu mọi người nghe, con gội đầu nó có xâm siêu nè. Rejoy nha mọi người nha. Dầu gội lia. Rồi mấy chị. Bán thuốc dán nhức đầu. Rồi dầu gội phủ bạc đó mọi người nghe mấy chị. Bạc nâu, bạc đen mọi người muốn lên màu gì thì mua màu đó giùm em ha. Bây giờ em offline mọi người nghe cái quần á. Chị nào mà đỡ mua quần á mà chị nghe thì mơ mình cho mua quần nha. Giờ em nay hết nổi rồi. Đó. Bye bye mọi người nghe, chúc mấy chị mà yêu một buổi chiều vui vẻ mọi người ơi. Bye bye. Đó, chị có cái quần jean. Vậy chị có lấy quần jean. Ngang có gì bán không? Có. Có quần, có quần. Quần jean nó có nghe em ơi. Rồi mọi người ơi, nhớ bấm thích trang để cho em mọi người nghe. Hẹn mấy chị ngày mai. Bye bye mọi người, chúc mấy chị một buổi chiều vui vẻ mọi người. Bye bye.